ở đây mấy vị trường sinh giả, còn có mấy vị không tới trận, đều bởi vì có một cái cùng chung mục tiêu, mới tụ tập ở cùng một chỗ. Đạo tử muốn trở thành kế tục thánh nhân sau đó, vị thứ hai trấn áp chư thiên vạn giới nhân vật, hơn nữa muốn trèo lên đỉnh là thiên đạo. Hắn muốn đem Nho Gia lại một lần nữa đóng chư thiên vạn giới đỉnh phong. Vì vậy, thiên đạo đương nhiệm đạo tuyệt đối không thể khôi phục. Xích Tiêu Tử mục tiêu là bồi dưỡng một vị thiên đạo đi ra, cùng mặt khác trường sinh giả khác nhau, hắn đối với thiên đạo vị trí, không hề hứng thú. Trên thực tế, liền Xích Tiêu Tử bản thân đều rất nghi hoặc, vì sao bản thân vừa nghe đến trở thành thiên đạo liền hoàn toàn không động dậy nổi. Trên thực tế, Xích Tiêu Tử cả đời này làm rất nhiều bố cục, tại rất nhiều đại khí vận tu sĩ bên người để lại duyên phận. Thậm chí tân thủ đào tạo rất nhiều tu sĩ tỷ như, thông nương. Mà vị kia đem toàn bộ thế giới cơ bắp đều mọc đến trên người mình kim cương đại sư, thì là cùng đương kim thiên đạo có thù cũ, mục tiêu của hắn là hướng thiên đạo trả thù. Cụ thể kết thù kết oán quá trình, không ai hỏi, hắn cũng không nói. Trình Lâm tiên tử cũng không cần nói, viễn cổ thiên đình kẻ hủy diệt một trong, gây sự năng lực nhất lưu. Nếu muốn ngăn cản thiên đạo khôi phục, chúng ta đây muốn làm liền, là ngăn cản lại để cho viễn cổ thiên đình xây dựng lại. Đạo tử vỗ nhẹ nhẹ lấy thánh nhân kinh văn, lên tiếng hỏi. Vâng, Diệp Tư lên tiếng trả lời. Ta có một vấn đề. Lúc này, vị kia một mực minh tưởng kim cương đại sư đột nhiên ngẩng đầu lên. Diệp Tư, đại sư mời nói. Liên minh tên có thể thay đổi một chút không? Danh tự nhìn qua quá ngu đần. Kim cương đại sư chân thành nói. Diệp Tư hai mắt phát sáng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Kim cương đại sư, ta nói sai cái gì sao? Ta đã sớm muốn thay đổi danh tự, thế nhưng các ngươi không ai nhắc tới, ta cũng không tiện nói chuyện này. Diệp Tư nói, ta ủng hộ sửa cái tên. Tên các loại đều là ấn xuống, ta không sao cả. Đạo tử trầm giọng nói. Chỉ cần có thể đem đương kim thiên đạo kéo xuống đài, coi như là liên minh tên là đại tiện hắn cũng biết không chút lựa chọn gia nhập. Hư danh với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Bần đạo tùy ý, Xích Tiêu Tử mỉm cười nói. Qua mấy ngày, hắn muốn đi đem Xích Tiêu kiếm thu hồi tới. Chờ bọn hắn chân chính bắt đầu hành động về sau, hắn bản thể cũng sẽ tiến nhập cái kia cùng loại thiên đạo phòng tối không gian, đoạn tuyệt chư thiên vạn giới tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng. Tiếp đó, nói tránh sự đi, Kim Cương Đại Sư ngẩng đầu lên, nói, ngăn cản viễn cổ thiên đình xây dựng lại. Biện pháp đơn giản nhất liền là đem sống lại thiên đế cho bắt lại đi. Kế tục thánh nhân sau đó, một vị khác trấn áp chư thiên vạn giới tồn tại thiên đế ta đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là không biết sống lại phía sau hắn, còn lưu lại bao nhiêu sức mạnh. Đạo tử ngẩng đầu lên tiếng nói. Như vậy, ngắn hạn hành động, liền xác định ra rồi trước đem thiên đế bắt lại. Lúc này trong sa mạc, lại có một cái tượng thần bay lên. Cái vị này tượng thần khuôn mặt dữ tợn, là một cái thái cổ ma tượng. Cái vị này ma tượng bên trên, đứng thẳng một cái bát tí cổ ma, hắn sau đầu đồng dạng hiện lên trường sinh giả quang luân. Bát tí cổ ma hiện thân về sau, nhìn về phía đạo tử, ta đối thiên đạo vị trí không có hứng thú. Nếu như người nào có hứng thú, ta cũng có thể trở thành phụ trợ. Ta chỉ có một cái yêu cầu, vô luận là người nào tấn chức thiên đạo chi đạo, mời giải trừ tộc của ta trên thân người nguyền rủa. Chư vị ở đây đạo hữu bên trong, trước mắt chỉ có đạo tử, đối với thiên đạo vị trí có mãnh liệt khao khát. Đạo tử khẽ gật đầu, coi như là nhận lời đi xuống. Bên kia, phong bế không gian bên trong. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối xuyên qua cánh cửa không gian. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một cái màu xám điều thế giới, toàn bộ thế giới lộ ra không khí trầm lặng, không có sinh cơ. Bọn hắn chỗ kỹ càng vị trí thì là điền thiên đảo chủ gian phòng bên trong. Vô luận là máy vi tính, che kín gian phòng môn, thậm chí là dưới đất Tống Thư Hàng cái điện thoại kia, đều giống như đúc. Chỉ là hết thảy tất cả, đều chỉ có xám trắng hai loại màu sắc. Giống như là màu xám điều đen trắng manga. Giống như là đem chọn cái điền thiên đảo chủ gian phòng phục chế đã tới. Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, hắn đưa tay thử đi câu thông bản thân hạch tâm thế giới. Kết quả không ra dự liệu của hắn, hạch tâm thế giới bị chắn màn, tại nơi này phong bế không gian bên trong, hạch tâm thế giới không cách nào mở ra. May mà lần này, có Bạch Tiền Bối phụng bồi hắn. Coi như là hạch tâm thế giới mở không ra, cũng không cần lo lắng. Tống Thư Hàng trong lòng tự mình an ủi,
đi, đi ra ngoài nhìn xem. Bạch Tiền Bối cuộn cái mền, hướng bên ngoài gian phòng đi. Tống Thư Hàng đi theo phía sau hắn. Bên ngoài gian phòng, có từng đạo phù văn ghi khắc đại môn. Bất quá những thứ này đại môn lúc này đều ở vào mở ra trạng thái. Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng đi tới tiên phủ bên ngoài. Liền tiên phủ bộ dáng đều cùng Tống Thư Hàng trong trí nhớ giống như đúc. Đến không trung nhìn xem, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng hướng lên nhảy tới, lên tới không trung. Tống Thư Hàng cùng theo chân đạp hư không, bay lên trời. Lên tới không trung về sau, liền thấy rõ Điền Thiên Đảo toàn cảnh. Cả tòa Điền Thiên Đảo đều là xám đậm màu sắc, đã liền bao quanh Điền Thiên Đảo Hải Dương, cũng biến thành màu xám. Cái thế giới này đến cùng là địa phương nào? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ở bên cạnh hắn, Bạch Tiền Bối rồi lại cau mày, rơi vào trầm tư, ta vốn cho là, đây là một cái âm ảnh thế giới cùng loại với chủ thế giới bóng dáng. Hiện tại xem ra, hắn còn ẩn núp càng thú vị đồ vật. Tống Thư Hàng, càng thú vị đồ vật, ừ, một ít làm cho người ta cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Tỷ như, lại tỷ như, còn có mặt khác người ở nhìn vừa, bên kia có Bạch Tiền Bối ngón tay tại nơi này màu xám trong không gian không ngừng chỉ vào, thỉnh thoảng hỗn tạp mang theo một ít viễn cổ ngôn ngữ tới đây miêu tả. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Tiền Bối tại nói cái gì. Mới sinh vây xem đại lão nói chuyện, đại lão trong miệng thỉnh thoảng phun ra chuyên nghiệp từ ngữ, lại để cho mới sinh bắt gấp. Dù sao nghe là rất cao lớn, rất lợi hại đồ vật. Mù mịt cảm giác mãnh liệt. Mặt khác, ta còn phát hiện một kiện chuyện thú vị. Có lẽ, cái không gian này cùng ta có quan hệ. Bạch Tiền Bối luôn cuối cùng nói. Là Bạch Tiền Bối người vật thí nghiệm, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nói đúng ra, có thể là cái khác ta thí nghiệm tác phẩm. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng nắm tay phải nhẹ nhàng chùy tay trái, có phải hay không vị kia nói làm lại không làm, bốc đồng thiên đạo. Hắn một mực ở suy đoán chuyện này. Nếu như nói, mỗi một vị thiên đạo tại trở thành thiên đạo về sau, liền sẽ ở cửu U sinh ra một cái đối ứng cửu U chúa tể. Cái này từng giữ chức béo cầu thiên đạo đối ứng cửu U dịch thể béo cầu. Mà Bạch Tiền Bối đương nhiên, đối ứng đúng là trước một đời nói làm lại không làm thiên đạo đi. Người gần nhất, tu vi chỉ tăng lên mấy cái kim đan, bát quái tri thức ngược lại nắm giữ không ít. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, ta cảnh giới tăng lên đã rất nhanh đi. 10 tháng đều mới qua một nửa, ta kim đan đều hơn nhiều vài khối. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta đều có loại cuối tháng lúc liền sẽ trùng kích lục phẩm cảnh giới ảo giác. Người ở tại chỗ này đừng nhúc nhích, ta lại đi lên xem một chút. Nếu như đây quả thật là cái khác ta tác phẩm. Nói không chừng có thể tìm ra điểm manh mối tới đây. Bạch Tiền Bối nói. Hắn đối ứng vị kia, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Thân là cửu U chúa tể hắn, nhưng không có biến mất, mỗi ngày còn muốn bị béo cầu đánh, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn cũng không biết mình đối ứng cái vị kia đến cùng đã làm nên trò gì. Nếu như có thể có manh mối lời nói, hắn cũng muốn biết năm đó bản thân đối ứng vị kia, đến cùng làm cái gì bố trí. Đúng rồi, phủ thêm cái này cái mền. Bạch Tiền Bối lần nữa đem cái kia cái mền ngụy phẩm lấy ra, ném cho Tống Thư Hàng. Tiến nhập phong bế không gian bên trong về sau, cái mền cũng sẽ không lại bị bài xích, bởi vì cái mền bây giờ cùng Tống Thư Hàng ở vào cùng một loại hình thức trạng thái. Tống Thư Hàng đem cái mền bao tại trên thân, sẽ có nguy hiểm sao? Nói không chừng, nếu như cái không gian này là một cái thất bại vật thí nghiệm vậy nó bên trong thậm chí có thể sẽ thai nghén ra kinh khủng quái vật tới đây. Tóm lại, người trước ở lại chỗ này không nên lộn xộn, chờ ta trở lại tiếp ngươi. Bạch Tiền Bối dặn dò. Dứt lời, thân hình của hắn phóng lên trời, mấy hơi sau đó, tan biến tại Tống Thư Hàng trong mắt. Tống Thư Hàng từ không trung đáp xuống. Hắn trở lại Điền Thiên Đảo chủ động phủ cửa ra vào, ngay tại chỗ ngồi xuống. Phong bế không gian bên trong, độ ấm dần dần hạ thấp. Loại này hàn ý, thẳng vào linh hồn. Liền Tống Thư Hàng thể chất đều có điểm đỡ không nổi. Hắn không khỏi nắm thật chặt trên thân cái mền. Tại đây rét lạnh trong thế giới, cũng chỉ có trên thân cái mền này có thể mang cho hắn một tia ấm áp. Không tự chủ được, thân hình của hắn cuộn mình thành một đoàn. Cái này tư thế, có điểm giống cái gì cũng có thể bán đại lão bộ dáng. Lúc này hạch tâm thế giới còn có thể mở ra thì tốt rồi, ta có thể tránh về hạch tâm thế giới tránh rét. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói.
A hắn há miệng A khẩu khí, khí tức ở trước mặt hắn tạo thành hàn vụ. Cái mền bên trong, Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn cũng chui ra, lông đoàn quang cầu, núp ở cái mền trong vẫn không nhúc nhích. Đúng rồi, Điền Thiên tiền bối, ngươi có thể cảm ứng được bản thân khác tàn hồn sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Dựa theo lúc trước giám định bí pháp phản hồi tới kết quả, Điền Thiên Đảo chủ còn lại hồn phách liền phân tán tại nơi này phong bế không gian bên trong. Điền Thiên Đảo chủ tàn phách khẽ hiện bày ra, một lát sau, một cái ý niệm truyền tới Tống Thư Hàng trong đầu, lúc nào mới có thể khôi phục lên mạng. Thời điểm này đừng nghĩ lấy lên mạng A, trước tìm về ngươi tàn phách, làm cho mình phục sinh A. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm giác chung quanh nhiệt độ lại bắt đầu tăng trở lại. Độ ấm tăng trở lại vô cùng nhanh. Thời gian mấy hơi thở, liền phảng phất từ trời đông giá rét tiến nhập đến giữa hè. Ngay sau đó, tại Tống Thư Hàng trước mắt, có một đạo lại một đạo thân ảnh hiển hiện. Đó là Điền Thiên Đảo bên trên thành viên. Theo nhiệt độ tăng trở lại về sau, những thành viên này thân ảnh lăng không hiển hiện. Những thứ này Điền Thiên Đảo thành viên hiện thân về sau, ở vào sơ cứng trạng thái. Một lát sau, phảng phất từ thời gian dừng lại trong trạng thái khôi phục, bọn hắn bắt đầu hành động. Một màn này, cực kỳ giống lúc trước Bích Thủy Các. Làm sở các chủ theo ngủ mơ bên trong tỉnh táo lại thời gian, Bích Thủy Các bên trong tất cả thành viên, đều theo thời gian dừng lại bên trong giải trừ, hành động. Lúc này, phong bế không gian bên trong Điền Thiên Đảo thành viên, cũng giống như lúc trước Bích Thủy Các thành viên. Bọn hắn trống rỗng xuất hiện, lại phảng phất từ thời gian dừng lại trong trạng thái khôi phục, bắt đầu hành động. Có người nhanh chóng bôn tẩu, phảng phất có nhiệm vụ trọng yếu bên người. Có người cùng đồng bạn tản bộ, nói chuyện phiếm, nhàn nhã hình dáng. Cũng có người hướng ăn cơm vị trí đi. Điền Thiên Đảo bên trên thành viên cũng không phải là tất cả đều là tu sĩ, trên thực tế, Điền Thiên Đảo bên trên có rất nhiều đều là người bình thường, hoặc là chỉ tu luyện đến nhất phẩm cảnh giới tiểu tu sĩ. Trong đó những thứ này người bình thường, phần lớn đều là tu sĩ người nhà. Vì chiếu cố những thứ này trên đảo người bình thường, Điền Thiên Đảo bên trên cũng sẽ có các loại phòng ăn, giải trí địa phương. Phòng ăn ứng với đều là linh mễ các loại linh vật, coi như là người bình thường ở chỗ này sinh hoạt, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là tại Tống Thư Hàng trong mắt, toàn bộ phong bế không gian như cũ là màu xám đều bao gồm những thứ này hiển hiện Điền Thiên Đảo thành viên. Điền Thiên Đảo các thành viên, rồi lại giống như không có phát hiện chuyện này. Nếu như, Điền Thiên Đảo không có xuất hiện tại họa lớn khó khăn lời nói, ngược lại là rất thích hợp người bình thường sinh tồn. Nếu như lần này, Điền Thiên Đảo có thể bình an vượt qua nguy cơ, qua một thời gian ngắn đem ba mẹ nhận lấy, ở tại Điền Thiên Đảo sinh hoạt tựa hồ cũng không tệ. Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Lấy Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ tính cách, để cho bọn họ chạy đến rừng sâu núi thẳm trong ẩn cư là rất không thực tế sự tình. Mà trước mắt Điền Thiên Đảo loại cuộc sống này phương thức, cũng rất thích hợp Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ. Tống Thư Hàng rụt rụt cái mền có muốn hay không đứng lên tại Điền Thiên Đảo bên trên đi dạo một chút. Tốt nhất sẽ tìm mấy cái thành viên giám định một chút, nhìn xem đến là chuyện gì xảy ra. Trong lúc suy tư, có mấy vị Điền Thiên Đảo thành viên, theo hắn bên người đi qua. Nhưng những thứ này Điền Thiên Đảo thành viên, giống như nhìn không tới Tống Thư Hàng, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Là ta trên thân cái mền này ẩn tàng thân hình hiệu quả. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Dạng này vừa vặn, hắn có thể lặng lẽ giám định một chút đối phương. Vậy là, Tống Thư Hàng lặng lẽ nhắm ngay một vị người qua đường, duỗi ra tay phải của mình. Trước bắt cái Điền Thiên Đảo thành viên, tới đây một phát giám định bí pháp rồi hãy nói. Ồ, ngươi là ai? Tại sao sẽ bọc lấy cái mền ngồi ở chỗ này? Đang lúc này, có một thanh âm đột nhiên vang lên. Tống Thư Hàng tay phải khẽ cứng đờ, hắn ngẩng đầu hướng thanh âm vang lên chỗ nhìn lại. Tại đó, có một vị tóc dài màu vàng kim nữ tử, đang một mặt nghi hoặc đang nhìn mình. Nàng là trống rỗng xuất hiện, vì vậy Tống Thư Hàng hoàn toàn không có cảm ứng được nàng. Nữ tử tóc nhìn qua hiện lên xóa tung hình dáng, tựa như bị phỏng qua phát một loại, thoạt nhìn thể tích phi thường lớn, so với thân thể của nàng còn muốn lớn hơn một vòng. Ánh mắt của nàng là màu xanh biếc, đồng dạng rất lớn. Lớn đến làm cho người ta cảm giác ánh mắt của nàng, có phải hay không đẹp đẽ bức vẽ qua. Tóc vàng mắt xanh, giàu có âu khí.
nhưng nàng ngũ quan lại rõ ràng cho thấy người phương Đông bộ dáng. Ngươi có thể thấy ta, Tống Thư Hàng chỉ bản thân. Vì sao nhìn không tới ngươi? Mặt khác, người cuộn cái mền ngồi ở chỗ này, lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Tóc vàng mắt xanh tiên tử nói. Tống Thư Hàng, chờ, cái này tiên tử là có màu sắc. Nàng kim sắc xóa tung tóc dài, bích sắc mắt to, còn có trên thân màu đỏ đai đeo quần trang phục, đều cũng có màu sắc. Hiển nhiên, nàng là một cái tồn tại đặc thù. Xin chào, ta là Tống Thư Hàng, tiên tử xưng hô như thế nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ha ha, ngươi ở đảo của ta bên trên, cũng không nhận thức ta. Tóc vàng mắt xanh tiên tử nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, Điền Thiên đảo chủ. Đồ đần, ta là Điền Điềm phó đảo chủ. Điền Điềm cả giận nói. Thực xin lỗi, Điền Điềm tiền bối. Nói sai, ta là Cửu Châu nhất hào quần Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chỉ mình nói. Tống Thư Hàng, Cửu Châu nhất hào quần. Tóc vàng mắt xanh tiên tử một mặt mê mang, ta không biết, Cửu Châu nhất hào quần là địa phương nào. Tống Thư Hàng, không biết, chúng ta nói như thế nào cũng ở đây một cái trong nhóm lội hơn nửa năm a. Tuy rằng chúng ta trong hiện thực chưa thấy qua, nhưng ta nói như thế nào cũng hiển thánh hai lần. Trong nhóm tiền bối, đều có lẽ đã nhìn quen mắt ta mới đúng. Quả nhiên có vấn đề. Trước mắt Điền Điềm đảo chủ, sẽ không cũng là tàn hồn trạng thái đi. Cùng chỉ nhớ rõ lên mạng Điền Thiên đảo chủ khác nhau, Điền Điềm phó đảo chủ có phải hay không đem trong trí nhớ tất cả cùng Internet có quan hệ đồ vật đều rơi sạch. Nếu thật như vậy, tiếp tục cùng nàng giao lưu xuống dưới cũng không phải là cái biện pháp. Vì vậy, còn là trực tiếp một chút đi. Cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian, còn không bằng một phát giám định bí pháp tới đây hữu hiệu. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra, nghịch kình vũ sĩ quyền sáo đầu ngón tay vị trí thu nạp, lộ ra ngón tay. Điền Điềm tiền bối, đắc tội, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở Điền Điềm phó đảo chủ bên người, đưa tay nhẹ nhàng hướng trên người nàng đụng đi. Oanh long long ngay tại Tống Thư Hàng xuất hiện ở Điền Điềm sau lưng trong nháy mắt, trên bầu trời, có kinh khủng năng lượng ngưng tụ. Cuồng bạo lôi điện, có thể so với nửa chỗ ngồi Điền Thiên đảo lớn nhỏ to lớn thiên thạch, thiên hỏa từ không trung khuynh đảo tới, giống như tận thế buông xuống. Điền Thiên đảo bảo vệ đảo trận pháp kích hoạt, bao phủ toàn bộ phía trên đảo nhỏ. Mà tại Điền Điềm tiên tử làm cho chỗ đứng, có một cây gai đất mạnh đâm ra. Tống Thư Hàng đành phải cải biến động tác của mình. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, Điền Điềm phó đảo chủ thân hình bị hắn đánh bay đến không trung. Đồng thời, hắn một cước đạp hướng cái kia căn gai đất. 21 chỉ viễn cổ thánh viên hư ảnh tại hắn sau lưng hiển hiện, thánh viên cầm trong tay nho ra kinh thư. Cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ bày ra phẫn nộ đạp tư thế. Gai đất bị Tống Thư Hàng đá cho hai đoạn, đứt rời xuống nửa bộ phận càng là trực tiếp bị hắn dẫm lên thành đất vụn. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng trên tay phải hiển hiện mấy đạo miệng vết thương. Đó là giám định Điền Điềm phó đảo chủ thời gian, làm cho trả giá cao. Điền Điềm tiên tử tàn hồn tại phong bế không gian bên trong tạo thành hình chiếu, có được bản thể bộ phận tri thức cùng trí nhớ. Tại phong bế không gian bên trong có được nhị phẩm cấp bậc sức chiến đấu. Hình chiếu tử vong, tàn hồn tan vỡ. Trong hư không, Điền Điềm phó đảo chủ xinh đẹp trở mình, vững vàng rơi xuống đất. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hộ tông đại trận, đáng hận, là ai tập kích ta Điền Thiên đảo. Tống Thư Hàng trên cánh tay nghịch kình vũ sĩ quyền sáo khôi phục nguyên trạng. Hình chiếu tử vong lời nói, tàn hồn cũng sẽ tan vỡ. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Điền Điềm tiên tử là hình chiếu lời nói, cái kia Điền Thiên đảo bên trên thành viên khác đây, cũng là tàn hồn tạo thành hình chiếu sao, người đứng yên đừng nhúc nhích, ta đi chủ trì đại trận. Chờ ta trở lại cẩn thận cùng ngươi nói chuyện, người rút cuộc là làm sao lăn lộn đến đảo của ta bên trên. Điền Điềm tiên tử cắn răng nói. Dứt lời, nàng đứng lên hướng xa xa lao đi, đó là động phủ của nàng vị trí, cũng là có thể khống chế Điền Thiên đảo bảo vệ đảo đại trận địa phương. Tống Thư Hàng ngắm nhìn trên bầu trời tận thế tình cảnh, thở dài. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, theo sát tại Điền Điềm đảo chủ sau lưng. Điền Điềm phó đảo chủ tàn hồn hình chiếu chỉ có nhị phẩm cảnh giới, một khi tử vong, tàn hồn cũng sẽ tan vỡ. Vì vậy, không thể để cho nàng hình chiếu gặp chuyện không may. Trong hư không, kiếp nạn không ngừng đáp xuống. Phàm là tận thế trong phim ảnh khả năng xuất hiện tai nạn hình ảnh,
đều có thể ở trên trời tìm được nguyên hình. Bảo vệ đảo trận pháp chỉ sợ ngăn không được bao lâu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, cái này tai nạn tới đây cổ quái, nói đến là đến, hoàn toàn không theo lý ra bài. Điền Điềm phó đảo chủ tàn hồn tại phong bế không gian bên trong tạo thành hình chiếu, cái kia Điền Thiên đảo chủ còn lại tàn hồn, lại đi nơi nào? Không phải tại đây chút ít trong tai nạn chết đi. À lúc này, trên bầu trời có một cái thanh âm tức giận truyền tống đến. Tại cái thanh âm này vang lên lúc, Tống Thư Hàng cái mền bên trong cái kia đoàn Điền Thiên đảo chủ tàn hồn giống như tiếp thụ lấy triệu hoán. Hắn theo Tống Thư Hàng cái mền bên trong nhảy ra, hướng trong hư không bay đi. Đồng thời, theo toàn bộ Điền Thiên đảo bốn phía, từng đạo hào quang hội tụ đến, tại cái đó trong tiếng giống giận dữ dung hợp được. Tống Thư Hàng dừng bước. Giữa không trung, một vị đồng dạng tóc vàng mắt xanh nam tử thân hình, trên không trung ngưng tụ thành hình. Không cần giới thiệu, chỉ cần nhìn hắn cái kia một đầu đồng dạng xóa tung tóc vàng, Tống Thư Hàng đã biết rõ hắn là Điền Thiên đảo chủ. Điền Thiên đảo chủ hình chiếu hiện thân về sau, hai tay của hắn hợp nhất, nhắm ngay bầu trời, Điền Thị phòng ngự pháp số 35, thần quy đà thiên. Theo hắn giống lên một tiếng, một cái từ linh lực ngưng tụ mà thành rùa thần xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Rùa thần vác trên lưng lấy một khối cự bi. Trên bầu trời phủ xuống bộ phận tai kiếp, bị cái này chỉ rùa thần ngăn lại. Điền Thị phòng ngự pháp số 36, vong long kéo quan. Điền Thiên đảo chủ tiếp tục gào thét. Hắn những thứ này pháp thuật, tựa hồ chỉ có lớn tiếng gầm hét lên, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Một cái đen kịt cự long hiển hiện, cự long sau lưng lôi kéo một cái màu đen lớn hòm quan tài. Cùng rùa thần khác nhau, lôi kéo lớn hòm quan tài hắc long không ngừng du tẩu, sau lưng lớn hòm quan tài đem một ít lôi trụ cùng thiên hỏa đều là tính toán ngăn lại. Điền Thị phòng ngự pháp số 37, hỏa tước phần hải. Điền Thiên đảo chủ pháp thuật vẫn còn tiếp tục. Một cái tiểu nhỏ chính là ma tước hiện ra. Lớn nhỏ cùng với tiểu thải không sai biệt lắm. Nhỏ ma tước hiện thân phía sau há mồm phun ra kinh khủng hỏa diễm, cái kia phiến biển lửa lại đã ngăn được bộ phận năng lượng loại hình tai nạn. Thật mạnh! Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiền bối, tất cả đều có bản thân tuyệt chiêu. Mặt khác, Điền Thiên đảo chủ tàn hồn tại trong nhóm nói chuyện phiếm thời gian, đã từng nói chính hắn là ma pháp sư. Hiện tại xem ra, thật là có điểm hướng. Hắn hẳn là đi pháp thuật tu sĩ đường đi. Là Tống Thư Hàng rất hâm mộ loại hình. So với có thể sử dụng nắm đấm giải quyết sự tình cũng không cần suy nghĩ thể tu tới đây, pháp thuật loại hình tu sĩ luôn cảm giác đẹp trai hơn tức giận rất nhiều. Rùa, long, hỏa tước đều xuất hiện, còn kém bạch hổ rồi a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Điền Thị phòng ngự pháp, tên áp chế một chút, nhưng hiệu quả cảm giác rất mạnh a. Điền Thị phòng ngự pháp số 38, canh kim hổ. A Điền Thiên đảo chủ pháp thuật còn không có thi triển song song, thân hình đã tan vỡ ra. Thân hình của hắn vỡ thành hơn 30 tiểu quang điểm. Oanh, một viên vẫn thạch khổng lồ thật sự đột phá phòng ngự trận pháp, hướng Điền Thiên đảo chủ chỗ triển áp xuống tới. Ca ca, Điền Điềm đảo chủ lo lắng kêu lên. Xem ra, đến ta xuất thủ thời điểm, xem ta thiên sư chính pháp lôi quang nhất, còn là tính, Tống Thư Hàng buông tha cho sử dụng pháp thuật. Hắn gà mờ thiên sư chính pháp còn là không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ. Hiện thân đi, ta trung cực phòng ngự vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Tống Thư Hàng tay phải chống đỡ hướng lên bầu trời. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hiện ra, hóa thành uy nghiêm thánh thành. Tứ vương giả bức tường mở rộng ra, Tống Thư Hàng dựa vào trong cơ thể mình bốn hạt kim đan khổng lồ linh lực ủng hộ, dùng thánh ấn cởi bỏ bản mệnh pháp khí bên trên lục phẩm phong ấn. Lại để cho tam thập tam thú tổ hợp pháp khí phát huy ra chân quân cấp bậc thể tích. Thánh thành thể tích tăng vọt, một mực tăng tới hơn 100 thước độ cao. Bảo tháp, chống trận, kèn, tiên đàn, chiến kỳ, đầy đủ mọi thứ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành là kèm theo lên sân khấu BGM, nhạc nền pháp khí. Tuy rằng đầu cởi bỏ lục phẩm cấp phong ấn. Nhưng bởi vì chọn bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đều là từ bát phẩm tài liệu làm chủ chế tạo mà thành, bản thân nó liền có được lấy bát phẩm cường độ. Cùng dĩ vãng khác nhau chính là, lần này Tống Thư Hàng bản thể cũng không có xuất hiện ở thánh thành phía trước. Lần này thánh thành xuất hiện, là vì bảo hộ Điền Thiên đảo chủ. Hắn bản thể đồng dạng võ trang đầy đủ, bất quá còn đang ở Điền Thiên đảo mặt đất, không có tới kịp bay lên không.
Cái này là lần đầu tiên, Tống Thư Hàng đứng ở vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành phía sau. Quanh cái kia khối thiên thạch nện ở thánh thành bên trên. 100 mét cao lớn thánh thành, cùng cái kia khối thiên thạch so với, cũng chỉ là không xê xích bao nhiêu. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành kịch liệt chấn động lên. Tống Thư Hàng 4 hạt kim đan lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Thánh thành, bắn bay hắn, Tống Thư Hàng nói. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành khẽ nghiêng cái góc độ, đồng thời trên người nó xuất hiện một đạo phản lực vẫn thạch khổng lồ một đường lăn mình, rơi xuống đến Điền Thiên đảo phụ cận trong hải vực, nhấc lên to lớn thủy triều. Thánh thành phòng ngự hiệu quả, so với Điền Thiên đảo chủ liên tục thi triển 3 loại điền thị phòng ngự pháp còn vô cùng cường hãn. Có lẽ, ta cũng cần không phải đi học các loại phòng ngự pháp thuật, mà là luyện chế nhiều một ít cường đại phòng ngự pháp khí. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái quỷ dị ý niệm trong đầu. Bất quá ý nghĩ này, lập tức bị hắn vung ra trong đầu. Pháp khí là pháp khí, pháp thuật là pháp thuật, cả hai hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, pháp thuật có thể cùng pháp khí hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Thiên thạch bị đẩy lùi về sau, Tống Thư Hàng vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành chĩa vào Điền Thiên đảo bảo vệ đảo đại trận lỗ hồng. Điền Thiên đảo bảo vệ đảo đại trận là tổ hợp kiểu, coi như là một bộ phận bị phá hủy, cũng sẽ không ảnh hưởng còn lại bộ phận hiệu quả. Trong hư không, lôi trụ, thiên hỏa, băng sơn, không ngừng đáp xuống. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, rồi lại giống như trong biển rộng đá ngầm, không chút sức mẻ. Võ trang đầy đủ Tống Thư Hàng, cưỡi tôm hùm thần chiến xa bên trên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thánh thành. Trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện bản thân thứ hai trên kim đan diễn đồ hình ảnh. Thứ hai kim đan diễn đồ như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, tổng thể bên trên cùng Tống Thư Hàng hiện tại kinh trải qua tai nạn có vài phần tương tự. Đồng dạng là đủ loại vô cùng tận kiếp nạn, kim mộc thủy hỏa thổ các loại hình tai nạn. Bất quá, kim đan diễn đồ như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành bên trên, tai nạn càng thêm đáng sợ, càng thêm làm người tuyệt vọng. Trong hư không, Điền Thiên đảo chủ tất cả tàn hồn lại một lần nữa tụ tập lại. Điền Thiên đảo chủ hình chiếu lần nữa hiện ra vào hư không bên trong. Hắn cảm kích nhìn Tống Thư Hàng liếc, thật có lỗi, Thư Hàng tiểu hữu, đem ngươi cuốn vào đến Điền Thiên đảo trong tai nạn. Dứt lời, hắn lập tức đưa vào đối với tai nạn trong lúc kháng cự. Cùng chỉ có bộ phận hồn phách Điền Điềm phó đảo chủ hình chiếu khác nhau, Điền Thiên đảo chủ hồn phách hiện tại toàn bộ ở chỗ này. Cuối cùng một mảnh đều từ Tống Thư Hàng mang về, vì vậy trí nhớ của hắn là nguyên vẹn, biết Tống Thư Hàng thân phận. Điền Điềm, đem phòng không hệ thống mở ra, đem tất cả thiên thạch, băng sơn toàn bộ làm nổ. Điền Thiên đảo chủ kêu lên. Ta ngu xuẩn ca ca, ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Điền Điềm phó đảo chủ trả lời. Sau một khắc, Điền Thiên đảo từng cái trong góc, có một chút cùng tu chân phong cách vẽ hoàn toàn bất đồng đồ vật nổi lên. Số lượng rất nhiều đối không đạo đạn, pháo đài hiển hiện. Tại Điền Điềm phó đảo chủ dưới sự khống chế, đối không đạo đạn, pháo đài điên cuồng nổ súng. Oanh long long thanh âm đinh tai nhức óc. Quả nhiên là Cửu Châu nhất hào quần phong cách vẽ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Đừng mong Cửu Châu nhất hào quần trong thành viên, có thể một mực bảo trì tiên hiệp phong cách vẽ. Trong nhóm thành viên phần lớn là chủ nghĩa thực dụng. Thật lâu phía trước. Tống Thư Hàng liền từ Vũ Nhu Tử cái kia biết được, Linh Điệp đảo phụ cận có dấu đại lượng công nghệ cao vũ khí, Linh Điệp tôn giả tựa hồ có thu thập một lần nữa hỏa lực vũ khí sở thích, còn đang ở Linh Điệp đảo phụ cận xây dựng cường đại phòng không hệ thống. Điền Thiên đảo quả nhiên cũng không ngoại lệ. Đủ loại đạn pháo, còn có một tấm tấm đạn đạo phóng lên trời, tập trung những cái kia thiên thạch, băng sơn các loại có được thật thể vật thể tiến hành công kích. Oanh 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 trên đỉnh đầu. Không ngừng tiếng nổ mạnh vang vọng hư không. Trên thế giới này, không có cái gì là oanh không giải quyết được, nếu có, vậy oanh oanh. Tống Thư Hàng trong đầu lần nữa hiển hiện này bạo tạc thần giáo chân lý. Đồng thời, Điền Thiên đảo bên trên tu sĩ cũng triển khai phản kích. Điền Thiên đảo chủ hình chiếu lần nữa xuất thủ, không ngừng thi triển hắn điền thị phòng ngự pháp ở đâu có cần hắn liền sẽ vào tới ở đâu, đền bù phòng ngự bên trên lỗ thủng. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành áp lực một nhẹ. Rất tốt, tiếp tục như vậy nữa lời nói, cái này một sóng có thể giữ được. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Vài giờ phía sau, trên bầu trời tai kiếp sốt cuộc dừng lại. Cuối cùng kết thúc,
Tống Thư Hàng theo bản thân lắc tay pháp khí bên trong móc ra một mai bổ sung linh lực đan dược dược sư xuất phẩm cái chủng loại kia tử sư đan. Đối với linh lực bổ sung hiệu quả cấp một bổng, liền là nuốt xuống dưới về sau, phần bụng sẽ có cực độ no bụng căng cảm giác. Điền Thiên Đảo chủ hình chiếu thể rơi xuống Tống Thư Hàng bên người, Thư Hàng tiểu hữu, lần này thật muốn cảm ơn ngươi, bằng không mà nói. Ta Điền Thiên Đảo khả năng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên đảo cư dân hình chiếu, nếu như chết mất lời nói, cũng sẽ dẫn đến hồn phách tan vỡ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Điền Thiên Đảo chủ nhẹ gật đầu. Các ngươi là làm sao tiến nhập nơi đây? Tống Thư Hàng lại hỏi. Con mắt một bế, con mắt vừa mở, chính là chỗ này. Điền Thiên Đảo chủ cười khổ nói, ngay từ đầu, Điền Thiên Đảo tại giải quyết hai cái cùng hiện thế nối lại chư thiên vạn giới thông đạo. Không gian thông đạo đối diện không phải là cái gì người lương thiện, vậy là chúng ta khởi động bảo vệ đảo đại trận. Thế nhưng, chúng ta song phương còn chưa bắt đầu tiếp xúc, đột nhiên nháy mắt thời gian, chúng ta toàn bộ Điền Thiên Đảo đều bị quỷ dị lực lượng bao bọc. Lại nháy mắt, chúng ta đã xuất hiện ở nơi đây. Ngoại trừ ta cùng Điền Điềm bên ngoài, trên đảo khác cư dân đều biến thành màu xám hình dáng. Cái kia tiền bối, người bây giờ trạng thái là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Điền Thiên hồn phách đều vỡ vụn thành hơn mấy chục phần. Theo bị cuốn vào đến cái này quỷ dị không gian về sau, cùng loại tai nạn đã xảy ra hơn 20 sóng. Ta theo bị cuốn vào cái không gian này thời điểm, liền đã mất đi nhục thân. Sau đó, mỗi một lần tai kiếp chấm dứt, hồn phách của ta liền sẽ phân liệt một lần. Ta đều không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Điền Thiên Đảo chủ trong giọng nói có loại tuyệt vọng cảm giác. Hắn tìm không thấy theo cái không gian này bên trong đột phá đi ra ngoài phương pháp. Muội muội Điền Điềm chỉ có một bộ phận tàn hồn tiến nhập cái không gian này, còn lại tàn hồn không biết ở đâu. Mà mỗi lần tai kiếp sau khi kết thúc, hồn phách của hắn lại phần bị cưỡng chế phân liệt một lần, tán ở Điền Thiên Đảo bốn phía, chờ xuống một sóng tai kiếp tiếp tục buông xuống, mới có thể ngắn ngủi khôi phục. Liền hắn chuẩn bị đã lâu phục sinh thủ đoạn đều không thể sử dụng. Cái này quỷ dị không gian, giống như là một cái tàn nhẫn trò chơi không gian. Mỗi một lần tai kiếp sau đó, Điền Thiên Đảo lại sẽ khôi phục nguyên trạng. Trên đảo trừ ta ra, tất cả mọi người trí nhớ đều bị bôi đến tai nạn phát sinh lúc trước tình huống. Liền Điền Điềm trí nhớ cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến cuối, chỉ có ta có thể bảo trì toàn bộ trí nhớ. Mà lúc trước mấy lần tai kiếp bên trong, ngoài ý muốn chết đi cư dân, liền vĩnh viễn biến mất, sau đó không còn có xuất hiện qua. Điền Thiên Đảo chủ nói đến đây, đột nhiên lại nhảy dựng lên. Đáng chết, thân thể của ta lần này không có vỡ thả. Tai kiếp còn chưa kết thúc, hắn ngẩng đầu, nhìn chòng chọc hướng hư không. Lúc trước, mỗi một lần tai kiếp triệt để sau khi kết thúc, thân thể của hắn liền sẽ lại phân liệt một lần, tán loạn tại Điền Thiên Đảo bốn phía. Tai kiếp còn không có chấm dứt, hoặc là, hắn triệt để kết thúc, game over, Điền Thiên Đảo chủ hy vọng là người sau. Đáng tiếc, trong hư không đột nhiên lại nở rộ thiên hỏa, lôi trụ, vỡ nát hắn hy vọng. Quả nhiên còn không có chấm dứt, Điền Thiên Đảo chủ phóng lên trời. Tống Thư Hàng trong lòng còn có nhiều vấn đề, bất quá bây giờ, trước đem tai kiếp chống đỡ rồi hãy nói. Trong hư không, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành còn không có thu hồi. Lại một sóng thiên hỏa, lôi trụ rơi vào vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành bên trên. Nhưng những thứ này cũng chỉ là món ăn khai vị. Một lát sau, trong hư không có từng viên đạn đạo cùng họng pháo hiển hiện, tập trung vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Tai kiếp, thăng cấp, oanh 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 đạn đạo, đạn pháo, liên hoàn đạn xuyên giáp, đủ loại Tống Thư Hàng không biết đạn, điên cuồng hướng phía thánh thành chúc xuống. Gia hỏa này, đặc biệt mã chính là thiên kiếp đệ đệ sao? Tống Thư Hàng cắn răng nói. Hiện thế bên trong thiên kiếp sẽ hiện đại hóa. Cái này phong bế không gian bên trong tai kiếp, vậy mà cũng sẽ hiện đại hóa. Tiếng nổ mạnh kéo dài không ngừng. Vũ khí uy lực, cũng ở đây không ngừng tăng lên. Như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành hình ảnh, hiện tại đã tiếp cận 70% hiện ra. Hỏa diễm, lôi trụ, băng kiếp, các loại nguyên tố công kích. Sau đó là các loại hiện đại hóa vũ khí oanh kích. Phong bế không gian tai kiếp, làm cho hiện hóa ra tới vũ khí. Ngay từ đầu đều là bắt chước Điền Thiên Đảo vũ khí. Nhưng về sau, hắn phảng phất có một bộ thuộc về mình tính toán hệ thống. Vũ khí càng ngày càng tiên tiến, nổ tung uy lực càng lúc càng lớn.
Tống Thư Hàng trong lòng bất an. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, đạn hạt nhân hệ sẽ hiện thân sao? Hắn ý niệm trong đầu vừa mới hiển hiện, trong hư không có một mai nhìn rất quen mắt đầu đạn hiển hiện. Vũ khí hạt nhân, không thể để cho hắn rơi xuống. Tống Thư Hàng thúc giục vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành ở trên chuyên trở lấy cá heo âm ba cự pháo cùng thất thải chồn đá bảo tháp đối với cái kia đạn hạt nhân điên cuồng công kích. Oanh một đóa quen thuộc lại hùng vĩ mây hình nấm ở trên trời nổ bung. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, tách rời. Pháp khí cũng không có bị hao tổn, nguyên bộ bát phẩm chủ tài liệu chế tạo pháp khí, cường độ vừa mới. Chỉ là chúng nó không cách nào nữa duy trì thánh thành bộ dáng, phân tán là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trở về Tống Thư Hàng. Mà theo thánh thành mệt dã rời cùng một thời gian, Tống Thư Hàng thứ hai kim đan diễn đồ bên trên, cũng phát sinh biến hóa. Thứ hai kim đan diễn đồ bên trên thánh thành đồng dạng tách rời. Kim đan diễn đồ bên trên đồ án, vậy mà phát sinh biến hóa, tòa này vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành bắt đầu hỏng mất. Loại chuyện này, Tống Thư Hàng nếu như nói ra ngoài, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhất định muốn phun hắn một mặt nước miếng tất cả ngũ phẩm tu sĩ cũng biết, kim đan diễn đồ, viết không hối hận. Người vẽ lên đi đồ án là như thế nào, liền vĩnh viễn là như thế nào. Chưa từng có sửa đổi lời nói, càng không khả năng sinh ra biến hóa, đây là rất nghiêm túc sự tình. Vẽ trọng điểm, rất nghiêm túc, nếu như kim đan diễn đồ bên trên đồ án còn có thể cải biến, vậy còn gọi kim đan không hối hận. Được kêu là kim đan tùy tiện hối hận tốt rồi. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Thư Hàng bản thân cũng rất kinh ngạc. Theo hắn tấn chức ngũ phẩm về sau, đương nhiên cũng bù lại cùng ngũ phẩm linh hoàng có quan hệ tri thức, biết kim đan không hối hận lời nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Ha ha, lão phu thứ từ hạt kim đan diễn đồ còn sẽ làm anime đây, chính là bộ phận kim đan diễn đồ biến hóa, không đáng kể chút nào. Vỡ liền vỡ đi. Nghĩ làm sao biến liền làm sao biến, kim đan ngươi vui vẻ là được rồi. Tống Thư Hàng cảm giác trái tim của mình biến đặc biệt lớn, vô luận kim đan diễn đổ biến thành cái dạng gì, hắn cũng sẽ không vô cùng kinh ngạc. Có gan ngươi đặc biệt mã theo kim đan diễn đổ bên trên đụng tới a. Trong hư không, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trở về, điền thiên đảo bảo vệ đảo đại trận liền thiếu một khối. Vũ khí hạt nhân bị Tống Thư Hàng ở giữa không trung đánh bạo. Nổ tung uy lực cũng bị thánh thành ngăn lại. Bất quá, giữa âm nổ mạnh cùng thiên hỏa, lôi trụ, nhanh chóng hướng thánh thành biến mất để chống khu vực vò tới. Xích tiêu kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Công đức xà Mỹ nhân hiện thân, há miệng đem xích tiêu kiếm phun ra, đem hắn đưa tới tay của Tống Thư Hàng bên trong. Tiếp đó, nàng bản thân thủ hộ tại Tống Thư Hàng bên người. Xích tiêu kiếm đậu đen rau má nói. Mỗi lần cuối cùng mới nghĩ tới ta, không thể để ta sớm chút đi ra hóng gió một chút sao. Bởi vì xích tiêu kiếm tiền bối là lá bài tẩy của ta a, nào có vừa ra trận liền lộ ra nhãn hiệu. Tống Thư Hàng đạo, tay phải hắn cổ tay một chuyến phần thiên hỏa diễm đao lên dùng tay ra hiệu. Ngươi nói có đạo lý, dù sao uy lực của ta lớn như vậy. Xích tiêu kiếm rất hài lòng Tống Thư Hàng trả lời, chuẩn bị xong, muốn mấy phẩm cấp uy lực. Bát phẩm là được. Cửu phẩm cấp uy lực ta và ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ chỉ có thể ra một đao, quá lãng phí. Tống Thư Hàng nói. Hắn một mực duy trì lấy vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành lục phẩm hình thái, ngăn cản thiên tai. Nếu không phải hắn có bốn hạt kim đan, đã sớm không chịu nổi. Mà xích tiêu kiếm tiền bối linh lực, cũng không có khôi phục năng lượng toàn bộ xích tiêu kiếm, không cần Tống Thư Hàng phối hợp, bản thân có thể chém ra trường sinh giả cấp bậc đao ý. Xích tiêu kiếm dù sao cũng là pháp khí, cùng tu sĩ khác nhau, hắn khôi phục linh lực tốc độ không có nhanh như vậy. Tình huống trước mắt, bát phẩm cấp trảm kích, uy lực cũng đủ. Phần thiên hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng huy động xích tiêu kiếm. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, theo xích tiêu kiếm bên trên phù hiện. Trong chốc lát, Tống Thư Hàng chung quanh hiển hiện đại lượng sương mù đó là chung quanh hơi nước bị trong nháy mắt bốc hơi. Tống Thư Hàng phụ cận hoa. Cỏ, gỗ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ, mặt đất khô nứt. Xích tiêu kiếm bên trên đao ý, cường thế bá đạo, giống như liền thiên đều đốt diệt. Một đao kia, hôm nay đang hợp khẩu vị. Hôm nay, một đao kia thật đúng muốn phần thiên. Xa xa, Điền Điềm phó đảo chủ kinh ngạc nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí. Tống Thư Hàng kiếm, cái kia phần thiên chi hỏa tập kích cuốn hướng lên, nghịch thiên dựng lên.
thiêu đốt hết thảy hỏa diễm, đền bù thánh thành phòng ngự. Ở đằng kia phần thiên hỏa diễm bên trong, đầy đủ mọi thứ đều bị hủy diệt. Vô luận là lôi trụ, thiên hỏa, băng tinh, thiên thạch, xúc tu, huyền thủy. Hết thảy tất cả, vừa dính đến hỏa diễm, liền biến thành cho tàn, hóa thành phần thiên chi hỏa nhiên liệu. Tống Thư Hàng thu hồi xích tiêu kiếm, khẽ thở không ra hơi, bốn hạt kim đan đều có điểm đỡ không được, nếu như ta có càng nhiều hạt kim đan thì tốt rồi. Xích tiêu kiếm, ngươi còn thật muốn một bụng kim đan hay sao? Không cần một bụng kim đan, chuỗi một chuỗi vòng cổ liền tốt. Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói, ánh mắt của hắn tập trung bầu trời tai kiếp, tựa hồ còn chưa kết thúc dấu hiệu. Tiếp tục như vậy nữa, coi như là hắn có xích tiêu kiếm, cũng đỡ không được. Càng tâm nhét chính là, Điền Thiên Đảo bảo vệ đảo đại trận, sẽ trước một bước đỡ không được. Tạch 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 nói đến là đến. Trong hư không, lại có 7 khối bảo vệ đảo đại trận khu vực vỡ vụn ra tới đây. Mỗi một khối đều có thánh thành lớn nhỏ. Đã xong, Tống Thư Hàng nói. Một hơi liền đập vỡ 7 khối phòng ngự, đã không cách nào tiếp tục chống cự đi xuống. Nếu như cái này phong bế không gian giống như Điền Thiên Đảo chủ nói, là một cái ác liệt trò chơi lời nói. Trò chơi kia thể nghiệm cảm giác, chỉ có thể dùng cực kém để hình dung. Nhiều như vậy lỗ hổng, ta cũng bất lực, trừ phi ngươi có biện pháp, để ta thoáng cái bổ sung năng lượng, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Xích tiêu kiếm nói, nếu như ta có loại này bổ sung năng lượng thủ đoạn lời nói, sớm đã dùng. Tống Thư Hàng cười khổ nói, đã liền Điền Thiên Đảo chủ hồn phách hình chiếu thể, đều xứng sờ tại trong giữa không trung Điền Thiên Đảo bảo vệ đảo đại trận, liền dự phòng trận pháp cũng đã khởi động, thế thân đến từng cái lỗ hổng bên trong đi. Hiện tại, hắn thật không có thủ đoạn. Thời điểm này, chỉ có cầu nguyện, Tống Thư Hàng nói. Ngươi tin đạo, xích tiêu kiếm nghi hoặc lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối hoặc là bạch tiền bối, thời điểm này, vô luận là ai cũng tốt, dù sao hướng hai vị bạch tiền bối cầu nguyện đi. Tống Thư Hàng nói. Oanh lôi trụ tốc độ nhanh nhất, theo cái kia 7 cái bảo vệ đảo đại trận lỗ hổng xa sút xuống. Rơi xuống đồng thời, lôi trụ lại sẽ phân tán ra tới đây, hóa thành đầy trời lôi xà, bổ về phía Điền Thiên Đảo tất cả thành viên. Công đức xà Mỹ Nhân lấy ra công đức bình thiên quan đeo lên trên đầu mình. Bình thiên quan bên trong công đức lực lượng đồng dạng chỉ khôi phục một chút. Điểm ấy năng lượng, chỉ đủ nàng tới đây thủ hộ Tống Thư Hàng. Về phần Điền Thiên Đảo bên trên thành viên khác, không tại công đức xà Mỹ Nhân thủ hộ trong phạm vi. Tống Thư Hàng khí vận đan điền, há miệng liền là một phát sư tử hống thần công, bạch tiền bối, chúng ta dược hoàn, hép gạch dưới me. Cái này sư tử hống công pháp, còn là Tống Thư Hàng lúc trước theo thông nương trên thân lấy được chiến lợi phẩm. Tống Thư Hàng giống lên một tiếng vang vọng thiên địa. Hy vọng bạch tiền bối có thể nghe được hắn tiếng cầu cứu. Điền Thiên Đảo chủ, bạch tiền bối tại phụ cận, oanh long long lôi quang lập lòe. Mà lúc này, trong hư không có một đạo thân ảnh vượt qua không gian mà đến. Đạo này thân ảnh vừa hiện thân, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời lôi xà. Tiếp đó, nàng toàn thân run rẩy một chút. Đối mặt với đầy trời lôi xà, nàng lập tức liền sợ rồi. Tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo này thân ảnh nhanh chóng ngồi xổm xuống, trên hai tay nâng, ôm lấy đầu. Nghìn năm thứ hai, ba, bốn thánh phẫn nộ đánh thiên kiếp thức thứ nhất, ôm đầu ngồi xổm phòng cha, ngươi là ta cha, hạ thủ nhẹ một chút. Oanh long long lôi xà không ngừng bổ vào đạo này thân ảnh trên thân, nhưng lại không cách nào thương tổn nàng mảy may. Không chỉ như vậy, theo trên người nàng có thật nhiều mắt thường rất khó nhìn thấy năng lượng tuyến khuếch tán ra. Trong nháy mắt bao phủ Điền Thiên Đảo tất cả thành viên. Tất cả Điền Thiên Đảo thành viên, bao gồm Điền Thiên Đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ, tất cả đều không tự chủ được chậm rãi ngồi xổm xuống, tay của bọn hắn run rẩy, không bị bản thân khống chế, phóng tới đỉnh đầu. Điền Thiên Đảo toàn thể thành viên, thi triển phẫn nộ đánh thiên kiếp thức thứ nhất. Tại lôi minh tia chớp bên trong, tất cả Điền Thiên Đảo thành viên cùng trong hư không vị kia tiên tử cùng một chỗ, có tiết tấu lắc lư. Khôi lỗi tiên tử, Tống Thư Hàng kinh hỉ nói. Vượt qua không gian mà đến, đúng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa khôi lỗi tiên tử. Nàng vậy mà cũng ở đây cái phong bế không gian bên trong. Nói cách khác, bạch tiền bối cũng ở nơi đây. Sở sở cũng ở đây, trên bầu trời khôi lỗi tiên tử tại ôm đầu ngồi xổm phòng đồng thời, màu cam hai mắt ngắm Tống Thư Hàng liếc, tiếp đó lại quay đầu trở lại đi, tiếp tục tại lôi trụ bên trong run lẩy bẩy.
Lôi điện cộng họ Tống gia hỏa lúc nào cũng sẽ làm nàng nhớ lại một ít hắc ám trí nhớ. Có khôi lỗi tiên tử hiệp trợ, thiên lôi sau đó thiên hỏa, băng tinh, thiên thạch, xúc tu, huyền thủy, theo trong hư không không ngừng rơi xuống, nhưng cũng không có biện pháp đột phá ôm đầu ngồi xổm phòng kết thành phòng ngự trận doanh. Khôi lỗi tiên tử trên thân khuếch tán đi ra ngoài những cái kia năng lượng sợi tơ, đem tất cả mọi người nhét vào đến ôm đầu ngồi xổm phòng mạng lưới bên trong. Không chỉ đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, càng thông qua loại phương pháp này, đem tất cả mọi người năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ, củng cố ôm đầu ngồi xổm phòng lực phòng ngự. Có khôi lỗi tiên tử ở đây, cái này sóng tai kiếp ổn. Ta chống đỡ không được bao lâu. Khôi lỗi tiên tử thấy Tống Thư Hàng biểu lộ, có thể đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đừng quên, ta bây giờ thân thể là từ lộn xộn tài liệu chữa trị mà thành. Nếu như kiếp này tai họa thời gian càng lâu điểm, người lại muốn không ra đối kháng biện pháp. Kết cục còn là xong đời. Bạch tiền bối đây, Tống Thư Hàng vội vàng hỏi. Có chuyện trọng yếu, không thể phân thân tới đây. Khôi lỗi tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng, hắn nhìn về phía bản thân nắm tay phải bên trên nghịch kình vũ sĩ quyền sáo. Phải thử một chút bộc phát loại hình kỹ năng sao? Nghịch kình vũ sĩ quyền sáo bên trên, có cái ngũ phẩm thời gian có thể sử dụng bổ sung năng lực. Nghịch kình kim thân bộc phát loại hình bí thuật. Mặt khác, mỗi một loại tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên, đều có cùng loại bộc phát loại hình bí thuật. Tỷ như, vương bát chuyên gia thuẫn trên có tiên quy kim thân, kim sư vương giả trên tường có kim sư kim thân. Ngũ phẩm sau đó, có thể kích hoạt loại này bộc phát loại hình bí thuật đại giới từ là sử dụng phía sau sẽ có một đoạn yếu ớt kỳ, cùng với tam thập tam thú pháp khí đồng dạng sẽ hao hết linh lực, trong ngắn hạn không cách nào sử dụng. Nếu như đồng thời sử dụng 33 loại bộc phát bí thuật sẽ như thế nào? Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát. Đương nhiên, hắn cũng liền ngẫm lại. Một hơi sử dụng 33 loại bộc phát bí thuật, quá làm, sẽ chết. Nghịch kình kim thân, Tống Thư Hàng trước kích hoạt một loại. Cảm giác thân thể của mình hoàn toàn thừa nhận được về sau, lại kích hoạt lên loại thứ hai, tiên rùa tiên thân. Tiên hạc kim thân châu vương kim thân cự giải kim thân chó thần kim thân dê đen kim thân thần mã kim thân ngọc thấu kim thân xuyên sơn giáp kim thân một hơi kích hoạt lên 10 loại bộc phát bí thuật về sau, Tống Thư Hàng mới cảm giác thân thể của mình không sai biệt lắm đạt đến hạn mức cao nhất. Năng lượng liên tục không ngừng hiện lên đi ra. Cái này trạng thái, có lẽ bản thân có thể một hơi cởi bỏ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên thất phẩm phong ấn. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng thứ hai kim đan diễn đổ bên trên, thánh thành triệt để tan vỡ thành mảnh vụn. Thánh thành phía trước, vị kia khôi giáp nam tử cũng phát sinh biến hóa. Hắn bày ra ngửa mặt lên trời thét dài tư thế. Đón lấy, hắn theo kim đan diễn đổ bên trên, bật đi ra. Nói nhảy liền nhảy. Có gan. Chính là như vậy tùy hứng, kim sắc khôi giáp chiến sĩ triệu tập mà đến, xin hỏi ngươi chính là ba của ta sao? Cảm ứng được gia hỏa này đụng tới về sau, Tống Thư Hàng ngây ngẩn. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, vị đại gia này còn là theo kim đan diễn đổ bên trong đụng tới. Vọng thiên, ta hiện tại phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể vọng thiên nữa à? Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm giác mình chung quanh thời gian, giống như dừng lại bình thường. Trên bầu trời không ngừng rơi xuống tai kiếp, bốn phía thiêu đốt hỏa diễm, nhảy lên điện quang, đều dừng lại. Giống như bị thi triển thời gian tạm dừng pháp thuật. Bất quá, Tống Thư Hàng cảm ứng ra, đó cũng không phải thời gian tạm dừng. Mà hắn bản thân tư duy tốc độ, bị gia tốc đến một loại cực hạn, tạo thành ảo giác. Là hắn bản thân bị gia tốc, ngoại giới cũng không có biến hóa. Sau một khắc, chân hắn phía dưới thổ địa, biến trong suốt. Giống như biến thành mặt biển. Theo kim đan diễn đổ bên trong nhảy ra kim sắc khôi giáp nam tử, như là cái bóng, xuất hiện ở dưới mặt biển. Tống Thư Hàng đứng vững, mà cái kia kim giáp nam tử trồng cây chuối mà đứng. Kim giáp nam tử trong miệng, phát ra điên cuồng giống lên một tiếng. Hắn thống khổ ôm đầu của mình, quỳ dạp xuống đất, dùng đầu va chạm mặt biển, giống như điên cuồng. Bởi vì kim giáp nam tử lấy cái bóng vị trí xuất hiện ở mặt biển phía dưới. Đứng ở Tống Thư Hàng góc độ, có thể thấy kim giáp nam tử vẻ mặt thống khổ. Kim đan diễn đồ như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, lấy Tống Thư Hàng bản thân là nguyên hình hội chế. Cái này kim giáp nam tử bộ dáng, cùng Tống Thư Hàng bản thân hầu như nhất trí. Thống khổ, điên cuồng, tuyệt vọng, không cam lòng,
Đây là bởi vì thánh thành tan vỡ nguyên nhân sao? Kim giáp nam tử cùng Tống Thư Hàng bản thể, sinh ra đồng cảm. Trong chốc lát, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, Tống Thư Hàng giống như cảm động lây. Theo nam tử phát điên bộ dáng, tại sau lưng của hắn, tạo thành thánh thành tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lắp ráp bộ phận lần nữa hiển hiện. Những thứ này tổ hợp bắt đầu một lần nữa dung hợp. Lắp ráp. Tống Thư Hàng cùng cái này kim giáp nam tử ở giữa, cái loại này đồng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trên người hắn, kết thành thánh thành lắp ráp bộ phận đồng dạng nổi lên, bắt đầu tạo thành hoàn toàn mới trạng thái. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, loại thứ ba trạng thái muốn xuất hiện sao? Tống Thư Hàng bộ này bản mệnh pháp khí, ngoại trừ vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành bên ngoài, còn có bởi vì bạch tiền bối nguyên nhân mở ra trạng thái 2 vĩnh viễn không ngừng lại nổi giận tàn dương. Chỉ là cái này trạng thái 2, Tống Thư Hàng đến bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ. Hắn trong lòng có chút đầu mối, bất quá bảo thủ đoán chừng, muốn thuần thục sử dụng vĩnh viễn không ngừng lại nổi giận tàn dương có lẽ phải đợi hắn tấn chức lục phẩm sau đó. Mà bây giờ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lại một lần sửa đổi hình thái, đây là muốn ra trạng thái 3 tiết tấu. Tạch tạch tạch, lạc đà lực sĩ nham, thánh tượng thống soái trụ, miêu yêu tiên cơ thần môn 3 loại bản mệnh pháp khí, tạo thành một cái tan vỡ thánh thành. Những thứ khác tất cả tổ hợp pháp khí, toàn bộ phù hiện ở kim giáp chiến sĩ bên người, ở vào một loại tùy thời có thể tạo thành loại hình trạng thái. Tống Thư Hàng sau lưng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, kim giáp chiến sĩ pháp khí đồng bộ tiến hành biến hóa. Tổ hợp thủ thành về sau, kim giáp chiến sĩ bò lên, lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Thân hình của hắn bắt đầu bành trướng. Từ vừa mới bắt đầu cùng Tống Thư Hàng bằng nhau bình thường thân cao, một đường tăng vọt. Mấy hơi sau đó, biến hóa thành 60 mét độ cao cự nhân. Tống Thư Hàng, chiêu này biến hóa, đi học không tới, ta chỉ là một cái bình thường nhân loại, coi như là đem ta thổi phồng cũng nạp không đến 60 mét cao lớn. Không học được, học tới đây, quá ép buộc. Tống Thư Hàng đang nghĩ như vậy lúc, thân thể của hắn liền phát ra một hồi rắc chi quái dị vang. Thật muốn đem ta biến thành 60 mét cự nhân, trong lòng của hắn có chút sợ. May mà, biến to lớn cũng không phải Tống Thư Hàng thân thể, mà là trên người hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tạo thành khôi giáp. Nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, tiên hạc quân tử dực quan, độc giác như vương đầu khôi, xuyên sơn giáp hộ tâm kính, cự giải hoàng kim chiến giáp, ngọc thố tiên tử áo choàng, khuyển thần tướng quân giới chỉ, hắc dương dũng sĩ giới chỉ, ngàn dặm thần mã giày, vương bát chuyên gia thuẫn. 10 món tổ hợp pháp khí, rất khéo léo, đúng lúc là lúc trước hắn kích hoạt lên bộc phát bí pháp 10 loại kim thân đối ứng pháp khí. Chọn bộ khôi giáp không ngừng bành trướng, hóa thành 60 mét cao lớn sắt thép cự nhân. Mỗi người đàn ông trong lòng, đều có cái điều khiển khổng lồ người máy mộng tưởng. Hôm nay, Tống Thư Hàng kế tục trời xanh mộng về sau, điều khiển to lớn người máy mộng cũng được hoàn thành. Liền là hoàn thành phương thức, giống nhau dĩ vãng không khoa học. Lúc này, Tống Thư Hàng thân thể, ở vào nghịch kình vũ sĩ quyền sáo bên trong. Vị trí này, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Bình thường mà nói, thân thể của ta không phải có lẽ ở vào đầu hoặc là trái tim vị trí sao? Vì sao thân là chủ nhân ta đây, sẽ xuất hiện tại quyền phải vị trí? Tống Thư Hàng luôn có loại một lát chiến đấu thời gian, cự nhân sẽ dùng sắt thép phi quyền các loại kỹ năng, đưa hắn chủ nhân này cho phun ra đi làm vũ khí ảo giác. Dù sao, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành sẽ đem hắn chủ nhân này nhốt tại ngoài cửa. Cự nhân đưa hắn chủ nhân này văng ra làm vũ khí tựa hồ cũng không có không thích hợp. Tại sắt thép cự nhân sau khi hoàn thành trong nháy mắt, Tống Thư Hàng thân thể ra tốc hiệu quả đình chỉ, ngoại giới tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Tai kiếp tiếp tục, ôm đầu ngồi xổm phòng cũng ở đây tiếp tục. Ông trời ơi đây là vật gì? Điền Thiên Đảo chủ hình chiếu thể. Coi như là bảo trì ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế, nhưng như trước thấy được Tống Thư Hàng sâu nổ trời trạng thái. 60 mét cao cự nhân xuất hiện ở Điền Thiên Đảo bên trên, có loại đội trời đạp đất cảm giác. Tống Thư Hàng dưới lòng bàn chân, cái kia kim giáp chiến sĩ theo mặt biển bên trong bò lên đi ra. Một lát sau, thân ảnh của hắn dung nhập Tống Thư Hàng sắt thép cự nhân bên trong. Sắt thép cự nhân giống như bị rót vào hồn phách độc giác như vương đầu khôi trên có một tầng mặt nạ bảo hộ rơi xuống, sắt thép cự nhân hai mắt chỗ có đỏ thẫm hào quang lập lòe dựng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trạng thái 1. Ám thánh thành tan vỡ phía sau, cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân. Tống Thư Hàng trong lòng, tự nhiên mà vậy hiển hiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí danh xưng. Không phải trạng thái 3, mà là trạng thái 1 biến hóa hình thái. Tại thánh thành bị phá hủy về sau, tăng thêm một ít đặc thù cơ hội, mới có thể xuất hiện cái khác trạng thái 1. Oanh, hủy diệt cự nhân giơ chân lên tới đây, hướng hư không đạp đi. Một đóa to lớn màu đen hoa sen hiển hiện, nâng lên hủy diệt cự nhân bàn chân. Một bước một hoa sen. Vài bước sau đó, hủy diệt cự nhân đã vây quanh Điền Thiên Đảo phòng ngự đại trận xuất hiện ở những cái kia tai kiếp chính phương. Hủy diệt cự nhân sau lưng, là tan vỡ trạng thái thánh thành, không ngừng phát ra oanh long long thanh âm. Thánh thành một mực ở tan vỡ, phát ra bị hủy diệt kêu to. Cự nhân trong mắt, là màu đỏ thắm thô bạo hào quang. Oanh, một khối vẫn thạch khổng lồ giáng xuống. Hủy diệt cự nhân tay giơ lên, nhắm ngay thiên thạch. Sắt thép phi quyền, không, không phải cái này. Vương giả máy chém, Tống Thư Hàng nói khẽ. Kim sư vương giả bức tường, bạch hổ vương giả bức tường hiển hiện, lúc lên lúc xuống hợp nhất, mực bạo quân song đao gia nhập trong đó, hợp thành máy chém. Vương giả máy chém tổ hợp sau khi hoàn thành, sau một khắc đồng dạng như là thổi hơi bành trướng, hóa thành cao mấy trăm thước lớn. Hắn kẹt cái kia khối vẫn thạch khổng lồ. Máy chém bên trên đao chém đầu không ngừng lên xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia khối vẫn thạch khổng lồ cắt thành đống cặn bã. Thiên thạch sau đó, là hừng hực thiêu đốt thiên hỏa cùng lôi trụ còn có đầy trời băng tinh. Kiếm hình tháp, Tống Thư Hàng lần nữa nói. Thất thải chồn đá bảo tháp hiển hiện, hắn đảo ngược xoay tròn, đem tất cả thiên hỏa, lôi trụ, băng tinh hút vào trong tháp. Băng xa vương giả bức tường ngay sau đó hiển hiện, phong ấn bảo tháp dưới đáy. Cuối cùng, lão viên thánh sư lợi kiếm hiển hiện, hắn một hóa thành nghìn, theo bảo tháp cửa sổ chỗ đâm vào, đem trong tháp tất cả thiên hỏa, lôi trụ cùng băng tinh xoắn giết trống không. Hủy diệt cự nhân hai mắt đỏ ngầu, lại nhìn thẳng tai kiếp cuối cùng một sóng. Đó là mấy viên so với phía trước uy lực càng lớn vũ khí hạt nhân, vẫn còn thành hình giai đoạn. Cự hùng thiết nương tử, Tống Thư Hàng đưa tay điểm hướng những cái kia còn không có thành hình đạn hạt nhân. Hùng viêm quân đoàn chiến cổ cộng thử ma ngược sát đảo thứ, một bên ngoài một bên trong, hóa thành hình cụ gấu hình dáng thiết nương tử, thể tích của nó đồng dạng điên cuồng tăng vọt. Thiết nương tử mở ra, đem cái kia số tấm còn không có thành hình đạn hạt nhân chứa vào trong đó. Cự hùng thiết nương tử khép lại, hình thể của nó bắt đầu mạnh thu nhỏ. Bên trong cái kia thử ma ngược sát đảo thứ bắt đầu xoắn giết. Oanh 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 một hồi nổ tung sương mù theo cự hùng thiết nương tử khoảng cách bên trong phun ra. Cái này có thể là từ trước tới nay, nhóm đầu tiên chết ở thiết nương tử hình cụ phía dưới đạn hạt nhân. Hủy diệt cự nhân đem tai kiếp hễ quét là sạch về sau, giống như còn không có phát tiết thỏa mãn. Cửu vĩ thiên hồ nỏ, cá heo âm ba cự pháo, cự lộc lão quân cung, lang nha tê liệt tiễn đồng dạng khuếch đại, xuất hiện tại sau lưng của hắn. Cung nỏ, tên răng sói, cự pháo hướng phía hư không điên cuồng chút xuống. Mỗi nhất kích bắn tới hư không cực hạn, sinh ra chói mắt bạo tạc hào quang. Vậy có thể đem Điền Thiên Đảo toàn bộ phá hủy tai kiếp, lại bị cái này hủy diệt cự nhân đơn giản phá hủy. Lúc này, thân ở tại nghịch kình vũ sĩ quyền sáo bên trong Tống Thư Hàng, rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác được có chút vấn đề. Liên quan tới năng lượng vấn đề. Cùng năng lượng đinh luật bảo toàn có chút quan hệ. Hủy diệt cự nhân cái này sâu nổ trời lực công kích, quét ngang Điền Thiên Đảo bên trên tai kiếp, theo lý, có lẽ muốn tiêu hao rất lớn năng lượng mới đúng. Chỉ là thúc giục 60 mét cao cự nhân hành động, làm cho tiêu hao năng lượng liền có lẽ rất khổng lồ. Chớ nói chi là đằng sau cái kia một loạt kinh khủng đáng sợ máy chém, kiếm hình tháp cùng thiết nương tử tổ hợp hình cụ. Nói thật, Tống Thư Hàng đều đã làm xong bị rút thành người khô chuẩn bị tâm lý. Nhưng sau đó hắn phát hiện, năng lượng của mình như trước rất no đầy. Trong cơ thể hắn linh lực hầu như không có nhiều tiêu hao. Như vậy vấn đề tới hủy diệt cự nhân hành động năng lượng, là từ đâu tới đây? Chống đỡ hắn hành động lực lượng là cái gì? Hắn từ đâu hấp thu lực lượng, dùng để đối kháng tai kiếp? Dầm dầm hủy diệt cự nhân hoàn thành nhiệm vụ, hắn thân thể khổng lồ bắt đầu phân chia. Từng kiện tổ hợp pháp khí, phân tán ra tới đây, lơ lửng ở Tống Thư Hàng trước người. Tống Thư Hàng quét mắt qua một cái. 66.
không có sai, là 66 kiện tổ hợp pháp khí. Nhiều ra tới đây 33 kiện pháp khí, từ chỗ nào tới đây? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Chẳng lẽ là Bạch Tiền Bối? Tống Thư Hàng ngoại trừ trên người mình cái này một bộ bản mệnh pháp khí bên ngoài, còn tổ hợp một bộ Trung Yên Thánh Kiếm cho Bạch Tiền Bối. Vừa rồi, bản thân hướng Bạch Tiền Bối cầu cứu về sau, Bạch Tiền Bối đem Khôi Lỗi Tiên Tử đưa tới. Như vậy, cái này một bộ khác tam thập tam thú tổ hợp pháp khí có phải hay không là Bạch Tiền Bối đưa tới? Hợp tình hợp lý. Tống Thư Hàng vẫy tay, trong đó một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trở về trong cơ thể của hắn. Đồng thời, hắn thứ hai trên kim đan diễn đồ hình ảnh, cũng phát sinh biến hóa cái kia kim giáp chiến sĩ theo hủy diệt vạn vật cự nhân trạng thái giải trừ về sau, liền lặng yên trở về Tống Thư Hàng kim đan diễn đồ. Lúc này kim đan diễn đồ như cũ là vĩnh viễn không ẩn rơi thánh thành trên tấm hình, thánh thành tan vỡ, kim giáp chiến sĩ hóa thành cự nhân, chung quanh của hắn hiển hiện hơn 10 loại khác nhau hình cụ. Bao gồm vừa rồi lên sân khấu qua vương giả máy chém, kiếm hình tháp, cự hùng thiết sử nữ trừ điều đó ra còn có vòng xoắn giết, thập tự khốc loại hình các loại hình cụ. Quay chung quanh thánh thành công kích, toàn bộ bị cuồng bạo kim giáp chiến sĩ san bằng. Kim giáp cự nhân đỏ thẫm ánh mắt, như trước cùng trên tấm hình cái kia một phần tư thể tích cự nhãn đối mặt. Hai giây về sau, kim đan diễn đồ soát biến đổi, đổi về như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành lúc đầu bức vẽ. Tiếp qua hai giây về sau, kim đan diễn đồ soát lại biến thành hủy diệt vạn vật cự nhân đồ án. Hai chương bức vẽ lẫn nhau chuyển đổi, khoảng cách thời gian là hai giây. Nhanh đến nhanh đi, mắt mù. Tống Thư Hàng, đây là cái gì hình ảnh cách thức? Vì sao kim đan diễn đồ của ta muốn như vậy tùy hứng, một lời không hợp hắn còn sẽ theo kim đan diễn đồ bên trên nhảy xuống đánh người. Mà thôi, chỉ cần tiếp nhận loại này phong cách vẽ, kỳ thật còn rất mang cảm giác. Tống Thư Hàng nói, không phải là động quá nhanh bức vẽ đi, không có gì lớn. Sau đó, hắn lại nhìn hướng không trung còn sót lại bộ kia tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Vừa rồi cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân hình thái, hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể thúc giục trạng thái. Cái kia cự nhân quả thực mạnh đến bạo tạc, bày ra sức mạnh vượt xa bát phẩm cảnh giới. Có thể nói, Tống Thư Hàng là ở vượt cấp thể nghiệm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí năng lực. Mà vượt cấp thể nghiệm tiêu hao, đều là từ trước mắt bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cung cấp. Nếu không có như vậy, Tống Thư Hàng sớm đã bị rút thành người khô. Vận khí khó mà nói không chừng đã chỉ có con đường phục sinh đi. Không đúng, hắn phục sinh kim tệ làm lạnh còn không có chấm dứt. Vì vậy, vận khí không tốt lời nói, hắn nói không chừng muốn trở thành cửu châu nhất hào quần trong, cái thứ nhất bị bản thân pháp khí rút khô năng lượng mà chết đạo hữu. Tương lai Hoàng Sơn tiền bối có thể sẽ dùng hắn với tư cách tài liệu giảng dạy cảnh cáo tương lai gia nhập quần mới sinh đạo hữu. Tại không biết Điền Thiên Đảo tai kiếp còn có thể hay không buông xuống lúc trước, bộ này tổ hợp pháp khí, cũng lưu chỗ ta tương đối thỏa đáng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn vẫy tay, chuẩn bị đem thứ hai chục tam thập tam thú tổ hợp pháp khí gọi thu đến. Bộ này pháp khí tuy rằng đưa cho Bạch tiền bối, nhưng trên bản chất hay là hắn luyện chế bản mệnh pháp khí, mới có thể chịu hắn khống chế. Nhưng lúc này, không chung thứ hai chục tam thập tam thú tổ hợp pháp khí rồi lại vèo một chút, hướng trong hư không bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nói đi là đi mà đi tặc nhanh. Tống Thư Hàng, thở dài về sau, hắn theo trong hư không hạ xuống tới. Khôi Lỗi Tiên Tử cũng giải trừ ôm đầu ngồi xổm phòng hình thức, hạ xuống Tống Thư Hàng bên người. Sau đó, Điền Thiên Đảo bên trên lưu lại bảo vệ đảo đại trận cũng toàn bộ giải trừ. Cảm ơn ngươi, Thư Hàng tiểu hữu. Điền Thiên Đảo chủ lên tiếng nói. Cái này phong bế không gian bên trong tai kiếp, một lần so với một lần nặng nề. Lần này nếu không phải Tống Thư Hàng ở đây, Điền Thiên Đảo chỉ sợ thật muốn giữ không được. Tống Thư Hàng, không cần khách khí, Điền Thiên tiền bối. Nếu là ngươi nhóm có biện pháp rời đi cái không gian này lời nói, liền sớm chút rời đi đi, tiếp tục lưu lại nơi này. Điền Thiên Đảo chủ đang khi nói chuyện, thân thể của hắn lại phân liệt ra tới. Thân thể của hắn phân liệt toàn bộ 10 phần, ba một tiếng phân tán ra tới đây, rơi vào Điền Thiên Đảo các nơi. Mà theo Điền Thiên Đảo chủ phân liệt, toàn bộ Điền Thiên Đảo cũng bắt đầu trở lại như cũ. Tàn phá bảo vệ đảo đại trận, trên đảo bị phá hủy kiến trúc, toàn bộ trở lại như cũ chi tiết. Ngay sau đó,
Điền Thiên đảo bên trên những cái kia đảo dân cũng từng cái một biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình tràn đầy quỷ dị. Duy nhất không bị ảnh hưởng, liền là có được nhục thân Tống Thư Hàng, cùng có được thật thể Khôi Lỗi tiên tử. Hai người hợp lực mà đứng, nhìn xem Điền Thiên đảo biến hóa. Sau một lát, Điền Thiên đảo lại khôi phục là cái kia màu xám thế giới, một mảnh tĩnh mịch. Đảo bốn phía, màu xám nước biển lật lên thành từng mảnh bọt nước. Tiếp đó, chờ một lần tai kiếp xuất hiện thời gian, Điền Thiên đảo chủ hồn phách mảnh vụn lại sẽ tụ tập lại, khôi phục là nguyên vẹn Điền Thiên đảo chủ hình chiếu. Trên đảo thành viên cũng sẽ một người tỉnh lại. Bất đồng duy nhất, liền là ở trên một lần tai kiếp bên trong chết mất thành viên, tiếp theo liền vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía Khôi Lỗi tiên tử, dò hỏi, tiên tử, Bạch Tiền Bối có giải thích qua cái này phong bế không gian sự tình sao? Nói thật, hắn đến bây giờ cũng không biết Khôi Lỗi tiên tử tên gọi là gì. Khôi Lỗi tiên tử chưa từng nhấp lên qua, Tống Thư Hàng cũng không có hỏi. Bất quá nói trở lại, hỏi chỉ sợ cũng là hỏi không. Khôi Lỗi tiên tử là Viễn Cổ Thiên Đình thời đại thành viên, đạo hiệu của nàng nếu như ra tới đây, đoán chừng cũng cùng tiên tử. Lấy Tống Thư Hàng bây giờ Viễn Cổ Thiên Đình ngôn ngữ đẳng cấp căn bản niệm không đi ra. Khôi Lỗi tiên tử lắc đầu, tiếp đó nàng liền nghĩ tới một sự kiện. Nàng đưa tay, đem cái kia tấm xấu xí mặt quỷ mặt nạ đeo lên, đem dung mạo của mình che lấp. Lúc này, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, cảm giác bên trên, bây giờ Điền Thiên đảo giống như là thông nương chơi trò chơi thời gian, trong trò chơi phó bản. Tai kiếp giống như là trò chơi người chơi, thường cách một đoạn thời gian đến soát một chút phó bản. Vô luận thành công hay là thất bại, soát xong liền đi. Mà mỗi lần tai kiếp người chơi sau khi rời đi, phó bản lại sẽ một lần nữa đổi mới. Thông nương gần nhất đều tại chơi trò chơi. Nàng đã bỏ đi cố gắng tu luyện tới so với ta cường đại hơn nguyện vọng sao. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Xích Tiêu Kiếm, nếu như ta là nàng mà nói, ta cũng đã sớm buông tha cho. Coi như là đã nhận được cửu tu Phượng Hoàng đao cái này lớn auto, thông nương nghĩ vượt qua Tống Thư Hàng mộng tưởng như trước xa xa không hẹn. Hơn nữa, cửu tu Phượng Hoàng đao cùng Tống Thư Hàng càng thân thiết. Rõ ràng thông nương mới là bát tu, nhưng so với tới đây, Tống Thư Hàng càng giống là cửu tu Phượng Hoàng đao chủ nhân. Có lẽ bởi vì chủ nhân của chủ nhân, quyền hạn càng lớn. Xích Tiêu Kiếm nhớ tới hắn đệ nhất đảm nhận chủ nhân Xích Tiêu Tử đạo trưởng lúc ấy lời tiên đoán viên này ngốc hành tương lai sẽ trở thành thiên đạo. Hiện tại xem ra, trừ phi dưới đời này tất cả trường sinh giả đều chết hết, hơn nữa muốn vài ngàn vạn năm cũng sẽ không lại ra một cái trường sinh giả, thông nương mới có như vậy điểm hy vọng tấn thăng làm thiên đạo. Chủ đề đột nhiên liền lệch ra. Không được, cảnh giới của nàng quá thấp, nói như thế nào cũng là ta yêu sủng, về sau, ta phải đốc thúc nàng tu luyện mới được. Tống Thư Hàng nói. Nói xong, hắn lại nhìn hướng màu xám Điền Thiên Đảo, hiện tại, chỉ hy vọng hai vị Bạch Tiền Bối có thể nhanh lên giải quyết phong bế không gian sự tình. Nếu không, như lại tiếp tục nữa, xuống một sóng tai kiếp đến, Điền Thiên Đảo đỡ không được, ta cũng phải game over. Hắn còn không muốn chết. Đúng rồi, Sở Sở đây. Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện. Lúc ấy Sở Sở, Khôi Lỗi tiên tử, Bạch Tiền Bối đều ngốc ở trong nhà ăn a. Còn có mấy cái máy móc cải tạo người tù binh. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bên người có không gian chấn động. Sở Sở thân ảnh từ không trung ở giữa bên trong bật đi ra, Sư Tôn, ngài gọi ta. Tống Thư Hàng, Sở Sở lại nói, Sư Tôn, ta vừa từ trước đến nay Bạch Tiền Bối sống chung một chỗ. Chúng ta đang tại sông 33 tòa cung điện, trên đường đi đều là Bạch Tiền Bối tại soát quái. Ta liền chịu trách nhiệm tại bên cạnh xem thế nào. Hiện tại Bạch Tiền Bối soát đến thứ 10 cung, chiến đấu ảnh hưởng lực sát thương quá lớn, Bạch Tiền Bối đem ta trước đưa tới. Có thu hoạch sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ sông cửa, luôn có loại cao thủ ở phía trước khai quái, mới sinh ở phía sau nhặt cao thủ không muốn trang bị hình ảnh cảm giác. Mặt khác, vừa rồi Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cũng đã nói, Điền Thiên Đảo giống như là một cái phó bản. Mà Bạch Tiền Bối bên kia sông 33 cung, cũng như là trò chơi một loại. Cái này phong bế không gian không phải lấy các loại trò chơi là nguyên hình mân mê đi ra a. Có một chút thu hoạch, bất quá mấy thứ này, hẳn là biệt tuyết tiên cơ ưa đồ vật. Sở Sở móc ra vài quyển sách cuốn, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mở ra nhìn qua. Đệ nhất vốn là tiên trù nền tảng kiếm pháp nhập môn.
Kiếm thuật, trêu chọc ta chơi à? Tống Thư Hàng nhìn không được nói. Tiên chủ lời nói, không phải dùng đao sao? Biệt Tuyết tiên cơ đao pháp liền đặc biệt tốt, đại đao, tiểu đao, trường đao, đoạn đao, nàng đều rất am hiểu. Đặc biệt là quấn lên thận tới đây, một ghim một cái chuẩn. Tiên chủ sử dụng kiếm. Ngài đây là ở khó xử chúng ta loại kiếm thuật này thiên phụ, đao pháp thiên phú tuyệt hảo người đi. Sau đó là tiên chủ 33 hỏa diễm pháp, cùng luyện đan, tiên chủ cũng có được đặc thù linh hỏa, dùng để nấu nướng đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Này cũng rất bình thường. Thế nhưng 33 cái số này, vì sao xuất hiện như vậy tới tấp? Tiên chủ kiến thức cơ bản, cái này vốn tương đối phức tạp, bên trong có các loại nguyên liệu nấu ăn giải quyết pháp. Tỷ như yêu thú tài liệu lời nói, yêu khí giải quyết, linh thú loại hình nguyên liệu nấu ăn muốn làm sao phối hợp, thiên tài địa bảo loại hình nguyên liệu nấu ăn cần ấn như thế nào phối hợp pháp mới có thể kích hoạt lớn nhất hiệu quả. Tiên chủ 33 loại nền tảng thực đơn. Tiên chủ 33 loại trung cấp thực đơn lại là 33 cái số này. Tất cả đều là tiên chủ phương diện bí pháp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Sở. Sở Sở nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, đột nhiên lên tiếng hỏi, Sở Sở, có hay không có chuyển chức tiên chủ ý tưởng? Sở Sở, ha ha, ta cảm giác, bộ này bí pháp cùng ngươi có duyên. Tống Thư Hàng nói, vì vậy, ngươi muốn không muốn tranh thủ thử luyện tập xuống thử xem. Sẽ không ảnh hưởng tu luyện, Sở Sở lên tiếng hỏi. Sẽ không đâu, ta quen biết tiền bối, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng còn kiêm tu phụ trợ loại hình nghề nghiệp. Có luyện đan, có chế phù, có vẽ trận, phối hợp tốt, phụ trợ nghề nghiệp còn có thể cho tu luyện mang đến trợ giúp cùng cảm ngộ. Tống Thư Hàng nói. Sở Sở, cái kia sư phụ ngươi thì sao? Tống Thư Hàng, ách. Ta có cái gì phụ trợ nghề nghiệp, chế phù, khắc trận, ta cũng sẽ không. Liền huyễn thuật trận pháp cùng thiên sư chính pháp, cũng còn là mấy ngày nay vừa mới bắt đầu học, mới một chút ra lông. Cùng cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối so với, Tống Thư Hàng chỗ đặc biệt nhất chỉ sợ sẽ là chết nhiều. Nhưng chết nhiều cũng không phải phụ trợ nghề nghiệp. Rất tuyệt vọng. Nghĩ nửa ngày về sau, Tống Thư Hàng cuối cùng nhớ ra bản thân khả năng am hiểu kỹ năng, ta luyện qua đan, lúc trước, dựa vào luyện đan điều này có thể lực lượng, ta mới có hiện tại thành tựu như vậy. Sư tôn người biết luyện đan, Sở Sở hâm mộ nhìn qua Tống Thư Hàng. Sở Sở là tiểu thế gia sinh ra, vì vậy đặc biệt có thể cảm nhận được đan dược quý giá. Dĩ vãng tại Sở gia lúc, một viên đan dược nàng đều hận không thể có thể chia làm hai khỏa tới đây ăn. Sở gia thật vất vả bản thân bồi dưỡng được một vị luyện đan sư, thế nhưng luyện đan xác suất thành công thấp làm cho người ta tức lộn ruột. Tính toán đi xuống, luyện đan tiêu hao hết dược liệu cùng tài nguyên. So với đi ra bên ngoài trực tiếp mua thành phẩm còn muốn quý. Ừ, biết chun chút, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Đón lấy Tống Thư Hàng lại nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nếu như tiếp tục tại luyện đan cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa lời nói. Hắn đầu luyện chế qua thối thể dịch lúc chế thuốc còn là dùng lò vi ba sự tình liền không thể che hết. Hơn nữa, vùi đầu khổ tu cũng không phải hữu hiệu nhất phương pháp tu luyện. Tiếp xúc phù đạo, trận pháp, đan đạo. Tiên chủ chi đạo, đều có thể cho đến suy luận hiệu quả. Ngược lại có thể làm cho tốc độ tu luyện nhận đến tăng lên. Tống Thư Hàng nói. Hắn tuy rằng tu luyện không đến 5 tháng, nhưng hắn quen biết đều là đại lão. Loại này lý luận cùng tri thức, tại Cửu Châu nhất hào quần trong ngốc lâu rồi, nghe khá hơn rồi, cũng sẽ biết. Quanh năm xen lẫn trong đại lão trong đống mới sinh, trong lúc vô tình, liền nắm giữ rất nhiều tri thức. Sở Sở nhẹ gật đầu. Ta đây liền nghe sư tôn, thử xem tiên chủ nghề nghiệp. Kỳ thật ta cảm giác mình tại làm đồ ăn phương diện còn là rất có thiên phú. Hơn nữa ngươi ở kiếm đạo bên trên cũng có thiên phú, án lấy bộ này tiên chủ bí pháp, kiếm thuật của ngươi thiên phú cũng sẽ không bị lãng phí. Tống Thư Hàng nói. Bất quá, tiên chủ cần đại lượng nguyên liệu nấu ăn làm thí nghiệm. Chúng ta trong tay có nguyên liệu nấu ăn sao? Sở Sở lên tiếng hỏi. Yên tâm đi, nguyên liệu nấu ăn sẽ có. Tống Thư Hàng cam đoan nói. Hắn hạch tâm thế giới lớn như vậy, hiện tại đại bộ phận thổ địa đều để đó không dùng lấy, không có lợi dụng. Nếu như Sở Sở muốn học tập tiên chủ lời nói, vậy hắn có thể cân nhắc đi mua sắm một đống dùng ăn loại hình linh thú, dị thú đến, tại hạch tâm thế giới nuôi thả. Còn muốn cấy ghép một đống dược liệu cùng linh thực. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cộng bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư,
vốn chính là thuần dưỡng linh thú tốt nhất công pháp. Tại thuần dưỡng linh thú lúc, có thể được linh thú trên thân phản hồi, lại để cho tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tốc độ tu luyện nhận đến tăng lên. Đến lúc đó, Sở Sở cùng Tiểu Thải cũng có thể phụ tu bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, thuần dưỡng linh thú, tăng lên công lực. Tiếp đó dùng ăn loại hình linh thú thành thục về sau, lại có thể cung cấp Sở Sở luyện tập tiên chủ chi đạo. Nhất cử lưỡng tiện. Đúng rồi, bản thân hạch tâm thế giới còn có cái viễn cổ thiên đình nhà ăn số 111, nếu như cái này nhà ăn có thể thuận lợi bỏ niêm phong lời nói, liền đồ làm bếp đều giảm đi. Sở Sở có thể trực tiếp tại thiên đình trong phòng bếp tu luyện chủ nghệ. Làm đồ ăn thời gian còn có thể phối hợp hạch tâm thế giới hoạt tuyền, quả thực hoàn mỹ. Kế hoạch này có thể thực hiện. Hạch tâm thế giới, muốn hợp lý lợi dụng. Điền Thiên Đảo bãi cát bên cạnh. Tống Thư Hàng, Khôi Lỗi tiên tử, Sở Sở sắp xếp ngồi, nhìn xem thủy triều lên xuống. Cũng không biết Điền Thiên Đảo tai kiếp mỗi lần khoảng cách bao lâu thời gian, tiên tử, thân thể của ngươi còn chống đỡ được sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Khôi Lỗi tiên tử truyền âm nói, nếu như chỉ là thất phẩm tôn giả cấp tai kiếp, ta còn có thể chống đỡ được. Tống Thư Hàng thở dài. Bên trên một sóng tai kiếp liền là bát phẩm cấp bậc vũ khí hạt nhân. Kế tiếp một sóng uy lực nhất định sẽ càng lớn. Bạch tiền bối bọn hắn còn không có giải quyết a. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tống Thư Hàng, các ngươi còn đang ở trên đảo. Lúc này, bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng cũng không biết đây là bạch tiền bối còn là bạch tiền bối thanh âm, dù sao trong đầu vang lên thanh âm, cảm giác bên trên đều không sai biệt lắm. Đúng vậy, chúng ta còn đang ở Điền Thiên Đảo bãi cát bên cạnh. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối thanh âm, các ngươi thăng thiên, Điền Thiên Đảo phải về trở về hiện thế. Thăng thiên, bay đến trên bầu trời sao? Điền Thiên Đảo sự tình giải quyết xong. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối thanh âm, đúng. Phi thiên không chung đi, miễn cho bị cuốn vào trong đó. Điền Thiên Đảo đã không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc bạch tiền bối hoặc là bạch tiền bối đến cùng đang làm gì thế. Đang khi nói chuyện, toàn bộ Điền Thiên Đảo đã phát sinh biến hóa. Vốn là màu xám Điền Thiên Đảo, lúc này giống như bị nhiễm lên các loại màu sắc, theo xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ. Điền Thiên Đảo bên trên cư dân, từng cái một hiển hiện. Trên người bọn họ, đồng dạng từ xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ. Đồng thời, phân tán tại toàn bộ đảo Điền Thiên Đảo chủ hồn phách, toàn bộ tụ tập đến, lần nữa tạo thành Điền Thiên Đảo chủ hình chiếu. Lại muốn bắt đầu sao? Điền Thiên Đảo chủ trong mắt tràn đầy mỏi mệt thần sắc. Coi như là mỗi lần khôi phục về sau, linh lực của hắn, năng lượng, tinh thần lực đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thế nhưng lần lượt tai kiếp, lần lượt lặp lại. Tâm linh của hắn bên trên mỏi mệt không cách nào khôi phục. Điền Thiên tiền bối, đã kết thúc, Tống Thư Hàng nói. Điền Thiên đảo chủ, Điền Thiên đảo muốn theo cái không gian này bên trong đi ra, ngài nhục thân khả năng đã phá hủy, nếu như trở về hiện thế lời nói, người khả năng cần kích hoạt phục sinh trận pháp. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Dứt lời, hắn cùng Khôi Lỗi tiên tử, Sở Sở cùng một chỗ bay lên trời. Khôi Lỗi tiên tử cùng hắn đều có thể đạp không mà đi. Sở Sở thì từ Khôi Lỗi tiên tử cầm theo phi thiên. Kết thúc, Điền Thiên đảo chủ chậm rãi nói. Lúc này, trong hư không có một đạo cột sáng rơi xuống, bao phủ Điền Thiên đảo chủ thân thể. Cột sáng chiết xạ, hình chiếu ra một tấm hỏa quyển. Đó là Điền Thiên đảo cùng phụ cận hải vực hỏa quyển là Điền Thiên đảo chủ kim đan diễn đồ. Điền Thiên đảo chủ kim đan diễn đồ rất phức tạp, tại kim đan diễn đồ bên trong, có thể xếp vào thượng phẩm. Vì hoàn thành cái này tấm kim đan diễn đồ, hắn tại ngũ phẩm cảnh giới đình trệ rất dài thời gian. Kim đan diễn đồ càng là phức tạp, càng là hùng vĩ, tấn chức lục phẩm thời gian, liền sẽ càng cường đại. Điền Thiên đảo chủ kim đan diễn đồ, nguyên bản đã chỉ kém cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt. Nhưng hiện tại, hắn kim đan diễn đồ phát sinh biến hóa. Kim đan diễn đồ Điền Thiên đảo trên không, xuất hiện đầy trời tai kiếp, cùng với lúc trước Điền Thiên đảo gặp phải tai kiếp. Kim đan diễn đồ bên trong Điền Thiên đảo bên trên phòng ngự bị phá mở. Điền Thiên đảo chủ biến sắc. Kim đan diễn đồ, viết không hối hận. Chưa từng nghe qua kim đan diễn đồ còn sẽ bị thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Vì sao kim đan diễn đồ phát sinh biến hóa? Điền Thiên đảo chủ trong lòng có chút bất an.
Xa xa, Tống Thư Hàng an ủi, Điền Thiên tiền bối không cần lo lắng, kim đan diễn đồ phát sinh biến hóa cùng không phải là cái gì chuyện đáng sợ. Hơn nữa, người kim đan diễn đồ bên trên chỉ là tăng thêm một ít hình ảnh, không có gì lớn. Điền Thiên đảo chủ, không có gì lớn. Kim đan không hối hận a, quan hệ này đến tương lai của hắn. Muốn biết rõ tu luyện một đạo, một bước sai từng bước sai, chịu không được một chút qua loa. Yên tâm, thật không có việc gì. Không bằng trở lại hiện thế về sau, ta mang Điền Thiên tiền bối ngươi xem một chút tình hình kim đan diễn đồ, còn có anime kiểu kim đan diễn đồ. Đã có đối lập về sau, ngươi có thể càng thêm yên tâm. Tống Thư Hàng an ủi. Điền Thiên đảo chủ một mặt mộng bức. Bất quá rất nhanh, hắn sẽ không thời gian đi để ý tới Tống Thư Hàng. Hắn tiến nhập đến một loại đốn ngộ trạng thái. Ý thức lẻn vào đến đan điền kim đan trước mặt, ngẩng đầu nhìn qua bổn mạng của mình kim đan cùng ở trên kim đan diễn đồ. Rõ ràng hắn bây giờ là hồn phách trạng thái, trong cái thế giới này là hồn phách hình thành hình chiếu. Thế nhưng, kim đan cùng kim đan diễn đồ đều tại. Hắn vươn tay ra, tại kim đan diễn đồ chính giữa nhẹ nhàng một chút. Điểm này, hóa thành hơi yếu hào quang. Hơi yếu hào quang cùng đỉnh đầu kinh khủng kia tai kiếp hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Điền Thiên đảo chủ khuôn mặt bên trên cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Kim đan diễn đồ một bước cuối cùng vẽ rồng điểm mắt hoàn thành. Điểm này, đại biểu cho tân sinh, cho dù là lại kinh khủng tai kiếp phía dưới, Điền Thiên đảo vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt. Điền Thiên đảo chủ lên tiếng nói. Sau một khắc, hắn cùng cả cái Điền Thiên đảo, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử, sở sở lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân thế giới biến thành màu xám đồng bạc, liền cái điểm dừng chân đều không có. Hy vọng Điền Thiên tiền bối có thể bình an trở về hiện thế. Tống Thư Hàng nói khẽ. Đừng tùy tiện cho người khác chọc vào cờ. Xích Tiêu Kiếm nói Xích Tiêu Kiếm luôn cảm giác gần nhất Tống Thư Hàng miệng lưỡi có chút lợi hại. Chọc vào cờ lúc, cắm xuống một cái chuẩn. Điền Thiên đảo sau khi biến mất. Đạo kia lúc trước bao phủ Điền Thiên đảo chủ cột sáng, vẫn còn không có biến mất, như trước lưu lại tại nguyên chỗ. Vừa rồi, Điền Thiên tiền bối tựa hồ là tại cột sáng chiếu cố xuống, một hơi hoàn thành kim đan diễn đồ cuối cùng một vẽ. Cái này cột sáng có thể là tai kiếp thí luyện sau khi kết thúc ban thưởng. Cái kia nếu như ta tiến nhập cột sáng, có thể hay không một hơi đem ta thứ hai, ba, bốn hạch tâm bên trên kim đan diễn đồ cuối cùng một bút đều bổ sung. Tống Thư Hàng có chút tò mò. Tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt giật dây xuống, chân hắn đạp hắc liên tới gần cột sáng. Hắn không có trực tiếp tiến nhập cột sáng, mà là trước thử vươn tay ra, dùng giám định bí pháp giám định một chút cái này cột sáng. Tay của Tống Thư Hàng chỉ khẽ tiếp xúc đến cột sáng. Tống Thư Hàng bị cột sáng thôn phệ. Tống Thư Hàng tiến nhập đến đốn ngộ trạng thái. Kim đan diễn đồ cuối cùng một bút xúc động muốn tới sao. Hắn trong lòng có chút nhỏ hưng phấn. Thế nhưng là, trong dữ liệu vẽ rồng điểm mắt xúc động cũng không có hiển hiện. Ngược lại là trong đầu hắn xuất hiện một cái kỳ quái công thức. Vực ngoại thiên ma huyết ma vương tộc hạch tâm cộng huyết cốt cộng 10 tấm huyết ma châu cộng Tống Thư Hàng bằng siêu cấp Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Siêu cấp Tống Thư Hàng là cái gì quỷ? Bất quá đại khái bên trên, hắn hiểu được một sự kiện. Huyết ma hạch tâm cộng huyết cốt cộng 10 tấm huyết ma châu. Có thể lại để cho huyết ma hạch tâm sinh ra biến hóa. Có muốn hay không nhân lúc còn nóng thử xem. Đón lấy, đem hắn hạch tâm, huyết cốt, huyết ma châu theo lắc tay pháp khí bên trong lấy đi ra. Liên quan tới huyết ma hạch tâm Tống Thư Hàng đã từng đã đoán, thông qua huyết cốt hoặc là huyết châu, mới có thể vì huyết ma hạch tâm tiến hành bổ sung năng lượng. Bất quá, hắn còn chưa tới kịp nếm thử. Hiện tại, theo cột sáng trong tin tức lấy được thông báo, quả nhiên cùng suy đoán của hắn. Huyết ma hạch tâm, huyết cốt, huyết ma châu bị đồng thời lấy ra về sau, đồng thời bị cột sáng hào quang bao phủ. Cột sáng phảng phất như là một dàn chế biến máy móc, nguyên vật liệu bị đưa vào về sau, hắn mà bắt đầu công tác. Tại cột sáng lực lượng dưới ảnh hưởng, huyết cốt, huyết ma châu bên trong lực lượng bị lấy ra. Huyết ma châu bản thân liền là cùng loại với linh thạch kết cấu, là bạch tiền bối vật thí nghiệm, trực tiếp có thể sử dụng. Huyết cốt thì là lần trước cái kia bi kịch huyết ma ngủm phía sau còn sót lại vật, hắn bên trong ẩn chứa chỉ thuộc về vực ngoại thiên ma đặc thù lực lượng. 10 tấm huyết ma châu, từng viên một hóa thành ma huyết, quấn quanh lấy cái kia tấm vương tộc huyết ma hạch tâm bên trong. Huyết cốt bên trong,
đạo kia chỉ thuộc về vực ngoại thiên ma huyết ma lực lượng bị rút ra, cùng ma huyết quấn quanh cùng một chỗ. Cuối cùng, tại cột sáng chế biến xuống, cả hai bị cùng nhau rót vào huyết ma hạch tâm. Nguyên bản ảm đạm huyết ma hạch tâm, bị bổ sung năng lượng về sau, bắt đầu tản mát ra huyết sắc ánh sáng âm u. Thành công, Tống Thư Hàng đưa tay tiếp được huyết ma hạch tâm. Mà cái kia căn bị tranh thủ năng lượng huyết cốt, tất bị cột sáng bài xích, muốn làm thành phế phẩm ném ra bên ngoài. Làm huyết cốt sắp bị bài xuất cột sáng lúc, công đức xà Mỹ nhân cánh tay nhanh chóng duỗi ra, một tay lấy huyết cốt bắt lấy, đem hắn thu giấu đi. Công đức xà Mỹ nhân có thu thập bảo vật ưa thích, mặt khác, thuộc về của nàng bảo vật, tuyệt đối sẽ không đơn giản giao cho người khác. Tại nhận đến xích tiêu kiếm lúc trước, huyết cốt thế nhưng là vũ khí của nàng một trong. Thu hồi huyết cốt về sau, công đức xà Mỹ nhân lại biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng thì cầm lấy huyết ma hạch tâm, nhấc chân rời đi cột sáng. Huyết ma hạch tâm bổ sung năng lượng hoàn thành như vậy đủ rồi. Về phần siêu cấp Tống Thư Hàng gì gì đó, nghe tên liền hoàn toàn đề không nổi hứng thú. Đầu năm nay, đừng tưởng rằng thêm cái siêu cấp, cực phẩm cũng rất đẹp trai. Siêu cấp A, cực phẩm A các loại hình dung từ, đều bị người dùng nát. Cũng không phải siêu say ya. Đổi lại bá thể Tống Thư Hàng vương giả đẳng cấp Tống Thư Hàng nói không chừng còn có thể dẫn tới hứng thú của hắn. Còn nữa, hôm nay hắn phục sinh kim tệ thời gian làm lạnh còn chưa tới, hắn là sẽ không đi nếm thử. Ngộ nhỡ chết làm sao bây giờ? Người ta, trên thân nếu như không có mấy cái phục sinh pháp khí, làm chuyện gì đều chờ đợi lo lắng, quá không được tự nhiên. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Nếu như trên người hắn phục sinh thời gian làm lạnh đã đến, cái kia khả năng có một phần vạn hoặc là nhỏ hơn tỷ lệ, hắn sẽ đè nén không được trong lòng rất hiếu kỳ, nếm thử một chút siêu cấp Tống Thư Hàng rút cuộc là cái gì đồ chơi. Xích tiêu kiếm, có kiện sự tình, hắn một mực không biết có muốn hay không cùng Tống Thư Hàng nói. Theo hắn làm bạn tại Tống Thư Hàng trong mấy ngày này kinh nghiệm, hắn tổng kết ra một cái quy luật. Mỗi khi Tống Thư Hàng tràn ngập niềm vui nhận đến một kiện phục sinh pháp khí về sau, qua không được bao lâu. Hắn tự chết rồi. Hạn định tại ngũ phẩm phía trước sử dụng phục sinh pháp khí, Tống Thư Hàng tuyệt đối không có khả năng lưu đến ngũ phẩm, tứ phẩm thời gian sẽ dùng rớt. Hạn định tại lục phẩm phía trước sử dụng phục sinh pháp khí, cùng lý lẽ tuyệt đối chống đỡ không đến lục phẩm, ngũ phẩm thời gian tuyệt đối sẽ dùng xong. Có lẽ Tống Thư Hàng trên người có tuyệt đối không lãng phí một mai phục sinh pháp khí thuộc tính. Vì vậy xích tiêu kiếm cảm giác, Tống Thư Hàng trên thân nếu như không có phục sinh pháp khí lời nói không chừng hắn còn có thể sống lâu một chút. Bất quá, cái này quy luật vẫn chỉ là suy đoán của nó, vì vậy hắn cũng không biết muốn không muốn nói ra tới đây. Tống Thư Hàng về tới khôi lỗi tiên tử bên cạnh. Sư tôn, người có cái gì thu hoạch? Sở Sở Hiếu Kỳ lên tiếng hỏi. Nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt hài lòng bộ dáng, cái kia cột sáng chẳng lẽ có chỗ tốt gì? Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, cái này cột sáng là đồ tốt, nhờ phúc, ta huyết ma hạch tâm bổ sung năng lượng hoàn thành. Đúng rồi thiên tử, thừa dịp cột sáng còn không có tản đi, ngươi mang theo Sở Sở vào xem, có thể hay không nhận đến một ít cảm ngộ cùng chỗ tốt. Cột sáng hẳn là cái này phong bế không gian đối với Điền Thiên Đảo Chủ ban thưởng, hôm nay Điền Thiên Đảo Chủ đã rời đi, cột sáng lại không có tản đi. Đương nhiên muốn thừa cơ cọ một sóng cơ duyên. Không cọ ngu sao mà không cọ. Cọ cơ duyên Tống Thư Hàng đặc biệt ưa thích, loại hạnh phúc này cảm giác, gần với tại tiệm sách cọ sách. Khôi lỗi tiên tử suy tư một lát, mang theo Sở Sở hướng cột sáng lao đi. Các nàng vừa tiếp xúc với cột sáng lúc, đã bị cột sáng bao phủ, bao bọc. Sở Sở bái sư Tống Thư Hàng quyết định, thật rất chính xác. Thành Tống Thư Hàng đệ tử về sau. Ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong, nàng đã hưởng thụ lấy tu chân giới đại bộ phận tu sĩ tha thiết ước mơ thực tiên yến, sau đó là thận long mộng cảnh, còn cùng theo bạch tiền bối tại 33 cung sông 10 cung, thu hoạch đại lượng tiên chủ bí thuật hiện tại lại có thể tại cột sáng trong trượt một vòng, cọ một sóng điền thiên đảo chủ cơ duyên. Thậm chí tương lai, bổn mạng của nàng pháp khí đều không cần buồn Tống Thư Hàng đã chuẩn bị đợi nàng tứ phẩm thời gian, hướng đi bạch tiền bối muốn chút bát phẩm thánh viên lông đuôi trực tiếp một bước đúng hạn. Luyện chế bát phẩm cấp bản mệnh pháp khí. Đối với tu sĩ mà nói, nhân sinh trên đời, có hai loại kỹ thuật sống. Loại thứ nhất kỹ thuật sống là đầu thai, kỹ thuật này độ khó khá lớn. Nếu có thể đầu cái tốt thai, có được một cái tốt cha hoặc là tốt gia tộc,
phương diện tu luyện có thể so với tán tu nhẹ nhõm quá nhiều. Nếu như đầu thai thời gian, có thể thuận tiện đạt được siêu cường tu luyện thiên phú thì càng bổng. Loại thứ hai kỹ thuật sống liền là bái sư. Nếu có thể bái đến một vị tốt sư phụ, hiệu quả tuyệt đối không kém đầu cái tốt thai kém bao nhiêu. Thậm chí có chút ít bái sư kỹ thuật mắc chỉ số tu sĩ, tại hoàn thành bái sư về sau, thuận tiện lấy còn có thể đem xong tu đạo lữ cái này đau đầu người khác sự tình, giải quyết mất. Tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau, dài dòng buồn chán thọ nguyên cùng bỏ qua năm tháng thanh xuân còn tại đó. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần có tình yêu, tuổi cùng thân phận căn bản không phải vấn đề. Đoạn thời gian trước, tu sĩ Nhật Báo còn vừa phỏng vấn một vị kêu canh nhất đao tu sĩ trẻ tuổi, hắn thành công công lược sư phụ của mình Hồ Đồ Tiên Tử, dùng tên giả kết làm xong tu đạo lữ, thành vì mình đại sư huynh sư công, loại chuyện này vô cùng vui tay vui mắt. Toàn bộ trong tin tức, được nhất tổn thương đúng là vị kia liền tên cũng không có sách đại sư huynh. Ni mã, trước kia manh manh tiểu sư đệ, trong vòng một đêm biến thành bản thân sư công, điều này làm cho đại sư huynh làm sao tiếp thụ được a? Đại sư huynh tâm tính thiện lương mệt mỏi khá tốt, tên của hắn không có đăng báo. Cùng đại sư huynh cùng một chỗ tâm mệt mỏi còn có nhị sư huynh, đương nhiên ít không không được tam sư huynh. Bởi vì canh nhất đao đạo trưởng là tiểu sư đệ. Bọn hắn so với đại sư huynh còn thảm, trên báo chí liền sách cũng không có sách bọn hắn. Mà những chuyện tương tự, tại tu chân giới phát sinh càng ngày càng nhiều. Tóm lại, thọ nguyên dài rằng giặc cộng thanh xuân thường tại, có đôi khi thật có thể muốn làm gì thì làm. Khôi lỗi thiên tử cùng Sở Sở bị cột sáng bao phủ về sau, cả buổi cũng không có đi ra. Xuyên thấu qua cột sáng, mơ hồ có thể thấy khôi lỗi thiên tử tại điều chỉnh thân thể của mình bộ phận. Mà Sở Sở, đang lâm vào đốn ngộ trạng thái. Xem ra, hai người bọn họ lấy được lợi ích không nhỏ. Trong thời gian ngắn có thể sẽ không đi ra. Tống Thư Hàng tế ra tôm hùm thần chiến xa, ngồi tại trên chiến xa, bắt đầu nghiên cứu cái này huyết ma hạch tâm. Huyết ma hạch tâm tại bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành, liền không ngừng tản ra huyết sắc ánh sáng âm u, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Mà cái loại này thấp lẩm bẩm ma âm cũng biến càng cường liệt. Không có tác dụng đâu, vô luận ngươi ma âm có bao nhiêu lợi hại, cũng không cách nào ảnh hưởng đến ta. Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn đối với loại này dụ hoặc âm hoàn toàn miễn dịch. Sau đó, Tống Thư Hàng lại ý tưởng đột phát, huyết ma hạch tâm, hẳn là cùng loại với tu sĩ kim đan các loại đồ vật. Thứ này nếu như nổ tung lời nói, sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Cùng cái kia hạch tâm lò phản ứng so với, cái nào uy lực sẽ lớn chút. Nếu như đem bên trong tất cả năng lượng hoàn toàn dẫn dắt đi ra, chuyển hóa làm bạo tạc, hủy diệt một cái chấn nhỏ có lẽ không thành vấn đề. Bất quá ta không đề cử ngươi như vậy sử dụng, loại này nguyên thủy phương pháp sử dụng là to lớn lãng phí. Xích Tiêu Kiếm bình tĩnh trả lời. Tống Thư Hàng đột nhiên suy nghĩ xuất thần, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, muốn không đem hắn chứa vào trên người của ngươi đây. Vì ngươi cung cấp điểm năng lượng, nghĩ cũng đừng nghĩ, Xích Tiêu Kiếm nói. Không nên tùy tiện suy nghĩ tại người ta trên thân chứa đồ vật, hiểu không? Kiếm cũng là có tôn nghiêm. Đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân lần nữa hiện thân, nàng đưa tay một chảo, đem Xích Tiêu Kiếm bắt hết, chu cái miệng nhỏ, liền đem hắn nuốt xuống. Xích Tiêu Kiếm, kỳ thật ta chỉ là cảm giác loại này cấp thấp năng lượng hạch tâm, chứa ở trên người ta quá thấp kém. Dù sao ta là trường sinh giả thần binh, lại kém cũng muốn lắp cái cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc hạch tâm A. Xích Tiêu Kiếm tại công đức xà mỹ nhân trong bụng kêu lên. Công đức xà mỹ nhân lệch ra đầu, tiếp đó nàng lại đâm trở về Tống Thư Hàng thân thể. Đừng a, đừng trở về a, ít nhất để ta lại thông khí một lát a. Xích Tiêu Kiếm thanh âm vang vọng. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ngài tôn nghiêm đã sớm rơi sạch. Bất quá Xích Tiêu Kiếm lời nói mới rồi nhắc nhở Tống Thư Hàng trường sinh giả thần binh, Xích Tiêu Kiếm tiền bối là Xích Tiêu Tử đạo trưởng thần binh. Luôn cảm giác, Xích Tiêu Kiếm tùy thời sẽ trở lại Xích Tiêu Tử đạo trưởng bên người đi. Ngẫm lại thật là có điểm không nỡ. Bởi vì hắn cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối ở chung rất tốt đây. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cũng hiểu nhiều, còn có thể hiệp trợ hắn thi triển phần thiên hỏa diễm đao so với tùy thân mang theo lão gia gia cấp cho lực lượng hơn nhiều. Tống Thư Hàng lặng lẽ thở dài, tiếp đó hắn lại bắt đầu nghiên cứu cái này khối huyết ma hạch tâm. Trong lúc hắn dùng giám định bí pháp giám định một chút thứ này, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì hữu dụng.
bất quá giám định bí pháp phản hồi tới tin tức chỉ là đây là một khối bổ sung năng lượng hoàn thành huyết ma vương giả hạch tâm. Trừ điều đó ra, sẽ không có càng nhiều tin tức. Tống Thư Hàng trầm tư một lát sau, thử hướng cái này khối huyết ma vương giả trong trung tâm thâu nhập điểm linh lực. Tu sĩ nghiên cứu đồ vật thời gian, đều có cái này sở thích linh lực có đôi khi rất vạn năng, vô luận cái gì, nghiên cứu không đi ra lời nói, thua điểm linh lực đi vào, nói không chừng có thể sinh ra biến hóa. Tống Thư Hàng đã đoán đúng. Linh lực đưa vào huyết ma vương giả hạch tâm về sau, thật đưa tới dị biến. Huyết ma vương giả hạch tâm những cái kia tiếng lẩm bẩm thấp toàn bộ tiêu tán không gặp. Sau đó, mảng lớn màu đỏ như máu hào quang theo huyết ma hạch tâm bên trong phóng xuất ra, tại Tống Thư Hàng trong mắt tạo thành một tòa to lớn tiên huyết thần điện. Đỏ như máu hào quang biến thành tiên huyết thần điện hình thái đặc biệt phong cách cổ xưa, kiến trúc phong cách hoàn toàn không thuộc về địa cầu bất kỳ một cái nào khoảng thời gian quốc gia. To lớn thần điện trải ra, lại có một mảnh quảng trường hiển hiện, đem Tống Thư Hàng nâng lên. Tống Thư Hàng phiền não rụi rụi con mắt. Hôm nay hắn đại khái cùng đơn sắc có duyên phận. Lúc trước Điền Thiên Đảo là màu xám điều, liền cái màu sắc rực rỡ mọi người hiếm thấy. Mà bây giờ trước mắt thần điện là đỏ như máu, nhìn lâu rồi làm cho người ta cảm giác đặc biệt không thoải mái. Mà tại thần điện phụ cận, tràn đầy các loại hình thù kỳ quái xương cốt. Chỗ này tiên huyết thần điện, phảng phất như là một cái ẩn núp hung thú, nuốt vào tất cả có thể nuốt vào đồ vật. Hình chiếu ra một tòa tiên huyết thần điện, liền là huyết ma vương giả hạch tâm công hiệu. Trong lúc đang suy tư, tiên huyết thần điện đại môn bị đẩy ra, có một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Huyết ma, Tống Thư Hàng nhìn qua đạo này thân ảnh cao lớn. Gia hỏa này cùng lần trước bị Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối quần soát mất huyết ma lớn lên giống như đúc. Vực ngoại thiên ma lai lịch, đến nay đều là tu chân giới một cái mê. Không ai biết chúng nó từ đâu tới đây, cụ thể có bao nhiêu loại khác nhau loại hình, vì sao chúng nó trên thân sẽ mang theo đủ loại bảo vật. Vực ngoại thiên ma cũng không có chí lực, chúng nó buông xuống tại hiện thế về sau, liền sẽ bắt đầu phá hư trước mắt có thể nhìn thấy tất cả đồ vật, căn bản không có biện pháp câu thông. Dù sao thấy vực ngoại thiên ma, đánh chết sẽ không sai. Hiện tại xem ra, vực ngoại thiên ma đã từng cũng có qua phồn vinh văn minh. Loại này to lớn phong cách thần điện, liền là chứng minh. Cũng không biết chúng nó tại sao lại biến thành hôm nay loại này không hề chí lực, như là dã thú trạng thái. Cao lớn huyết ma đứng ở cửa thần điện, trong tay nắm một chuôi pháp trượng cái kia pháp trượng thoạt nhìn, cùng Tống Thư Hàng trong tay huyết cốt có chút tương tự, bất quá huyết cốt muốn ngắn rất nhiều. Hắn cúi đầu, ánh mắt cùng Tống Thư Hàng đối mặt. Sau đó, huyết ma mở ra miệng, tức đấy oa oa á, oa oa rồi tức đấy. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nghe không hiểu a, hoàn toàn nghe không hiểu. Thậm chí không phải viễn cổ ngôn ngữ. Viễn cổ ngôn ngữ hiện tại hắn còn có thể dựa vào âm tiết cùng ngữ khí phương thức, đem hắn phân biệt ra được. Huyết ma trong miệng còn đang ở tức oa oa rồi nói, càng nói càng kích động. Nghe, phảng phất là đang tiến hành nào đó nghi thức. Hay hoặc là ở niệm một ít chú văn. Sau một lúc lâu huyết ma đình chỉ diễn thuyết. Hắn cúi đầu, lần nữa nhìn về phía Tống Thư Hàng. Pháp trượng bị giơ lên cao cao. Ngay sau đó, huyết ma thân thể cao lớn một cái nhảy, hướng Tống Thư Hàng đập tới. To lớn pháp trượng vung vẩy, hổ hổ xanh uy. Tống Thư Hàng, vốn cho là gia hỏa này là một cái pháp gia, không nghĩ tới là cận chiến loại hình. Hay hoặc là một cái ưa thích cận chiến pháp gia. Dù sao, từng cái pháp gia trong lòng đều có một viên cận chiến dũng sĩ chi tâm. Pháp thuật gì gì đó, điểm cái thánh quang chiếu diệu là được rồi nha. D, A, N, G, G, huyết ma to lớn pháp trượng, bị một chuôi nhỏ hơn huyết cốt ngăn cản đi xuống. Công đức xà Mỹ nhân thân thể theo Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện, nàng vung vẩy lấy huyết cốt, nhẹ nhõm ngăn lại huyết ma pháp trượng. Đương 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 huyết ma thân thể khổng lồ nhưng lại có phi phàm nhanh nhẹn, hắn trong tay pháp trượng không ngừng huy động, thi triển ra một bộ tinh diệu trượng pháp. Công đức xà Mỹ nhân lấy tính chế động, trong tay nàng huyết cốt không ngừng điểm ra, lúc nào cũng có thể hậu phát chế nhân, nhẹ nhõm ngăn lại huyết ma tất cả công kích. Đây là từ thuần linh lực cấu thành hình chiếu, sức mạnh đoán chừng tại ngũ phẩm trái phải. Xích tiêu kiếm tiền bối thanh âm theo công đức xà Mỹ nhân trong bụng vang lên. Là cái kia tấm huyết ma vương giả hạch tâm bên trong kích phát ra tới đây,
ta còn cho rằng kích phát ra tới đây về sau, có thể biến thành một cái bảo vật, không có nghĩ tới tên này vừa ra tới, trước hết công kích ta. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm, trước đem hắn quét sạch, tìm cơ hội lại cẩn thận nghiên cứu cái này hạch tâm đi. Ta đoán, hẳn là huyết ma vương giả hạch tâm trong có phòng ngự pháp thuật trận pháp các loại, một khi bị kích thích, liền sẽ kích hoạt cảnh báo cùng phòng ngự biện pháp. Đến đi, hai chúng ta phối hợp, một hơi diệt ra hỏa này. Đối phó cái này ngũ phẩm huyết ma, cần gì Xích Tiêu Kiếm tiền bối xuất mã? Khụ, chờ, xem ra Xích Tiêu Kiếm tiền bối hôm nay còn muốn nắm lấy cơ hội, đi ra thông khí. Vậy thỏa mãn Xích Tiêu Kiếm tiền bối đi. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, xuất kiếm. Tống Thư Hàng đẹp trai nói. Tiên tử nghe vậy, trong tay huyết cốt đột nhiên mạnh phát lực. Huyết cốt bên trên, đao khí tung hoành, một loại bá đạo đao ý ngưng tụ, hóa thành khai thiên tích địa một đao, chém về phía cái kia huyết ma. Đế vương bá đạo đao. Một đao xuống dưới, cái kia huyết ma đã bị chém thành hai đoạn, thân thể của nó, dần dần hóa thành đỏ như máu linh lực, tiêu tán ra. Xích Tiêu Kiếm, nhẹ nhõm chém giết huyết ma về sau, công đức xà mỹ nhân thu hồi huyết cốt, lại lui trở về Tống Thư Hàng sau lưng. Sắm vai yên tĩnh xinh đẹp xà mỹ nhân nhân vật. Mỗi khi huyết thần điện xuất hiện thời gian, ngươi liền sẽ nhớ đến ta. Xương cốt trở về xương cốt, quy về đại địa, máu cùng xương đều quy về huyết thần điện. Từ hôm nay trở đi, người vĩnh viễn đều sẽ không quên ta. Dần dần biến mất huyết ma, mở miệng lần nữa. Hắn ngôn ngữ, Tống Thư Hàng như trước nghe không hiểu. Bất quá lần này, hắn sau lưng tòa này tiên huyết thần điện bên trong, có một loại lực lượng hiển hiện, tràn đầy phiên dịch công năng. Tống Thư Hàng, đây là cái gì không xong lời kịch, chiến đấu còn chưa kết thúc, tại huyết thần điện chứng kiến xuống, chúng ta đem mở rộng mới quyết đấu. Thẳng đến song phương có một phương, triệt để ngã xuống, triệt để thất bại. Muốn a để ta triệt để trở thành lực lượng của ngươi, muốn a để cho ngươi triệt để trở thành ta một bộ phận. Huyết ma dứt lời, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu còn chưa kết thúc, gia hỏa này còn phải lại ngưng tụ thành hình. Trong lúc đang suy tư, trước mắt huyết thần điện cùng đỏ như máu hào quang, toàn bộ tiêu tán ra. Tống Thư Hàng như trước phù hiện ở trong hư không. Nơi xa cột sáng có chút ảm đạm đi xuống, chỉ là khôi lỗi tiên tử cùng sở sở như trước không có đi ra. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn qua trong tay huyết ma vương giả hạch tâm. Hạch tâm bên trên hào quang cũng ảm đạm rồi không ít. Nếu như dựa theo vừa rồi huyết ma tiêu tán thời gian lời kịch chẳng lẽ thứ này tại khôi phục lực lượng. Tiếp đó chờ tích góp từng tí một đến lực lượng đủ mức về sau, lại nhảy ra đánh hắn. Nếu thật như vậy, vậy đơn giản bệnh tâm thần. Ta thật vất vả đem ngươi một lần nữa bổ sung năng lượng, đem ngươi kích hoạt, ngươi chính là dùng không ngừng nhảy ra đánh ta qua lại ứng với ta. Quả nhiên, cùng ma nhắc lên quan hệ pháp khí, đều không phải vật gì tốt. Ừ, bạch tiền bối trong tay cái kia lư sơn lộ ma tôn thần đèn ngoại trừ. Cái kia thần đèn vẫn tương đối bổng, có thể triệu hồi ra một cái thất phẩm cấp ma tôn trợ chiến. Mà thôi, nếu vẫn không được, liền đem hắn chôn đến trong hạch tâm thế giới đi, đem hắn trở thành là một loại thí luyện pháp bảo đi. Tống Thư Hàng nói. Tiếp đó, chờ các đệ tử của mình tấn chức ngũ phẩm về sau, khiến cho bọn hắn có rảnh đi kích hoạt cái này hạch tâm đem cái này chỉ có được ngũ phẩm chiến lực huyết ma linh lực hình chiếu trở thành uy chiêu luyện công đối tượng. Tống Thư Hàng khép lại bàn tay, chuẩn bị đem huyết ma vương giả hạch tâm thu lại, thả trở lại lắc tay pháp khí bên trong đi. Đang lúc này, trước mắt của hắn lại khẽ nổi lên màu đỏ hào quang. Mới đầu là một chút màu đỏ, một lát sau biến hóa che thiên lấp địa hồng mang. Tống Thư Hàng, nhanh như vậy liền lại đụng tới. Ồ, không đúng, lần này không phải tại trong hiện thực, mà là tại tinh thần thế giới bên trong. Tống Thư Hàng rất nhanh phát hiện dị trạng. Lần này hồng mang, nguồn gốc ở tinh thần thế giới. Tại tinh thần thế giới của hắn bên trong, hồng mang mở rộng ra, hóa thành tiên huyết thần điện. Mà Tống Thư Hàng lúc này hình tượng, phỏng theo chân ngã minh tưởng kinh hình tượng. Hắn bình thản lấy nửa người trên, một thân cơ bắp như đá cẩm thạch, toàn thân tản ra công đức ánh sáng. Tại hắn trên đầu, đeo một nhô lên chiêu thiên quan. Trong tay, bưng lấy một quyển địa tàng độ hồn kinh. Tiếp đó, tại trên lưng của hắn, hoa văn 21 cánh tay nâng nho ra kinh văn hầu tử. Tống Thư Hàng, sau đó là dưới chân của hắn, có một cái to lớn cá voi mập tại chậm rãi du động lấy, cá voi mập đỉnh đầu có ba hạt châu đang xoay tròn lấy,
một mai kim sắc hạt châu nhỏ, một mai bảy màu chủng loại hạt châu nhỏ, một mai kim toàn hạt châu nhỏ. Bởi vì hạt châu nhóm chuyển động tốc độ tương đối nhanh, nhìn qua, giống như là cá voi mập đỉnh đầu hơn nhiều một cái màu sắc rực rỡ thiên sứ quầng sáng là hắn bản mệnh kình đan cùng ba khối nhiều hạt kim đan. Ta còn cho rằng tiểu kim đan nhóm là muốn xuyên thành vòng cổ à, nguyên lai là phải đổi thành quầng sáng đeo lên trên đầu. Tống Thư Hàng thấp giọng nói. Oanh long long đối diện, tiên huyết thần điện chi môn mở ra. Cầm lấy to lớn pháp trượng huyết ma lần nữa hiện thân. Mỗi khi huyết thần điện xuất hiện thời gian, ngươi liền sẽ nhớ đến ta. Đến đi, để cho chúng ta bắt đầu mới chiến đấu. Thẳng đến song phương có một phương, triệt để ngã xuống, triệt để biến mất. Muốn a để cho ngươi bên trong có ta, muốn a để ta bên trong có ngươi. Huyết ma lên tiếng nói. Như cũ là không xong vô cùng lời kịch. Gầm rú xong sau, huyết ma vùng vẩy lấy pháp trượng, thả người nhảy, hướng Tống Thư Hàng vọt tới. Gia hỏa này, liền cái thánh quang cũng không có điểm. Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn qua huyết ma, kỳ thật loại trình độ này công kích, hắn coi như là đứng đấy bất động, cũng không đau không ngứa. Hai đại chư thiên vạn giới đứng đầu nhất lưu thối thể công pháp hợp luyện về sau, Tống Thư Hàng thể chất vừa mới, cường hãn vô cùng. Huống chi hắn còn có biến dị cương thủ. Chính là bởi vì không có sợ hãi, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Trong tay hắn cầm lấy địa tàng độ hồn kinh có muốn hay không cho cái này đầu huyết ma tới đây một phát siêu độ thuật. Trên lý luận mà nói, cái này đầu huyết ma đã chết rất đi. Hắn lưu lại huyết ma hạch tâm bên trong, là oán niệm. Hoặc là tàn hồn, siêu độ thuật đối với nó có thể hay không hữu hiệu. D, A, N, G, G. Huyết ma vùng vẩy lấy pháp trượng, rơi vào Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Sau đó phương pháp trượng quét ngang, đánh tới hướng Tống Thư Hàng lồng ngực. Một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên. Tống Thư Hàng trên thân, có một tầng khôi giáp lăng không hiển hiện. Đao ý khôi giáp, tự chủ hộ thể. Tống Thư Hàng trong tay địa tàng độ hồn kinh không gió mà bay, lật đi ra. Đồng thời, tay của Tống Thư Hàng chỉ duỗi ra, điểm tại huyết ma trên thân, siêu độ thuật. Siêu độ thuật hào quang hiển hiện. Huyết ma thân thể cứng lại rồi, không cách nào nhúc nhích. Còn là hữu hiệu, mấy hơi sau đó. To lớn huyết ma bắt đầu co rút lại, tính cả nơi xa tiên huyết thần điện cùng một chỗ, tại siêu độ thuật ảnh hưởng, co lại thành một cái nắm đấm lớn huyết sắc tiểu cầu. Cái này tiên huyết thần điện như vậy đặc thù, nói không chừng siêu độ xong cái này một sóng, ta công đức ánh sáng lại có thể căng phình lên. Tống Thư Hàng trong lòng nghĩ như vậy lấy. Đúng lúc này, dưới chân hắn cá voi mập một chiêu phì ngư thủy tiên dược, kinh miệng hé mở, liền đem cái kia đoàn huyết sắc tiểu cầu nuốt vào. Tống Thư Hàng, Nam Thảo, ngốc kình ngươi ngươi làm gì? Loại này không rõ lai lịch đồ vật, ngươi cũng dám hướng trong bụng nuốt. Sẽ không sợ ăn chết tới đây. Thứ này ban đầu hắn là chuẩn bị siêu độ dùng. Tống Thư Hàng vốn đang nghĩ đến, nếu như đem cái này huyết ma hạch tâm, tiên huyết thần điện đều siêu độ về sau. Bản thân công đức lực lượng có thể hay không lại căng một sóng, công đức xà mỹ nhân có thể hay không lại sinh ra một chút biến hóa. Xà mỹ nhân càng đổi càng có ý tứ, Tống Thư Hàng rất chờ mong nàng kế tiếp biến hóa. Hiện tại tốt rồi, bản mệnh kình đan há miệng một nuốt, liền đem đồ vật nuốt mất, siêu độ thuật không tật mà kết thúc. Phì kình kim đan nuốt vào cái kia đoàn đỏ như máu tiểu cầu về sau, lại bình tĩnh rơi xuống Tống Thư Hàng bên người, nhẹ nhàng du động lấy. Nhìn qua, hắn trạng thái rất tốt, không có vấn đề. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cá voi mập bụng dưới. Dựa theo gần nhất kinh nghiệm đến xem, phì kình kim đan nếu như nuốt một ít không hiểu thấu đồ vật, tỉ như kim đan, hạch tâm các loại vật thể về sau, hắn có rất lớn tỷ lệ sẽ mang thai. Chờ hắn mang thai về sau, liền lại có cơ hội vì Tống Thư Hàng gia tăng một hạt. Bốn hạt đã có điểm không cách nào thỏa mãn Tống Thư Hàng tiêu hao. Cảm giác bên trên là lúc cộng một hạt. Năm hạt nghe không tệ, dù sao bốn cái số này có chút điểm xấu. Dầm dầm bởi vì tiên huyết thần điện cùng huyết ma bị nuốt, cái này ý thức không gian tiêu tán ra. Tống Thư Hàng ý thức trở về. Hắn trước nhìn về phía trong tay mình, trong tay cái này huyết ma vương giả hạch tâm còn đang ở, nhưng hắn phía trên đã ảm đạm không ánh sáng. Không có chút nào năng lượng phản ứng. Cái này huyết ma vương giả hạch tâm bản nguyên cùng bên trong năng lượng, đều bị rút đi. Hiện tại lưu lại,
chỉ là phế vỏ. Tống Thư Hàng tiện tay đem cái này hạch tâm vỏ bọc thu tới tay chuỗi trong không gian đi. Đón lấy hắn tiến nhập nội thị trạng thái, kiểm tra đo lường bản thân phì kình kim đan hiện trạng. Bản mệnh đan điền bên trong, phì kình kim đan còn đang ở nhàn nhã du động lấy. Theo Tống Thư Hàng cảnh giới tăng lên, phì kình kim đan càng ngày càng linh hoạt. Nếu như Tống Thư Hàng nói cho người khác biết, đây không phải kim đan, kỳ thật là biến dị Nguyên Anh, nói không chừng đều có người tin tưởng. Cũng chỉ có Nguyên Anh mới có thể như vậy trông rất sống động, rất sống động. Tống Thư Hàng trực tiếp đem lực chú ý tập trung đến phì kình kim đan chỗ bụng. Quả nhiên, Tống Thư Hàng nói khẽ. Cá voi mập bụng, đã khẽ phồng lên. Mỗi khi phì kình kim đan du tẩu một vòng về sau, bụng của nó liền sẽ càng phát triển lớn một ít. Đã mang thai, là lúc đến phiên công đức xà mỹ nhân xuất thủ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chờ phì kình kim đan sắp sinh thời, liền đến phiên tiên tử xuất thủ tuốt cá voi. Cái này đầu ngốc kình, cái gì cũng dám ăn, quả nhiên là lại quên mất bị tuốt cá voi thời gian thống khổ. Tống Thư Hàng nói, đối với mình trong cơ thể sắp nhiều hơn nữa ra một hạt sự tình, Tống Thư Hàng nội tâm gợn sóng không sợ hãi. Vô phương, hắn đã quen thuộc, đừng nói là năm đan, coi như là tương lai biến thành sáu đan, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Thậm chí hắn rất chờ mong sáu đan, 66 đại thuận lục lục bằng lộc lộc đại thuận mấy chữ này may mắn. Có được như vậy cát lợi con số, nói không chừng vận khí của hắn cũng có thể càng bổng điểm, không cần chết như vậy tới tấp. Gần nhất hắn vận khí quỷ dị, nói chết thì chết, nói không chừng cùng với bốn hạt cái số này có quan hệ. Chắc là nửa giờ sau. Phía trước cột sáng đã càng phát ra ảm đạm, khôi lỗi tiên tử cùng sở sở còn là không có đi ra. Các nàng xem bộ dáng là muốn ngốc ở cột sáng biến mất mới thôi. Mà Tống Thư Hàng trong đan điền phì kình kim đan, có cảm giác. Hắn bắt đầu bất an tại Tống Thư Hàng trong đan điền du động. Lần này, Tống Thư Hàng rất bình tĩnh. Một lần sinh, hai trở về thì càng hảo sinh. Cái này đều thứ năm hạt, phát lên đương nhiên càng có kinh nghiệm. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, giao cho ngươi rồi. Tống Thư Hàng nói. Công đức xà mỹ nhân theo Tống Thư Hàng sau lưng hiện ra. Lần này, nàng trực tiếp đưa tay theo Tống Thư Hàng sau lưng chỗ thăm dò vào, cắm vào đan điền vị trí. Phì kình kim đan cảm ứng được công đức xà mỹ nhân đầu ngón tay, lập tức kinh hoàng. Chỉ là đan điền liền lớn như vậy, công đức xà mỹ nhân thuần thục bắt lấy phì kình kim đan. Nàng tay trái cầm lấy đuôi cá voi, tay phải lấy đuôi cá voi vì khởi điểm, dùng sức hướng lên tuốt tới. Phì kình kim đan giống như phát ra bi thảm tiếng kêu. Hắn không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào chống cự công đức xà mỹ nhân bàn tay nhỏ bé cặp kia xinh đẹp bàn tay nhỏ bé kẹt cá voi mập phì nhiêu bộ phận nhô lên chỗ, tiếp đó chậm rãi hướng lên tuốt tới. Mấy hơi sau đó, phì kình kim đan tuyệt vọng há miệng, phun ra một viên màu đỏ tươi hạt châu. Sinh nở hoàn thành, công đức xà mỹ nhân thu hồi bản thân bàn tay nhỏ bé, đại công cáo thành. Phì kình kim đan trầm ở đan điền dưới đáy, vẫn không nhúc nhích, sinh không thể luyến. JPG màu đỏ tươi hạt châu bên trên, tản ra vực ngoại thiên ma huyết sắc linh lực, nhưng bởi vì cùng phì kình kim đan dung hợp qua nguyên nhân, loại này thuộc về vực ngoại thiên ma lực lượng lại có thể hoàn mỹ chuyển hóa làm thuộc về Tống Thư Hàng linh lực. Tống Thư Hàng hôm nay ngũ đại kim đan. Bản mệnh kim đan cùng thứ hai hạt đều là thuộc về tu sĩ kim đan. Đệ tam hạt là yêu đan. Thứ tư hạt là công đức kim toản. Thứ năm hạt là vực ngoại thiên ma hạch tâm. Ngoại trừ công đức kim toản bên ngoài, những thứ khác mấy tấm đều từ phì kình kim đan mang thai sản xuất. Cũng chỉ có đã trải qua mang thai, sinh sản quá trình này về sau, những thứ này hạch tâm mới có thể cùng Tống Thư Hàng hoàn mỹ dung hợp. Về phần công đức kim toản vì sao không cần phì kình kim đan mang thai, sinh sản. Tống Thư Hàng suy đoán. Có thể là bởi vì nó là từ công đức xà mỹ nhân uống xong tử mẫu hà nước suối, mân mê đi ra nguyên nhân. Công đức xà mỹ nhân cùng Tống Thư Hàng là nhất thể, nàng mân mê đi ra đồ vật thuộc về nhà mình sinh sản đồ vật, vì vậy không cần mang thai, sinh sản quá trình này tới đây mài rũa, trực tiếp lấy ra có thể sử dụng. Cùng hắn phía trước mấy vị huynh đệ, cái này từ vực ngoại thiên ma hạch tâm lực lượng chuyển hóa tới ma đan tại bị sinh ra tới đây về sau. Liền bản năng bay đến phì kình kim đan bên cạnh, giống như địa cầu vây quanh mặt trời, từng vòng chuyển động, tràn đầy tân sinh mừng rỡ. Một vây lại một vòng chuyển động, không biết mỏi mệt.
mà mẹ của nó, thật vất vả theo tuốt cá voi trong bóng ma bình thường lại. Phỉ Kình Kim Đan không có giới tính, nhưng đã hắn sinh tốt mấy người hài tử, cái từ này để hình dung hắn cũng không sai. Cảm nhận được tại chính mình bên người không ngừng xoay tròn lấy ma đan về sau, Phỉ Kình Kim Đan không chút khách khí, kéo lên cái đuôi đối với cái này ma đan dùng sức quăng đi qua. Đối với theo hắn trong bụng rời đi hạch tâm hắn hoàn toàn không có yêu thương. Ba ma đan bị đập bay đi ra ngoài, cùng hắn mấy vị huynh trưởng, hắn dọc theo tống thư hàng bản mệnh đan điền đường nhỏ một đường ngược dòng mà lên. Trạm thứ nhất là Long Vĩ đan điền nhưng ở nơi đây đã từ hắn đại ca tiểu kim đan chiếm cứ, không có hắn chỗ dung thân. Vậy là hắn tiếp tục một đường đi lên. Thứ hai đứng là Long Trảo đan điền là hắn nhị ca bảy màu yêu đan địa bàn. Ma đan tiếp tục một đường hướng lên. Đệ tam đứng là Long Khu đan điền nơi đây ở hắn cùng cha khác mẹ ca ca công đức kim toàn, đồng dạng không có vị trí của nó. Vậy là, ma đan tiếp tục leo lên, một mực đến Long Trưởng đan điền. Nơi đây trống rỗng, là cái rất thích hợp hắn địa phương. Vậy là, ma đan an tâm dừng ở Long Trưởng đan điền bên trong, đóng trại, trở thành Long Trưởng đan điền hạch tâm. Cắm rễ sau khi hoàn thành, trên người nó cổ ma linh lực bắt đầu phóng xuất ra, gia nhập tống thư hàng khổng lồ kia linh lực hệ thống bên trong. Từ hôm nay trở đi, tống thư hàng có thể đổi tên kêu ngũ hạch linh hoàng. 5 hạt, tuy rằng so ra kém 6 hạt 66 đại thuận lục lục bằng lộc lộc đại thuận, nhưng so với 4 hạt 4 tử tứ tử, muốn tốt hơn nhiều. Tống thư hàng trong cơ thể tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tự nhiên vận hành, dẫn dắt đến thứ 5 hạt lực lượng gia nhập công pháp linh lực vận hành bên trong. Ngũ phẩm là một cái đại môn hạm, là ngưng tụ kim đan, đem chân khí lột xác thành linh lực quá trình. Mà 5 hạt kim đan, cũng vì tống thư hàng đã mang đến biến hóa cực lớn. Tuy rằng cảnh giới không có tăng lên, nhưng linh lực của hắn cường độ cùng linh lực mức độ, đều được đến một cái bay vọt tăng lên. Linh lực sau khi tăng lên, lại sẽ phản hồi cho thân thể của hắn, đồng thời lại sẽ củng cố thần thức của hắn. Mà hắn bản mệnh đan điền, đồng dạng đã nhận được mở rộng, một hơi làm lớn ra gấp đôi. Cũng không phải thứ 5 hạt đặc biệt thần dị, đây là phía trước 4 hạt tăng thêm thứ 5 hạt về sau, tích lũy đầy đủ, lượng biến đưa tới chất biến. Luôn cảm giác mình như là thăng một cấp, tống thư hàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, cảm giác trong cơ thể tràn đầy bạo tạc lực lượng. Ba đáp tại tống thư hàng thân thể được cường hóa một lần về sau, hắn đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể, tựa hồ có một vật rách nát rồi ra. Cái gì, tống thư hàng trong lòng hiếu kỳ. Cái loại này nghiền nát cảm giác, nguồn gốc ở bản mệnh đan điền. Tống thư hàng ý thức lần nữa chìm vào đến bản mệnh đan điền bên trong đi. Sau một khắc, hắn cảm ứng được trong đan điền, tựa hồ có một phiến đại môn bị phá khai. Chúc mừng ngươi, tống thư hàng tiểu hữu. Lúc này, Hoàng Sơn tiền bối thanh âm, truyền tới. Tống thư hàng, Hoàng Sơn tiền bối thanh âm, tại sao sẽ tại trong cơ thể ta? Đây là một đoạn lưu lại trong phong ấn ghi âm thư hàng tiểu hữu ngươi không cần kinh ngạc. Làm cái này từ ta cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, đồng tâm hiệp lực vì ngươi gây biện pháp an toàn phong ấn, bị giải khai lúc. Liền đại biểu cho ngươi đã thành công tấn chức lục phẩm. Chúc mừng ngươi, tống thư hàng tiểu hữu, ngươi rốt cuộc bước ra một bước này. Lục phẩm sau đó, ngươi không bao giờ nữa cần vì thân thể tự bạo mà phiền não. Mà chúng ta vì phòng ngừa ngươi đột nhiên tự bạo, đồng tâm hiệp lực vì ngươi tăng thêm biện pháp an toàn phong ấn cũng hoàn thành sứ mạng của nó. Tuy rằng không biết khoảng cách lúc ấy ngươi lần đầu tiên tự bạo đến cùng qua bao lâu thời gian, nhưng ngươi cuối cùng chịu qua tới. Lục phẩm sau đó, khổ tận cam lai, chúc mừng ngươi, tống thư hàng tiểu hữu, chúc mừng ngươi, bá đao chân quân. Hoàng Sơn tiền bối thanh âm, thời gian dần trôi qua tản đi. Tống thư hàng, Hoàng Sơn tiền bối lúc nào tại trong cơ thể của ta tăng thêm phòng ngừa tự bạo biện pháp an toàn. Ta vì cái gì cũng không biết, chờ. Chẳng lẽ là lần kia, ta tìm đường chết dẫn dắt đến Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối, xem ta đệ Cửu Long Văn về sau lại đột nhiên hôn mê lần kia. Vốn cho là mình là chọc giận Hoàng Sơn tiền bối, bị Hoàng Sơn tiền bối cho chơi đùa ngất đi thôi. Không nghĩ tới, Hoàng Sơn tiền bối là mang theo Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, vì chính mình tăng thêm một cái phòng tự bạo biện pháp an toàn. Hoàng Sơn tiền bối đối xử mọi người thật sự là quá tốt, khắp nơi vì trong nhóm thành viên suy nghĩ. Thế nhưng tiền bối, ta bây giờ còn không có tấn chức chân quân A. Tống thư hàng lệ rơi đầy mặt.
Có lẽ là Hoàng Sơn tiền bối bọn hắn không nghĩ tới Tống Thư Hàng như vậy có thể gây sự, bốn hạt còn không thỏa mãn, còn làm ra thứ năm hạt. Hay hoặc là, các tiền bối không nghĩ tới Tống Thư Hàng làm ra thứ năm hạt về sau, sức mạnh sẽ phát sinh chất biến. Ấn Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối phỏng đoán, Tống Thư Hàng chỉ cần tấn chức lục phẩm về sau, tự bạo tai họa ngầm liền sẽ tự nhiên mà vậy biến mất. Bọn hắn liền đem phòng tự bạo biện pháp an toàn phong ấn cường độ, thiết lập tại Tống Thư Hàng đạt tới lục phẩm cường độ về sau, cũng sẽ bị phá tan. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Tống Thư Hàng hiện tại tuy rằng còn là ngũ phẩm, nhưng trong cơ thể năm hạt kim đan tề tụ về sau, linh lực của hắn cường độ, thần thức cường độ toàn bộ chất biến, đạt đến lục phẩm cấp bậc. Mà Tống Thư Hàng thể chất, đã sớm bởi vì hai loại chư thiên vạn giới đứng đầu thối thể pháp nguyên nhân, so với phổ thông lục phẩm tu sĩ còn cường đại hơn. Lúc này đơn thuần theo linh lực phương diện mà nói, Tống Thư Hàng tuy rằng còn là ngũ phẩm, nhưng đã thắng được phổ thông lục phẩm. Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối hao hết tâm tư, vì Tống Thư Hàng thiết lập phòng tự bạo biện pháp an toàn phong ấn thì cứ như vậy xong đời. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Hôm nay còn là ngũ phẩm cảnh giới hắn, đã không có phòng tự bạo biện pháp an toàn phong ấn về sau, có phải hay không có chút nguy hiểm? Tuy rằng trên lý luận mà nói, hắn hôm nay tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sửa chữa bản, chỉ cần cẩn thận một ít, đã không có tự bạo nguy cơ. Nhưng đây chỉ là trên lý luận mà nói. Thực tế bên trong còn có thể hay không tự bạo, ai cũng nói không chính xác. Bạch tiền bối lại không tại bên người, không thể để cho hắn nhìn xem ta bây giờ trạng thái, có chút phiền toái a. Tống Thư Hàng nói khẽ. Ai cũng không biết mới công pháp có phải hay không còn có che giấu bắc, cho nên lúc đó, Hoàng Sơn tiền bối đề nghị Tống Thư Hàng gần nhất bên người tốt nhất phải có một vị tiền bối lẫn nhau đi theo, ngộ nhỡ là tự nhiên nổ ra nguy cơ, các tiền bối cũng tốt xuất thủ giải quyết. Chỉ tiếc, Hoàng Sơn tiền bối dụng tâm lương khổ, toàn bộ đã xong. Tính toán thời gian, ta là ngày 13 tháng 10 ngày đó, đột nhiên tự bạo bỏ mình, sử dụng một mai phục sinh kim tệ. Ngày kế tiếp, Bạch tiền bối mang theo ta tiến về trước Lan Tây Đảo. Sau đó là ngày 15, thất sinh phủ tiền bối dẫn ta tới đến Điền Thiên Đảo. Tiếp đó hãy tiến vào đến nơi này cái phong bế không gian bên trong. Tống Thư Hàng trong lòng tính toán. Tiến nhập phong bế không gian về sau, cùng ngoại giới ngăn cách, Tống Thư Hàng cũng không biết mình tại đây phong bế không gian bên trong cụ thể ngây người thời gian bao nhiêu. Tính toán đâu ra đấy, có lẽ cũng chỉ có 2 ngày trái phải tiêu hao. Ngoại giới bây giờ thời gian, hẳn là ngày 16 tiếp cận ngày 17 trái phải. Coi như là ngày 17 đi. Khoảng cách ngày 13 cũng mới qua 4 ngày. Phục sinh kim tệ thời gian làm lạnh còn có 6 ngày. Nói cách khác, cái này trong 6 ngày nhất định phải cẩn thận, không một chút phân tâm. Không muốn tìm đường chết, phương diện tu luyện cũng muốn cẩn thận, ngàn vạn không muốn tự bạo. Tống Thư Hàng nói, từ tiết kiệm vào xa xỉ dễ dàng, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó. Trước kia không có phục sinh pháp khí thời gian cũng là như cũ qua, căn bản không cần cân nhắc cùng lo lắng phục sinh vấn đề. Mà một khi thói quen phục sinh làm bạn thời gian, không còn phục sinh, trong lòng cũng không an tâm. Đây là bệnh, cần chữa trị, Tống Thư Hàng tổng kết nói. Ý thức của hắn theo bản mệnh đan điền bên trong rời khỏi. Tóm lại, gần nhất lúc tu luyện nhiều lưu tâm, hằng ngày trước lấy minh tưởng làm chủ, chờ cùng bạch tiền bối chạm mặt về sau, lại tiến hành bước tiếp theo tu luyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn học tập một chút thiên sư chính pháp lôi pháp thiên, phong ấn pháp thuật nhập môn. Còn có viễn cổ ngôn ngữ, cũng muốn bù lại một chút. Mục tiêu là trở thành Cửu Châu Nhất Hào quần trong đáng tin đại tiền bối, gánh nặng đường xa. Lúc này, nơi xa cột sáng rốt cuộc tản đi. Khôi lỗi tiên tử cầm theo Sở Sở, đạp trên hư không trở lại Tống Thư Hàng bên người, tiếp đó nàng đem Sở Sở bỏ vào Tống Thư Hàng tôm hùm thần chiến xa bên trên. Khôi lỗi tiên tử nhìn qua hình thể biến tinh tế đi một tí, nàng dựa theo cột sáng trong lấy được lĩnh ngộ, điều chỉnh bản thân bên trong một ít bộ phận vị trí, đạt đến tối ưu hiệu quả. Đương nhiên, nàng lĩnh ngộ khẳng định không chỉ như vậy điểm, nếu không cũng sẽ không ngốc ở cột sáng bên trong thời gian lâu như vậy. Mà Sở Sở ngồi xuống đến trên chiến xa về sau, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt tiến nhập minh tưởng trạng thái. Đệ tử của ngươi vận khí không tệ, khôi lỗi tiên tử lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, Sở Sở muốn tấn cấp, nàng là Sở Thế Gia thiên tài đệ tử,
coi như là tu luyện tài nguyên cũng không sung túc dưới tình huống, nàng như trước tuổi còn trẻ thì đến được nhị phẩm cảnh giới. Hiện tại thành Tống Thư Hàng đệ tử về sau, thực tiên yến tăng thêm các loại kỳ ngộ, lại thêm nàng bản thân tích lũy, có lẽ muốn tấn cấp đi. Tấn cấp cũng không phải ăn cơm uống nước, nào có dễ dàng như vậy. Nàng tại cột sáng ở bên trong lấy được rất nhiều lĩnh ngộ, ta thấy nàng đem tiên chủ bí thuật cùng bản thân công pháp kết hợp đến cùng một chỗ. Cái kia mấy cuốn tiên chủ bí thuật quả thực như là vì nàng lượng thân chế tạo bình thường. Người có thể thật tốt bồi dưỡng nàng, đến lúc đó. Khôi lỗi tiên tử nói qua, ngồi vào Tống Thư Hàng đối diện. Nàng hai tay tựa ở trên đầu gối, 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Dưới mặt nạ, cặp mắt của nàng tản ra màu cam hào quang, đến lúc đó, ta cái kia ở giữa phòng ăn cũng không buồn không có đầu bếp. Khôi lỗi tiên tử tựa hồ đã yêu cái này Tống Thư Hàng cùng khoản tư thế. Cái tư thế này có thể cho người đối diện, tạo thành cường đại áp lực tâm lý, tiên tử đối diện liền là Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, tỷ, chúng ta nếu thật đem Sở Sở bồi thành tiên chủ, chẳng lẽ còn đem nàng ném tới phòng ăn làm đầu bếp? Vậy cũng quá tận diệt mọi vật. Đã như vậy lời nói, chúng ta hạch tâm thế giới cải tạo kế hoạch, muốn đăng lên nhật báo. Tống Thư Hàng nói, không thể lãng phí Sở Sở tiên chủ thiên phú, cũng không có thể lãng phí bản thân hạch tâm thế giới. Chờ từ nơi này phong bế không gian bên trong sau khi rời khỏi đây, hắn liền nghĩ biện pháp đi tiến cử một đống dùng ăn loại hình linh thú, dị thú. Lại đem lần trước theo Tiên Nông Tông chơi đùa đến dược liệu các loại đều loại bên trên, nhìn lại một chút có cái gì không dùng ăn loại hình thiên tài địa bảo linh thực, cũng tìm cơ hội loại một đống. Hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có vài chỗ nước tài nguyên, còn có thể nuôi chút thủy sản. Nhị đệ tử Sở Sở có tiên chủ thiên phú. Không biết đại đệ tử Tiểu Thải có hay không có thuần thú phương diện thiên phú đây. Nàng dù sao cũng là yêu thú, cùng linh thú, dị thú có lẽ trời sinh có cảm giác thân thiết cái gì. Tống Thư Hàng nói. Đến lúc đó, lại để cho Tiểu Thải thử học tập bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, khai phá nàng thuần thú thiên phú đối với tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện giả mà nói, thuần thú cũng là tu luyện một bộ phận. Viễn cổ thiên đình thời đại, thú thần bộ đệ tử tại thuần dưỡng linh thú đồng thời, còn có thể theo linh thú trên thân nhận đến linh lực phản hồi. Hiệu quả chẳng khác nào là mở ra một cái giản dị bản linh quỷ auto. Hôm nay ở vào tu luyện cuồng hình thức Tiểu Thải, có lẽ sẽ thích loại tu luyện này phương thức. Vừa vặn cũng có thể điều giải nàng một chút tu luyện cuồng mau bệnh. Tiếp đó linh thực phương diện, cũng không biết người nào có phương diện này thiên phú. Tống Thư Hàng suy tư về bản thân hạch tâm thế giới bên trong thành viên. Tiểu Âm Trúc coi như xong. Nàng trời sinh kèm theo hàn khí. Lại thêm bởi vì nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trưởng nguyên nhân, Tống Thư Hàng hôm nay đối đãi Tiểu Âm Trúc thời gian, cảm giác nàng tựa như nữ nhi của mình. Nàng chịu trách nhiệm hàng ngày manh là được rồi. Quy tiền bối là khách nhân. Vì vậy, thông nương như thế nào đây? Nàng nói như thế nào cũng là thực vật loại hình thành tinh, nói không chừng có thể lái được phát ra nàng linh thực phương diện thiên phú tới đây. Thông nương tu luyện thiên khắp bảo điển. Ngẫu nhiên cũng không có việc gì sẽ khóc một lát. Thông nương nước mắt đối với linh thực mà nói, có phải hay không là đại bổ dinh dưỡng? Lần tới có cơ hội có thể thử xem. Nói lên dinh dưỡng, hắn liền nhớ lại bản thân hạch tâm thế giới bên trong cái kia ở giữa tạo hình xa hoa 33 thú thần bộ nhà xí. Đến thời gian, chờ linh thú đúng hạn về sau, gian phòng này nhà xí cũng có thể phát lên công dụng. Xuống lần nữa một bước. Liền linh thực phân bón cũng có thể nhận đến giải quyết. Hạch tâm thế giới một con rồng hệ, Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Tương lai, bừng sáng. Người sống lấy muốn nghĩ nhiều chút chuyện tốt đẹp tâm tình. Không thể quá suy nghĩ tự bạo a, chết a. Nghĩ thoáng điểm, vui sướng điểm, Tống Thư Hàng dùng sức nói. Khôi lỗi tiên tử 10 ngón giao nhau, chống đỡ ở dưới, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tại tiên tử trong mắt. Lúc này Tống Thư Hàng tựa như trên sân khấu lão tướng quân, trên lưng cắm đầy cờ. Chúng ta kế tiếp làm chút cái gì? Khôi lỗi tiên tử lên tiếng hỏi. Hiện tại, Điền Thiên Đảo đã biến mất không thấy. Phía dưới là một mảnh bụi mênh mông biển rộng. Bọn hắn cũng không thể ngồi ở chỗ này ngẩn người đi. Trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lại liên hệ bạch tiền bối đi. Tống Thư Hàng nói. Khôi lỗi tiên tử, ta là khôi lỗi thân thể, không cần nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử bảo trì cái kia cảm giác áp bách 10 phần tư thế, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng,
dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, người cái này chiếc chiến xa cho ta mượn, ta đến điều khiển lấy hắn tại đây phiến biển xám trên không dạo chơi, nói không chừng có thể có kỳ ngộ gì. Được rồi, tiên tử ngươi vui vẻ là được rồi. Tống Thư Hàng đem tôm hùm thần chiến xa quyền khống chế mở ra cho khôi lỗi tiên tử. Đồng thời, hắn liền nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, tiên tử. Mấy vị kia lúc trước tại trong nhà ăn làm công máy móc cải tạo người đâu. Bạch tiền bối mang theo ngươi cùng Sở Sở đến cái này trên đảo nhỏ tới, mấy cái cải tạo người như thế nào xử lý. Hắn nói chính là kia mấy người mặc ẩn thân chiến y, chạy đến hắn phòng ăn phẫn nộ đưa người đầu khoa học hệ chiến sĩ. Bị vị kia Bạch Thánh dùng duy nhất một lần phi kiếm đưa đến hỏa tinh bên trên rồi. Khôi lỗi tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng, ha ha, đưa đến hỏa tinh bên trên làm gì vậy? Để cho bọn họ đến hỏa tinh bên trên khai hoang, hoặc là giống như thất tu tiền bối như vậy, đem tù binh tiễn đưa đảo quáng. Hỏa tinh trên có Bạch Thánh động phủ, Bạch Thánh dùng duy nhất một lần phi kiếm đưa bọn họ đưa vào động phủ trước nhốt, chuẩn bị tranh thủ thật tốt nghiên cứu một chút bọn hắn. Bạch Thánh đối với máy móc cải tạo người cái này đầu đề tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao đây là cùng khôi lỗi thuật gần, lại khác nhau mới đầu đề. Nói không chừng Bạch Thánh phân thân đã đang nghiên cứu máy móc cải tạo người. Khôi lỗi tiên tử nói. Dứt lời, nàng đứng lên ngồi vào tôm hùm thần chiến xa vị trí lái bên trên, bắt đầu điều khiển chiến xa, tại biển xám trên không đi dạo. Cái này phong bế không gian, khắp nơi đều là chưa khai hoang bản đồ mới. Tuy rằng khắp nơi tràn đầy nguy cơ, nhưng đồng dạng khắp nơi cũng tràn đầy kỳ ngộ. Tôm hùm thần chiến xa tại biển xám bên trên đi dạo. Sở Sở như trước đang nhắm mắt minh tưởng bên trong. Tống Thư Hàng thì nằm tại trên chiến xa, nhắm mắt dưỡng thần. Mơ mơ màng màng ở giữa, hắn xa vào đến mộng đẹp. Nhớ kỹ, đao sẽ là của ngươi người yêu, sẽ là của ngươi lão bà. Một cái thanh âm nghiêm túc tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng, tình huống như thế nào, người nào tại ta lúc ngủ còn cho ta tẩy não? Ta tuy rằng kiếm thuật thiên phụ, đao pháp thiên phú thật tốt, nhưng ta ở sâu trong nội tâm còn khát vọng kiếm thuật A. Hơn nữa, đao liền là người yêu, đao liền là lão bà, cái quái gì xúc, suốt đời đơn độc ý tưởng, đao là ngươi lão bà, đao có thể cho ngươi sinh hầu tử. Loại này tà luận, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Đang nghĩ như vậy lúc. Tống Thư Hàng trước mắt biến rõ ràng. Nói đúng ra, là hắn trong mộng cảnh tượng mở rộng. Tại Tống Thư Hàng trước mặt, đứng đấy một vị uy nghiêm nam tử, hắn mặc áo trắng. Bất quá áo trắng bên trên vẽ đầy từng cái một như là dấu chấm tròn nhỏ vòng tròn. Nam tử sau lưng, nghiêng lưng một chuôi 2 mét lớn lưỡi dao khổng lồ. Vừa rồi câu kia tẩy não kiểu giáo dục, đúng là từ nơi này vị uy nghiêm nam tử trong miệng phát ra. Thế nhưng gia hỏa này là ai a? Hoàn toàn không biết a. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng bản thân rồi lại chủ động mở miệng, thế nhưng, cự hào sư tổ, đao muốn như thế nào mới có thể trở thành người yêu? Hắn phát ra thanh âm là rất manh đồng tử thanh âm. Hành động cũng không bị bản thân khống chế. Tống Thư Hàng lập tức liền hiểu được. Nhập mộng, có đoạn thời gian không có nhập mộng, thoáng cái không có kịp phản ứng. Nhập mộng kỹ năng này thuộc về không thể khống chế năng lực, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ kích hoạt, hơn nữa liền mỗi lần nhập mộng đối tượng cũng thuộc về không thể khống chế loại hình. Lần này nhập mộng đối tượng là ai? Là thiên đế giấc mơ kéo dài sao? Thiên đế nhập mộng còn chưa kết thúc, lần trước nhập mộng đến thiên đế bị Tống Thư Hàng. Thần linh, Thư Hàng giật dây về sau, nhảy đến bên bờ vực tới một lần tín ngưỡng nhảy nhập mộng liền tạm thời cắt đứt. Nhưng cảnh tượng thoạt nhìn không quá giống. Kết hợp gần nhất bản thân tiếp xúc đối tượng đến xem, chạy đến tới đây tính tiếp xúc đối tượng trình tự, khả năng nhất nhập mộng đối tượng, hẳn là vừa ngưng tụ thứ 5 hạt làm cho đối ứng huyết ma. Nhưng cái này manh manh đồng tử thanh âm rõ ràng không phải huyết ma, hơn nữa vị kia cự hào sư tổ rõ ràng cho thấy nhân loại. Cự ma phong cách vẽ cũng không phải như vậy. Không phải huyết ma, cũng không phải là thiên đế, cái kia đến cùng nhập mộng người nào. Người muốn quý trọng đao của ngươi. Phải chú ý bảo dưỡng nàng. Cự hào sư tổ nói qua, cởi xuống trên lưng mình lưỡi dao khổng lồ, dùng ánh mắt thâm tình, nhu tình như nước đang nhìn mình bảo đao, người muốn đem nàng trở thành là ngươi sinh mệnh một bộ phận, là ngươi không thể thiếu bộ phận. Người muốn đem nàng trở thành là trên thế giới đẹp nhất nữ tử, người muốn yêu mến nàng, chỉ có dạng này, nàng mới có thể hồi quỹ tình cảm của ngươi. Nói qua,
Cự Hào sư tổ đưa tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt lưỡi dao khổng lồ, cũng chỉ có dạng này, người mới có thể tại đao đạo bên trên, càng tiến một bước. Đem đao tưởng tượng thành trên thế giới đẹp nhất tiên tử. Cái kia đồng tử thanh âm nghi ngờ nói. Đón lấy, Nhập Mộng đồng tử cởi xuống hắn trên lưng mình đao. Đồng dạng là một chuôi loại hình to lớn bảo đao, hắn học sư tổ bộ dạng, đưa tay nhẹ nhàng, ôn nhu vuốt ve bảo đao. Quá quỷ xúc, vậy mà cho một thiếu niên quán thâu loại này đáng sợ ý tưởng. Dạng này tẩy não xuống dưới, thiếu niên này đời này coi như là đã xong. Tống Thư Hàng trong lòng nói. Hắn đã có thể tưởng tượng ra, tại vị này Cự Hào sư tổ dạy bảo xuống, vị thiếu niên này đem biến thành yêu thương đao như mạng biến thái, mỗi ngày bưng lấy đao, đối với người khác phái hoàn toàn không có hứng thú cái chủng loại kia. Thiếu niên này đã xong. Lòng ta trong mắt đẹp nhất nữ tử. Đồng tử thanh âm như là tự mình thôi miên, lẩm bẩm nói. Đúng, chính là như vậy. Cự Hào sư tổ trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, đưa vào tình cảm, nàng liền là đẹp nhất người yêu. Đã có đao, ngươi cũng không cần khác. Đao chính là ngươi người yêu, đao sẽ là của ngươi lão bà. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể bước lên đao đạo đỉnh phong. Thế nhưng là sư tổ, đao là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất lời nói, ta không thể yêu mến nàng. Lúc này, đồng tử ngẩng đầu lên, chân thành nói. Cự Hào sư tổ, trong mắt của ta, trên thế giới này đẹp nhất nữ tử chính là ta Ngũ Di. Nàng thật xinh đẹp, so với ta gặp qua là bất luận cái gì một vị nữ tử đều xinh đẹp, ta hoàn toàn tưởng tượng không ra trên thế giới, còn có so với nàng nhiều hấp dẫn tiên tử. Thế nhưng, nàng là ta Ngũ Di, ta không có khả năng yêu mến nàng. Đồng tử thanh âm chân thành nói. Cự Hào sư tổ, làm gọn gàng, thiếu niên. Tống Thư Hàng tại trong lòng cho cái này đồng tử ấn lai. Vậy ngươi cải biến xuống tư duy, đem đao tưởng tượng thành ngươi trong suy nghĩ phù hợp nhất ngươi ưa thích người hình tượng. Lấy cá nhân ngươi hoàn mỹ đi lối suy nghĩ hình tượng của nàng. Chỉ cần tại trong lòng ngươi, nàng là hoàn mỹ một nửa khác, mục tiêu của ngươi cũng liền đã đạt thành. Cự Hào sư tổ lui mà cầu tiếp theo. Thì ra là thế, đồng tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hắn lần nữa nhắm mắt nhẹ vỗ về trong tay bảo đao. Trong đầu bắt đầu lối suy nghĩ đao hoàn mỹ hình thái. Ta giống như đã tìm được một chút cảm giác, đồng tử nói, dứt lời hắn thâm tình vuốt ve băng lãnh bảo đao, động tác nhu hòa. Hắn tiến nhập trạng thái. Tống Thư Hàng cũng bị ép tiến nhập trạng thái. Nhập mộng phản hồi, lại để cho Tống Thư Hàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Hắn cảm giác chuôi này đao biến thân thiết, vuốt ve hắn liền giống như tại vuốt ve nàng. Dược hoàn. Thiếu niên này dược hoàn. Đúng rồi, sư tổ, ta đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Đồng tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía sư tổ, nếu như đao liền là người yêu của chúng ta, liền là lão bà của chúng ta. Nàng kia có thể cho chúng ta sinh con sao? Làm gọn gàng, thiếu niên. Đây là một kích chí mạng, Tống Thư Hàng lần nữa làm cho này đồng tử ấn lai. Coi như là người đem đao não bổ lại xinh đẹp, lại hoàn mỹ. Thật đem đao trở thành ngươi người yêu mà đối đãi. Thế nhưng, đao có thể cùng ngươi nói yêu thương. Đao có thể cho ngươi sinh hầu tử. Vấn đề này hỏi thật hay. Cự Hào sư tổ bình tĩnh mỉm cười. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng vỗ bản thân lưỡi dao khổng lồ. Nhụy Nhi, hiện thân đi. Cự Hào sư tổ trong tay lưỡi dao khổng lồ tản mát ra tia sáng chói mắt. Hào quang sau đó, chuôi này lưỡi dao khổng lồ hóa thành một vị màu đen tóc ngắn nữ tử. Nữ tử mặc áo da màu đen bó sát người, lưỡi dao khổng lồ vỏ đao hóa cõng ở sau lưng nàng. Cô gái tóc ngắn trên mặt nụ cười yêu nhã, thế nhưng nàng cười lại ôn nhu, cũng khó có thể che giấu trên người nàng tản ra sắc bén đao ý. Bởi vì nàng liền là đao, Tống Thư Hàng, Năm Thảo, đây là cái gì thao tác? Đao nương, cái này muốn làm sao biến ra? Một chuôi đao rốt cuộc muốn làm sao thao tác, mới có thể biến thành xinh đẹp muội tử? Muốn biết rõ liền trường sinh giả thần binh Xích Tiêu kiếm tiền bối, cũng không có thay đổi thành người công năng. Thậm chí đã liền đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, cũng không có biến thành người năng lực. Cự Hào sư tổ tuy rằng nhìn không ra cảnh giới, nhưng hắn luôn không có khả năng so với thiên đạo còn muốn sâu đi. Đao này mẹ rút cuộc là làm sao biến ra, đao này phong cách vẽ không đúng a. Chỉ cần có yêu thương, tất cả cũng có thể. Cự Hào sư tổ nhẹ nhàng ôm đao nương, nói. Có thể hay không sinh con, sư tổ còn đang ở nghiên cứu. Thế nhưng, vấn đề này một ngày nào đó có thể giải quyết. Mà lúc này, cái kia đồng tử trừng to mắt nhìn chằm chằm vào đao nương,
miệng há to lớn, nửa ngày đều nói không ra lời. Tâm tình của hắn lúc này cùng với Tống Thư Hàng khiếp sợ. Sư tổ, ngài thử qua cùng đao sinh con, đồng tử nghiêm túc lên tiếng hỏi. Nói cách khác, sư tổ bộp đao, đồng tử ý tưởng, cũng trở về quỹ cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, cự hào sư tổ ba đao nam nhân chân chính. Ngụy Nhi, có thể, cự hào sư tổ nhếch miệng lên. Vị kia màu đen tóc ngắn nữ tử hướng về đồng tử mỉm cười, tiếp đó nàng biến hóa nhanh chóng, lại khôi phục vì lưỡi dao khổng lồ bộ dáng. Vì vậy, thấy được chưa? Chỉ cần ngươi đối với đao đưa vào tình cảm, đao liền sẽ hồi quỹ tình cảm của ngươi. Loại chuyện này, kiếm có thể làm không đến. Chỉ có đao, là đặc thù. Sử dụng kiếm đều là đống cặn bã. Cự hào sư tổ trầm giọng nói. Đồng tử bản năng cùng theo phụ họa gật đầu. Hôm nay, hắn thế giới quan nhận lấy trùng kích. Hơn nữa, trên thế giới này những vật khác đều có thể sẽ rời đi ngươi. Thân nhân cũng tốt, người yêu cũng được, đều khó có khả năng vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh ngươi. Mà đao khác nhau, đao đem thủ hộ ngươi một đời một thế, vĩnh viễn không rời bỏ qua. Cự hào sư tổ bắt đầu cho thiếu niên tiến hành tẩy não. Đồng tử như là gật đầu máy móc, như gà con mổ thóc, chỉ có không ngừng gật đầu. Tô Hiển, ngươi là ta gặp qua đao đạo thiên phú tốt nhất đệ tử. Tương lai ngươi ở đao đạo bên trên lấy được thành tựu, nhất định sẽ vượt qua ta. Cự hào tổ sư trầm giọng nói, vậy kế tiếp, chúng ta bắt đầu tiến hành đao thiền. Bình ổn tinh thần, cùng đao của ngươi tiến hành giao lưu. Đồng tử Tô Hiển ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến nhập đao thiền trạng thái. Cự hào sư tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Thiếu niên được thành công tẩy não, không có gì bất ngờ xảy ra, này sinh đem cùng một dạng với hắn, cùng đao làm bạn, cuối cùng đem bước lên đao đạo đỉnh phong, thậm chí vượt qua hắn. Thiếu niên này nhân sinh đã xong, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Tô Hiển là ai? Vì sao ta sẽ nhập mộng nhân sinh của hắn? Tống Thư Hàng đối với chính mình nhập mộng cũng có nghiên cứu. Nhập mộng lúc trước, bản thân đương nhiên muốn trước cùng nhập mộng đối tượng có nhất định được tiếp xúc. Tiếp xúc chia làm rất nhiều loại. Lúc ban đầu nhập mộng đàn chủ nhân sinh, là đàn chủ dùng linh hồn đối với hắn tiến hành nguyền rủa, đây là trên linh hồn liên hệ. Nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trưởng là bởi vì số một linh quỷ hấp thu Lý Thiên Tố đạo trưởng hồn phách mảnh vụn, sinh ra liên hệ. Nhập mộng Sở Sở là bởi vì Sở Sở tại trị thương lúc, sử dụng Tống Thư Hàng tiên huyết. Nhập mộng Thông Nương là vì lầm ăn Thông Nương hành mầm. Nhập mộng Thiên Đế là bởi vì cái kia tấm đế châu nguyên nhân. Mà vị này kêu Tô Hiển đồng tử, Tống Thư Hàng căn bản không có ấn tượng. Người hắn quen biết bên trong, cũng không có kêu Tô Hiển. Chờ. Tô Hiển hẳn là đồng tử bản mệnh, hắn có lẽ có đạo hiệu của mình. Mà Tống Thư Hàng tiếp xúc Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cũng tốt, tu luyện giới những người khác cũng tốt, đều là lấy đạo hiệu tương xứng. Tô Hiển, là họ Tô sao? Tống Thư Hàng trong đầu lập tức nhớ tới một người. Tô thì A Thất tiền bối. Cẩn thận hồi tưởng lời nói, Tống Thư Hàng cùng A Thất cũng có qua thỏa mãn nhập mộng điều kiện tiếp xúc. Lần trước tự bạo lúc. Đúng là A Thất tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối đưa hắn trở về phòng. Tiếp đó hắn tự bạo lúc, đổ A Thất cùng Hoàng Sơn tiền bối một thân máu. Có lẽ chính là kia lúc, thỏa mãn nhập mộng điều kiện. Nếu như cái này Tô Hiển thiếu niên, thật là Tô Thị A Thất tiền bối lời nói. Như vậy cái này mộng cảnh tiếp tục nữa lời nói, ta có thể hay không có cơ hội tiếp xúc đến cường đại đao pháp. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Hắn nhớ tới A Thất tiền bối một chiêu kia thiên đao táng tinh hà. Một người, một đao, một kích, liền đại phá nguyệt đao tông. Tống Thư Hàng gần nhất muốn một chiêu cường lực tuyệt chiêu. Thân là đường đường năm hạt ngũ phẩm cấp 5 sao khách sạn. Không đúng, là lớn linh hoàng, hắn mạnh nhất quyền pháp là nhị phẩm, mạnh nhất thân pháp là nhị phẩm, đã liền kiêu ngạo đao pháp mạnh nhất cũng chỉ là tam phẩm. Về phần cường đại phần thiên hỏa diễm đao hắn đầu lĩnh ngộ chút ra lông. Hơn nữa chiêu này đao pháp là trường sinh giả cấp đao pháp, Tống Thư Hàng muốn tại không mượn trợ Xích Tiêu kiếm tiền bối điều kiện tiên quyết phát huy ra uy lực của nó, còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Vì vậy trước mắt hắn, cần một chiêu cường lực loại hình, một chiêu định thắng bại tuyệt chiêu. Nhấp lên cường lực loại hình tuyệt chiêu, Tống Thư Hàng liền lập tức nghĩ tới Tô Thị A Thất tiền bối thiên đao táng tinh hà. Chờ, ta giống như nhớ lộn. Thiên đao táng tinh hà là A thập lục căn cứ A Thất tiền bối tuyệt chiêu sửa đổi phần, uy lực thu nhỏ loại hình phiên bản. A Thất tiền bối nguyên bản hẳn là thiên đao táng tinh hải.
Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Dù sao khí phách một thớt. Một chiêu này nếu như phối hợp hiện tại hắn năm động lực hạt nhân, quả thực liền là cường lực máy ủi đất. Lúc trước công tử Hải tại Nguyệt Đao Tông xếp đặt thiết kế huyết thần tà đao trận trận pháp, như gặp gỡ hắn hiện tại, năm động lực hạt nhân cộng thiên đao táng tinh hải, trực tiếp có thể đưa hắn đẩy thành đống cặn bã. Muốn, hiện tại khó được nhập mộng Tô Thị A thất tiền bối nhân sinh, vậy có phải hay không đại biểu cho ta có cơ hội tiếp xúc đến thiên đao táng tinh hải? Nói không chừng, ta thật sự có cơ hội đem một đao kia học được. Tống Thư Hàng trong lòng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nhập mộng trong mộng cảnh. Thiếu niên Tô Hiển còn đang tiến hành đao thiền, đem hắn bảo đao đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt minh tưởng. Nàng là hoàn mỹ nhất nữ tử, nàng có lẽ có tóc dài. Không đúng, còn là tóc ngắn tốt nhất. Minh tưởng thời điểm, Tô Hiển còn đang ở nhẹ giọng lầm bầm. Tống Thư Hàng, đây là ở thiết lập đao nương của mình. Đem đao của mình hóa thành đao nương loại chuyện này, thật dựa vào yêu thương có thể làm được. Yêu thương loại vật này. Rốt cuộc muốn tiến hành như thế nào sự thay đổi hóa học, mới có thể để cho một chuôi đao biến thành thiên tử. Dùng yêu thương phát điện, lại dùng điện tới đây cải tạo bảo đao. Vừa rồi thấy cự hào tổ sư đem bản thân đại đao biến thành muội tử, làm cho người ta tam quan đều chấn vỡ trên đất. Nhưng quay đầu lại ngẫm lại lời nói, tổ sư đao nương, thật là đao biến thành thiên tử, mà không phải thiên tử hóa thành đao. Chư thiên vạn giới, thiên kỳ bách quái sinh vật đều có. Liền vô hình đao cổ loại này chính là đao, lại là linh thú cổ quái sinh linh đều có. Như vậy có thể hay không có một chủng tộc, có thể trời sinh huyễn hóa thành vũ khí. Thế nhưng, nếu như đao thật có thể biến thành đao nương lời nói, ngẫm lại cũng cảm giác rất kích thích. Tống Thư Hàng đáy lòng, sinh ra như vậy cái ý tưởng. Hình dạng của nàng cho là chừng 25 tuổi, nàng dáng người cao gầy, muốn giống như Ôn Nhu đại tỷ tỷ. Nàng lúc nói chuyện, muốn êm ái. Thanh âm muốn rất xốp giòn. Thiếu niên Tô Hiển còn đang ở thiết lập đao nương của mình. Thiếu niên này là tỷ tỷ khống, thậm chí có thể là di khống. Nếu như nhập mộng mỗi lần đều có thể tùy tâm sở dục tiến hành tua nhanh phải có thật tốt. Thiếu niên tại não bổ thiết lập đao nương bộ dáng loại này nội dung cốt truyện, hoàn toàn có thể tua nhanh đi qua. Tống Thư Hàng đối với người khác não bổ hoàn mỹ tiên tử nội dung cốt truyện cùng không có hứng thú. Mỗi người đàn ông trong lòng đều có thuộc về mình hoàn mỹ tiên tử. Người khác trong lòng hoàn mỹ tiên tử đối với những người khác mà nói, cũng không nhất định là hoàn mỹ loại hình. Hoàn mỹ tiên tử loại hình nhiều lắm. Tống Thư Hàng hiện tại cảm thấy hứng thú nhất vẫn có thể không thể học được thiên đao táng tinh hải loại sự tình này. Nếu như hắn thật học xong một chiêu này, lần sau có cơ hội gặp gỡ công tử Hải, nhất định phải lại để cho hắn nếm thử hắn đại bảo đao lợi hại. Thiên đao táng tinh hải. Một đao chôn vùi công tử Hải. Ai, không đúng, có một vấn đề. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thiên đao táng tinh hải là thiên hà Tô Thị tuyệt học, không truyền ra ngoài cái chủng loại kia. Hắn Tống mỗi người nếu như học xong, cũng không có thể quang minh chính đại dùng A. Ngộ nhớ bị thiên hà Tô Thị sau khi biết, nghĩ lầm hắn học trộm thiên hà Tô Thị tuyệt học, muốn đuổi giết hắn làm sao bây giờ. Nói cách khác, coi như là hắn vận khí tốt. Thông qua nhập mộng nắm giữ thiên đao táng tinh hải cũng chỉ có thể vụng trộm dùng. Hay hoặc là, trở thành người của Tô gia. Tống Thư Hàng, tâm thoáng cái liền nhét lên. Hiện tại vấn đề tới nếu như một lát thiếu niên Tô Hiển thật bắt đầu tu luyện thiên đao táng tinh hải hắn là học đây. Còn là không học đây, tốt xoắn suýt. Bất quá rất nhanh, Tống Thư Hàng liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá. Xoắn suýt có muốn hay không học thiên đao táng tinh hải thật sự là quá ngây thơ rồi. Bởi vì, thiếu niên Tô Hiển căn bản sẽ không có luyện đao pháp này. Ngoại trừ mỗi ngày minh tưởng, đao thiền bên ngoài, Tô Hiển mỗi ngày muốn học đồ vật có rất nhiều. Cự hào sư tổ đối với đao đạo nghiên cứu sâu đậm. Hắn bắt đầu truyền thụ cho thiếu niên Tô Hiển không phải đao pháp, mà là một bộ kêu tam thiên đao kinh tri thức. Đây là hắn đem bản thân một đời đao đạo lý giải thông hiểu đạo lý, tổng kết ra tới đây đao đạo kinh nghiệm. Trong mộng cảnh, mặt trời lên. Mặt trời lặn, thời gian cực nhanh. Mỗi ngày sáng sớm, Tô Hiển cùng theo cự hào sư tổ cùng một chỗ, leo đến trên đỉnh núi, hấp thụ thiên địa linh lực tinh hóa. Sau đó là nhất định không thể thiếu đao thiền minh tưởng hoàn thiện bản thân đao nương thiết lập. Đón lấy, cự hào sư tổ bắt đầu truyền thụ đao đạo. Tống Thư Hàng liền biến thành dự thính sinh, mỗi ngày cùng theo Tô Hiển, cùng hắn cùng một chỗ học tập,
cùng một chỗ tiến bộ. Nhân sinh trên đời, có nhiều thứ nhất định phải cọ một cọ. Tu luyện phía trước Tống Thư Hàng ưa thích tại tiệm sách cọ sách. Tu luyện về sau, hắn cọ Diệt Phượng công tử CPU, cùng theo Bạch Tiền Bối phía sau thì bắt đầu cọ cơ duyên, cọ phó bản, ngẫu nhiên còn sẽ nhảy ra ngoài cọ xuống mọi người thiên kiếp, có đôi khi không may, liền tai nạn hắn cũng muốn nhảy ra đi cọ một chút hiện tại, liền dạy học giảng pháp hắn cũng muốn cọ một sóng. Tống, cái gì đều có thể cọ. Thư Hàng. Theo Cự Hào sư tổ giảng giải Tam Thiên Đao Kinh, Tống Thư Hàng trong đầu đối với đao pháp lý giải càng ngày càng sâu. Trong đầu có rất nhiều trước kia không hiểu thấu đồ vật, đều biến rõ ràng. Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú rất mạnh, điểm ấy Cửu Châu Nhất Hào quần có tốt các vị tiền bối đều xác nhận qua. Cho dù là dự thính, nhưng Cự Hào tổ sư giảng nội dung, hắn đều có thể rất nhanh nắm giữ, thậm chí suy một ra ba. Khả năng là bởi vì hắn đem toàn bộ vũ khí thiên phú đều điểm vào đao bên trên, hơn nữa, hắn thêm chút phương thức khả năng cùng phổ thông đao đạo thiên tài khác nhau. Phổ thông đao đạo thiên tài thêm chút số liệu hóa lời nói, chắc là loại này, kiếm thuật thiên phú 1, đao pháp thiên phú 9, hoặc là có chút càng cực đoan một chút, kiếm thuật thiên phú 0, đao pháp thiên phú 10. Mà Tống Thư Hàng thêm chút chắc là loại này, kiếm thuật thiên phú 10, đao pháp thiên phú 20. Nghĩ luyện kiếm là không thể nào, kiếm là luyện không được, đời này đều khó có khả năng luyện thành kiếm pháp. Trừ phi là đi học thánh quang kiếm thuật loại này thực chất bên trong là đao pháp, liên quan đến kiếm pháp tên kiếm pháp, mới có thể miễn cưỡng học được đùa nghịch bên trên một hai chiêu. Biển học không bờ, học tập làm cho người ta vui vẻ. Trong mộng cảnh, không biết đã vượt qua bao nhiêu cái mặt trời mọc, mặt trời lặn, Cự Hào sư tổ rốt cuộc đem Tam Thiên Đao Kinh giảng giải hoàn tất. Tại Cự Hào sư tổ nói xong đao kinh cái ngày đó, thiếu niên Tô Hiển trên thân, có một đạo khí thế tán phát ra. Đây là đao thế, là đao ý ngưng tụ lúc trước hình thức ban đầu. Đao thế một thành, lại trải qua tôi luyện, tại đao thế bên trong dung nhập ý chí của mình, tín niệm cùng với đao của mình đạo, có thể ngưng tụ ra một mình thuộc về đao ý của mình tới đây. Đao ý một thành, đối với tu luyện giả mà nói mới có thể xưng bên trên là một vị hợp cách đao tu. Lợi hại, Tống Thư Hàng đối với Cự Hào sư tổ ấn tượng tăng lên đại tôn kính, sư tổ tại đao đạo bên trên tạo hóa, làm cho người ta bội phục. Cả trong cả quá trình, thiếu niên Tô Hiển đều không có phục dụng đao ý thông huyền thảo các loại phụ trợ ngưng tụ đao ý thiên tài địa bảo. Vẻn vẹn là nghe sư tổ nói xong Tam Thiên Đao Kinh, lại để cho thật sự lại để cho hắn ngưng tụ ra đao thế tới đây. Tống Thư Hàng tuy rằng đã ngưng tụ ra đao ý, nhưng đao ý của hắn, một là bởi vì trước giờ thể nghiệm phần thiên hỏa diễm đao bên trong cái loại này đao ý. Thứ hai, hắn phục dụng đại lượng đao ý thông huyền thảo tiến hóa bản đao ý thông huyền hạt sen. Cuối cùng, tại tao ngộ vô hình kiếm cổ quần thời gian, bị vô hình kiếm cổ dung hợp thể một kiếm chém tại hắn cái trán lưu lại kiếm ý kích thích, một lần hành động ngưng tụ ra thuộc về phòng ngự đao ý của mình. Đao ý của hắn, hoàn toàn là bị buộc đi ra. Hắn tuy rằng có được đao ý, nhưng đối với đao đạo lý giải, trên thực tế là hắn yếu hạng. Mà bây giờ, Cự Hào truyền thụ cho Tam Thiên Đao Kinh đền bù Tống Thư Hàng chỗ thiếu. Không nghĩ tới lấy, tại nhập mộng bên trong, còn có thể học được nhiều như vậy. Lần tới nếu là có cơ hội tái nhập mộng thiên đế lời nói, ta nhất định phải thừa cơ đem viễn cổ ngôn ngữ cho học được. Cái này học tập hiệu suất vô cùng tốt, Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán nói. Trong mộng cảnh Tô Hiển, bung ra chưa thành quen thuộc đao thế. Cảm động lây Tống Thư Hàng, đồng dạng cảm giác mình đao ý đã xảy ra một ít biến hóa. Tại trong đầu của hắn, Tam Thiên Đao Kinh nội dung, tại trong đầu của hắn thông hiểu đạo lý, bị hắn lý giải, hấp thu, chuyển hóa đến bản thân đối với đao lý giải cùng lĩnh ngộ bên trong đi. Mà hắn đối với đao đạo lĩnh ngộ, phản hồi đến đao của hắn đạo ý chí đao ý bên trong đi. Tống Thư Hàng cảm giác đao ý của mình, không phải là vẻn vẹn với tư cách phòng ngự khôi giáp cùng bị động phản kích. Đao ý của hắn, mới có thể cầm giữ có càng nhiều hình thái. Cái này bộ phận Tam Thiên Đao Kinh so với Thiên Đao Táng Tinh Hải tới đây, càng quý giá. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tuôn ra một loại vội vã cảm giác. Hắn muốn lập tức theo nhập mộng trong trạng thái tỉnh lại, tiếp đó nếm thử bản thân toàn bộ lĩnh ngộ mới, lại để cho đao ý của mình khôi giáp kéo dài ra hình thái thứ hai tới đây. Hình thái thứ hai, nhất định phải là công kích hình thái. Đẹp trai hơn, muốn bá đạo nghiền ép loại hình. Đáng tiếc,
Nhập mộng không phải nghĩ đến có thể tới đây, cũng không phải là muốn đi có thể đi. Mộng cảnh vẫn còn tiếp tục. Rất tốt, Tô Hiền. Người ở đao đạo bên trên thiên phú, quả nhiên là ta đã thấy mạnh nhất. Cự hào sư tổ tán dương, kế tiếp, ta muốn dạy ngươi một chiêu có thể làm cho ngươi cùng đao tiến thêm một bước hợp nhất, để cho ngươi có thể nhanh hơn tiến nhập đao người hợp nhất cảnh giới bí thuật. Nhanh hơn tiến nhập đao người hợp nhất cảnh giới bí thuật. Tô Hiền ngồi thẳng thân thể, hai mắt mong đợi nhìn qua lão tổ. Đao người hợp nhất cảnh giới, đây là cùng đao ý, là đao tu nhóm khát vọng cảnh giới. Một chiêu này bí thuật, tên là dưỡng kiếm thuật, a phì, là dưỡng đao thuật, cự hào sư tổ trầm giọng nói. Thiếu niên Tô Hiền, nếu như lỗ tai của hắn không thành vấn đề lời nói, vừa rồi cự hào sư tổ giảng là dưỡng kiếm thuật đúng không? Dưỡng kiếm thuật, thiếu niên Tô Hiền là một cái thẳng tính, trong đầu còn không có cẩn thận muốn, trong miệng cũng đã đem cái từ này niệm đi ra. Không, là dưỡng đao thuật, dưỡng kiếm thuật cái loại này đống cặn bã yếu ớt đồ chơi, có thể cùng dưỡng đao thuật so với. Cự hào sư tổ trầm giọng nói. Tô Hiền yên lặng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng trực giác nói cho hắn biết, cái này có chuyện xưa. Đáng tiếc, bây giờ là nhập mộng trạng thái. Nếu không lấy Tống Thư Hàng tính cách, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tại tận lực không tìm đường chết điều kiện tiên quyết, thăm dò một chút dấu chấm tròn sư tổ cùng dưỡng kiếm thuật hai bên không thể không nói chuyện xưa. Cự hào sư tổ bắt đầu cho Tô Hiền giảng thuật lên được xưng có thể làm cho người nhanh hơn một bước đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới dưỡng đao thuật tới đây. Dưỡng đao thuật có tam dưỡng. Lấy ý nuôi đao, lấy khí nuôi đao, lấy yêu thương nuôi đao. Cả quyển sách dưỡng đao thuật độ dài không hề dài, chỉ dùng hai cái canh giờ, cự hào lão tổ liền giảng giải chấm dứt. Tống Thư Hàng nhớ lại cả cuốn dưỡng đao thuật, tiếp đó phát hiện một chút. Thông thiên dưỡng đao thuật nội dung. Hắn sử dụng trong đầu thay thế công năng, đem bên trong đao chữ đổi thành kiếm chữ, cũng không có chút nào không khỏe cảm giác. Chính là cái này, Tống Thư Hàng cảm giác mình đã không sai biệt lắm phát hiện sự thật chân tướng. Dưỡng đao thuật rất có thể liền là dưỡng kiếm thuật, liền là sư tổ sĩ diện, đem kiếm đổi thành đao. Hơn nữa, thông thiên dưỡng đao thuật nghe đi xuống, lấy ý nuôi đao cùng lấy khí nuôi đao, đều rất dễ lý giải, một bước cuối cùng lấy yêu thương nuôi đao lộ ra có chút không hợp nhau. Phảng phất là thiếu gấm chắp vải thô bình thường. Lấy yêu thương nuôi đao nội dung trên thực tế cùng với sư tổ ngay từ đầu truyền thụ cho Tô Hiển người yêu đao thiền minh tưởng pháp cùng loại, liền là đem đao trở thành người yêu đi nuôi. Vì vậy, rất có thể cái gọi là dưỡng đao thuật chỉ có hai bước, lấy ý nuôi đao cộng lấy khí nuôi đao. Cuối cùng lấy yêu thương nuôi đao rất có thể là cự hào lão tổ bản thân tăng thêm đi. Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán nói, nuôi đao là một cái quá trình khá dài. Nó sẽ không một lần là xong. Quá trình này, cần tích lũy tháng ngày, người mỗi ngày tốn đi nuôi đao, yêu thương nàng. Kể từ đó, đao liền biết sinh ra linh tính, đao liền biết phối hợp ngươi, cùng ngươi sinh ra đồng cảm. Đến lúc đó, đao liền sẽ biến thành thân thể ngươi một bộ phận, cùng ngươi hợp hai làm một. Nhân đao hợp nhất, cự hào lão tổ nghiêm túc nói. Thiếu niên Tô Hiền không ngừng gật đầu. Cự hào tổ sư cuối cùng lại bổ sung một câu. Nhân đao hợp nhất, là mạnh nhất. So với kiếm tu tiện nhân hợp nhất phải mạnh hơn, tiện nhân hợp nhất về sau, còn là ti tiện. Thiếu niên Tô Hiền bị tẩy não, toàn bộ hành trình không ngừng gật đầu, đối với cự hào tổ sư lời nói tỏ vẻ đồng ý. Tống Thư Hàng, cự hào tổ sư đối với kiếm tu giống như tràn đầy thật sâu oán niệm. Từ đầu tới đuôi, hắn đối với kiếm tu miêu tả liền là đống cặn bã, tiện nhân, yếu ớt đồ chơi các loại. Cự hào tổ sư sẽ không từng tại kiếm đạo bên trên bị thương qua đi. Tống Thư Hàng trong lòng, cái loại này đồng bệnh tương liên cảm giác lại dâng lên. Nếu như hắn có cơ hội tại trong hiện thực gặp gỡ vị này cự hào sư tổ nói không chừng giữa hai người sẽ rất có cùng chung chủ đề, nâng cốc làm ca khúc, nghìn chén ngại ít. Kế tiếp, án lấy ta truyền thụ cho ngươi dưỡng đao thuật, tới đây củng cố đao của ngươi. Cự hào sư tổ nhìn qua thiếu niên Tô Hiển nói. Chờ ngươi ngũ phẩm cảnh giới về sau, có thể đem đao chuyển hóa làm bản mệnh pháp khí. Phối hợp dưỡng đao thuật, tuyệt đối có thể nuôi ra một chuôi tuyệt thế bảo đao. Cái kia sư tổ, đao của ta lúc nào mới có thể hóa hình? Tô Hiển nghi ngờ hỏi. Cự hào sư tổ mỉm cười, nhìn duyên phận đến, nàng liền ra tới gặp ngươi. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi đương nhiên muốn yêu thương nàng, mỗi ngày muốn tưởng niệm nàng. Ngươi đối với nàng yêu thương nhiều bao nhiêu? Nàng mới có thể nhanh hơn cho ngươi phản hồi. Là,
Ta đã biết, sư tổ. Tô Hiển gật đầu nói. Tống Thư Hàng đột nhiên có loại ảo giác, luôn cảm giác Tô Tiểu Hỏa là bị lừa dối đi. Trong mộng cảnh, Cự Hào sư tổ mở miệng lần nữa nói chuyện. Nhưng lần này có chuyện quỷ dị đã xảy ra, Cự Hào sư tổ phát ra thanh âm, biến tinh tế, biến rất vui tai, phảng phất là tiên tử thanh âm. Tống Thư Hàng, thân hình cao lớn Cự Hào tổ sư, mở miệng phát ra nũng nịu muội tử thanh âm, hình tượng này tốt kinh dị. Đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh, Tống Thư Hàng, nhanh lên tỉnh, đừng ngủ như vậy chết a. Cự Hào tổ sư trong miệng, phát ra dạng này tiếng kêu. Tống Thư Hàng, tiếp đó, hắn mở mắt. Khôi lỗi tiên tử đang tại vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn, phải gọi tỉnh hắn. Nhập mộng, bị khôi lỗi tiên tử đã cắt đứt. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng đạo nếu như khôi lỗi tiên tử có thể chế một điểm đánh thức hắn mà nói, hắn còn có thể thông qua nhập mộng bản thân thể nghiệm một chút Tô Hiển tu luyện dưỡng đao thuật quá trình. Đã có thể nghiệm về sau, đến lúc đó chính hắn tới đây thi triển dưỡng đao thuật có thể thuần thục rất nhiều, trực tiếp đã giảm bớt đi lục lọi học tập dưỡng đao thuật quá trình. Đã xảy ra chuyện gì, tiên tử? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Có thể hay không đưa cho ngươi tôm hùm thần chiến xa nhiều hơn điểm năng lượng? Khôi lỗi tiên tử thanh âm, trực tiếp tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. So với nói chuyện tới đây, nàng càng ưa thích truyền âm nhập mật. Nhiều hơn điểm năng lượng, làm gì vậy? Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Có người tại khiêu khích chúng ta, không thể nhẫn nhịn. Khôi lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, khiêu khích chúng ta. Người nào, đúng lúc này, xa xa có một cái con thoi hình dáng vật thể, vèo một chút, phi độn đến. Tống Thư Hàng, tiên toa, cùng tiên thuyền, tiên toa cũng là một loại tu chân thường dùng vô cùng thể diện phi hành pháp khí. Bất quá so với tiên thuyền tới đây, tiên toa càng chú ý tốc độ. Tiên thuyền là phổ thông xe con lời nói, cái kia tiên toa liền là xe thể thao. Ông cái này chiếc tiên toa đứng ở tôm hùm thần chiến xa bên cạnh, phát ra một hồi vù vù lên tiếng. Nghe giống như là xe thể thao tại oanh chân ga thanh âm. Hơn nữa, cái này tiên toa cũng là màu sắc rực rỡ. Kế tục Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ sau đó, tại đây trong không gian lại một màu sắc rực rỡ vật thể. Liền là nó, khôi lỗi tiên tử nói. Chiếc này tạo hình trôi chảy tiên toa tại nguyên chỗ ông kêu một lát sau, đột nhiên oanh một chút ra tốc về phía trước bay đi. Trong nháy mắt, đã đột phá vận tốc âm thanh, tại phần đuôi sinh ra một hồi xương trắng hình dáng âm bão mây. Hơn nữa tiên toa tốc độ còn đang ở vô hạn tăng lên, cuối cùng tiên toa tốc độ nhanh đến giống như thuấn di. Tại Tống Thư Hàng trong mắt xem ra, tiên toa lúc phi hành là ở lóe lên, mỗi lần lập lòe có thể vượt qua rất dài một đoạn khoảng cách. Tống Thư Hàng mở chừng hai mắt, tiên toa cũng đã biến mất không thấy. Năm thảo, đây là cái gì tốc độ? Tống Thư Hàng nói. Hắn tiếp xúc qua tốc độ nhanh nhất, liền là lúc ấy Bạch Tiền Bối dùng máy bay vỏ ngoài thi triển độn thuật thời gian tốc độ cùng với Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm hệ. Hắn chứng sợ độ cao cùng chứng sợ tốc độ nguyên nhân bệnh, rất lớn một bộ phận chính là như vậy lưu lại. Mà cái này tiên toa tốc độ, so với Bạch Tiền Bối độn thuật cùng duy nhất một lần phi kiếm, nhanh hơn ra rất nhiều. Loại tốc độ này, đã tiếp cận bước nhảy không gian rồi a. Thấy được chưa, hắn chính là như vậy khiêu khích chúng ta, đây đã là lần thứ bảy. Một lát hắn còn sẽ bay tới, tiếp tục vừa rồi quá trình. Khôi lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Vì vậy, đưa cho ngươi tôm hùm thần chiến xa thêm năng lượng a, đánh hắn, không muốn sợ. Khôi lỗi tiên tử khích lệ nói. Tôm hùm thần chiến xa không phải tốc độ loại hình pháp khí, coi như là dù thế nào thêm năng lượng, kỳ thật cũng bay không được nhiều mau. Tống Thư Hàng đáp. Khôi lỗi tiên tử trong mắt ánh sáng màu cam lập lòe, đánh bất quá cũng không có thể sợ, ít nhất phải khiến nó biết chúng ta không phải dễ bắt nạt khinh. Ừ, thì ra là thế. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Khôi lỗi tiên tử, Tống Thư Hàng phát hiện xảy ra điều gì sao? Hắn nhìn ra chiếc này kỳ quái tiên thuyền lai lịch. Vừa rồi, ta nhìn thấy tiên toa đột phá vận tốc âm thanh thời gian bộc phát màu trắng âm bão mây, trong đầu đột nhiên nghĩ thông suốt một việc. Tống Thư Hàng nói. Chuyện gì? Khôi lỗi tiên tử nghi ngờ nói. Ta suy nghĩ a, tại quốc gia của ta thần thoại ghi lại bên trong, tiên nhân phần lớn đều là đằng vân giá vũ, đặc biệt là nhắc tới đã có cao nhân phi thăng lúc, liền nhất định sẽ nhắc tới có bạch vân nâng tiên nhân phi thăng. Hiện tại xem ra,
phi thăng thời gian tiên nhân, nhất định là bởi vì tốc độ rất nhanh nguyên nhân, đột phá vận tốc âm thanh, tiếp đó tạo thành âm bão mây. Vì vậy, thoạt nhìn phi thăng liền cùng Đằng Vân Giá Vũ. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Khôi lỗi tiên tử, nếu như không phải biết Tống Thư Hàng là nhân loại, không phải khôi lỗi lời nói, nàng thật muốn đem Tống Thư Hàng suy nghĩ cắt ra đến xem, có phải hay không có chỗ nào lắp ráp sai lầm. Cái này não đường về đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quá nhanh nhẹn được không? Đang khi nói chuyện, cái kia chiếc xinh đẹp thiên toa, lại một lần nữa theo Tống Thư Hàng đám người phía sau đuổi đi theo, dừng ở Tống Thư Hàng tôm hùm thần chiến xa bên cạnh. Tiếp đó, sau lưng mới truyền đến một hồi ông tiếng vang. Như cũ là cái kia hầu như có thể so với bước nhảy không gian tốc độ. Bởi vì thiên toa tốc độ so với thanh âm phải nhanh quá nhiều. Thiên toa trước rơi xuống Tống Thư Hàng đám người bên người, sau một lúc lâu, bọn hắn mới nghe được cái kia ông tiếng vang. Đuổi theo Tống Thư Hàng về sau, thiên toa thả chậm tốc độ, bảo trì cùng tôm hùm thần chiến xa tốc độ vững vàng tiến lên. Ông hắn lại bắt đầu oanh chân ga. Tống Thư Hàng, lần thứ 8, khôi lỗi tiên tử nói, cho chiến xa thêm năng lượng A, thật không được liền lại cho ta phóng thích quyền hạn, ta đến dùng độn thuật. Tiên tử, không muốn chúng quỷ kế của địch nhân. Địch nhân càng là khiêu khích chúng ta lại càng là không thể bị khích tướng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, chúng ta càng là bình tĩnh, địch nhân ngược lại sẽ càng bắt gấp. Cho tiên tử mở ra chiến xa quyền hạn, để nàng dùng độn thuật. Không thể nào sự tình. Hắn, năm hạt năm sao linh hoàng Tống Thư Hàng, sợ độ cao còn sợ tốc độ. Đua xe gì đó, không tồn tại. Ông O-O-N-G tiên toa lại một lần nữa bộc phát tốc độ. Nổ lên một mảnh âm bạo mây, trong nháy mắt tan biến tại Tống Thư Hàng đám người trước mặt. Nhưng ta muốn đua xe. Khôi lỗi tiên tử quay người, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Màu cam con mắt lóe lên, tràn đầy chờ mong. Bị khích tướng chỉ là lấy cớ, nàng liền là muốn đua xe. Yên tâm, xe của ta kỹ năng rất tốt, tuyệt đối sẽ không lật xe. Khôi lỗi tiên tử đối với Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng nhìn lại khôi lỗi tiên tử. Nhìn xem khôi lỗi tiên tử thời gian, hắn mơ hồ giống như thấy được Đông Phương Lục tiên tử hư ảnh. Tống Thư Hàng tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng có sợ tốc độ cộng sợ độ cao song trọng chứng hắn, còn là đem tôm hùm thần chiến xa quyền hạn di giao cho khôi lỗi tiên tử. Hơn nữa, hắn còn phối hợp với khôi lỗi tiên tử điên cuồng cho chiến xa thêm linh lực. Trong cơ thể năm hạt kim đan toàn lực thôi, tất cả lực lượng đều ưu tiên cung cấp tôm hùm thần chiến xa. Vì phòng ngừa mình ở thúc dục kim đan năng lượng thời gian, không cẩn thận dẫn tới tự bạo, Tống Thư Hàng còn mở ra sương mù hình thức. Cái này hình thức xuống, ngộ nhỡ thật tự bạo, thân thể có lẽ còn có thể một lần nữa tụ tập trở về đi. Chỉ hy vọng sương mù hình thức có thể miễn dịch tự bạo thương tổn. Giao cho ngươi rồi, tiên tử. Tống Thư Hàng kêu lên, lúc này hắn sương mù hóa thân thể bị một cái mền bao phủ. Không có vấn đề, tin tưởng ta kỹ thuật. Khôi lỗi tiên tử trả lời. Nàng ngồi ở tôm hùm thần chiến xa bên trên, hai tay bắt lấy dây cương. Sau đó, sau lưng nàng mở ra một hàng lỗ nhỏ, một cặp cốt cánh kết cấu kéo dài đi ra. Mỗi một cái cốt cánh đều có 12 cái gai xương kết thành. Hai cái cốt cánh hướng phía dưới kéo dài, tiếp xúc đến tôm hùm thần chiến xa, cốt cánh mũi nhọn như rác hút hút tại trên chiến xa khôi lỗi tiên tử cùng tôm hùm thần chiến xa kết làm nhất thể. Sau một khắc, tôm hùm thần chiến xa trên có mấy trọng trận pháp đường vân hiển hiện. Tống Thư Hàng nhận ra trong đó mấy cái trận pháp, bởi vì Bạch Tiền Bối từng dùng qua. Tỷ như gia tốc trận pháp, tỷ như giảm bớt trở lực trận pháp, còn có năng lượng hướng về phía sau phun ra sinh ra động lực trận pháp. Còn có 20 mấy người Tống Thư Hàng căn bản chưa có xem trận pháp. Khôi lỗi tiên tử cốt cánh có 24 gai xương, mà cái này rậm rạp chẳng chỉ trận pháp đồng dạng cũng có 24 nhiều. Cái này, nhiều như vậy, Tống Thư Hàng tim đập không khỏi nhanh một cái nhịp. Tại như thế điên cuồng phụ trợ trận pháp xuống, tôm hùm thần chiến xa tốc độ mạnh tăng lên. Quanh chiến xa phần đuôi, sinh ra âm bão mây, tốc độ thoáng cái đã đột phá vận tốc âm thanh. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc. Tống Thư Hàng một tay nắm thật chặt chiến xa, tay kia đem sở sở bắt lấy, miễn cho nàng bị ném ra ngoài chiến xa. Tốc độ này, cực nhanh, đã hết thuốc chữa. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn về phía sau lưng xa xa. Tại đó, trong hư không có một cái màu xám Phật tượng hư ảnh hiện ra.
Phật tượng tương đối to lớn, nhìn ra độ cao tại 100 mét trở lên, mặt tròn tai to ra hỏa này chính là như vậy đột nhiên xuất hiện, liền cùng trên biển gió bão, nói đến là đến. Lúc này, cái này to lớn màu xám Phật tượng, đang tại kết ấn, huy trưởng, đối với màu xám mặt biển phát động công kích. Mỗi một trưởng xuống dưới, thì có vạn tấm Phật ấn ngưng tụ, hóa thành một đầu màu xám cự trưởng, hướng phía dưới đập đi. Quanh một trưởng xuống dưới, màu xám mặt biển bị trực tiếp đánh xuyên qua, lộ ra màu xám đáy biển, trưởng lực dư thế không giảm, trực tiếp tại đáy biển đánh ra một cái vực sâu trưởng ấn. Trưởng lên trưởng rơi, thiên địa chấn động, rời sông lấp biển. Uy lực này, vững chắc cửu phẩm kiếp tiên trở lên. Tu chân giới đại lão, có thể di sơn đảo hải, lật tay ở giữa làm long trời lở đất, tuyệt đối không phải khuyết đại. Dạng này một trưởng nếu như rơi vào trên người, sẽ chết. Càng trọng yếu chính là, cái này màu xám Phật tượng đang phát tiết bình thường, không ngừng huy trưởng. Một trưởng uy lực, cũng đã đủ để phiên sơn đảo hải, mà liên tục không ngừng huy trưởng, mang đến đúng là nhân tạo tận thế. Oanh 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 liên miên không ngừng trưởng ấn rơi xuống trên biển. Thương cảm biển xám, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trên mặt biển để lại từng cái một lớn vòng xoáy, đáy biển nhiều ra từng cái một sâu không thấy đáy to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn càng đập càng nhanh, cuối cùng nhấc lên tận thế bão tố, hóa thành hủy thiên diệt địa tai nạn. Càng làm cho Tống Thư Hàng ra đầu tê dại là, cái vị này màu xám Phật tượng một bên công kích biển xám, một bên còn hướng về hắn chỗ tôm hùm thần chiến xa vị trí tới gần. Giống như tôm hùm thần chiến xa tại hấp dẫn lấy một dạng với hắn. Như mưa đạn rơi xuống trưởng ấn, tựa như bão tố hướng về Tống Thư Hàng kéo tới. Muốn đuổi theo tới, Tống Thư Hàng nói. Yên tâm, chúng ta vừa mới cất bước nóng người. Khôi lỗi tiên tử nói. Tại tiên tử điều khiển xuống, tôm hùm thần chiến xa điên cuồng gia tốc, đột nhiên tăng mạnh. Vì nếm thử thoát khỏi màu xám Phật tượng công kích lộ tuyến, chiến xa cũng không phải thẳng tắp tiến lên, mà là lấy nghiêng tuyến phương thức tiến lên. Nhưng mà cái kia tôn màu xám Phật tượng tựa hồ thật đã tập trung vào chiến xa vị trí phát sinh trách đi về sau, Phật tượng công kích lộ tuyến cũng sinh ra điều chỉnh. Né tránh không được, hắn quả nhiên đã tập trung vào chúng ta. Tống Thư Hàng nói. Đã như vậy, chúng ta đây dùng sức mạnh tốc độ, một hơi bỏ qua hắn. Khôi lỗi tiên tử nói. Dứt lời, nàng hai tay run lên, tiên thú độn pháp thần yến. Khôi lỗi tiên tử linh lực bám vào tôm hùm thần chiến xa bên trên, độn thuật linh lực hóa thành một đầu kim sắc phụ yến bộ dáng. Vèo tôm hùm thần chiến xa tốc độ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tống Thư Hàng cảm giác mình toàn bộ người đều bị ném bay ra ngoài. Hắn tiếp tục quay đầu, nhìn chằm chằm vào cái kia màu xám Phật tượng. Phật tượng tiến lên tốc độ không có cải biến, khôi lỗi tiên tử cái này một gia tốc, giữa hai người khoảng cách đã bị kéo ra. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, ở đằng kia Phật tượng đầy trời trưởng ấn bên trong, có một đạo hào quang chợt lóe lên. Là cái kia con thoi kèm theo khiêu khích công năng tiên toa. Tiên toa linh hoạt tại màu xám Phật tượng trưởng ấn khoảng cách bên trong sát qua, mấy cái lập lòe về sau, lại một lần nữa xuất hiện ở Tống Thư Hàng đám người bên người. Tiếp đó hắn thả chậm tốc độ, cùng tiên thú độn pháp ra chỉ tôm hùm thần chiến xa, song song mà đi. Ông O-O-N-G tiên toa lại một lần nữa khiêu khích phát ra cùng loại oanh chân ga thanh âm. Quả nhiên lại tới nữa sao? Khôi lỗi tiên tử bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, tiên tử, không nên bị đối phương khiêu khích. Chúng ta vững vàng tiến lên liền tốt, triệt để thoát khỏi màu xám Phật tượng mới là trọng yếu nhất sự tình. Yên tâm, ta không phải đơn giản sẽ bị khiêu khích người. Khôi lỗi tiên tử nói, cảnh giới của ta cùng đạo tâm bày ở cái kia, không phải một chút chuyện nhỏ có thể ảnh hưởng đến ta sao? Ô, ô, n, g tiên toa lần nữa phát động nổ mạnh, lúc này đây, hắn khiêu khích càng thêm ác liệt. Hắn cơ hồ là lao tôm hùm thần chiến xa, theo Tống Thư Hàng đỉnh đầu tháo chạy qua hắn khoảng cách khống chế đặc biệt tinh chuẩn. Nếu như gần chút nữa một chút, Tống Thư Hàng tôm hùm thần chiến xa cùng hắn hai bên muốn phát sinh tai nạn trên không. Lẻn đến tôm hùm thần chiến xa phía trước về sau, tiên toa tốc độ thoáng chậm lại một bước, tiếp đó theo hắn trên người có mấy cái cùng loại đèn tín hiệu lắp ráp bộ phận phát sáng lên, màu sắc rực rỡ đèn tín hiệu đổi lấy màu sắc lóe lên, sức mạnh khiêu khích. Một bộ khiêu khích kỹ năng sau khi kết thúc, hắn lại một cái gia tốc, về phía trước tháo chạy. Luôn cảm giác
chiếc này tiên toa tính cách có chút ti tiện. Ha ha ha, khôi lỗi tiên tử phát ra quỷ dị tiếng cười, nàng đưa tay lại run lên dây cương, tiên thú độn pháp, thần hành long. Độn pháp tạo thành thần yến vỏ ngoài biến hóa, ngưng tụ là một cái thần long loại hình dáng. Tôm hùm thần chiến xa tốc độ lần nữa tăng lên, hung mãnh về phía trước tháo chạy. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, một tay gắt gao cầm lấy chiến xa, tay kia một mực cầm lấy Sở Sở. Loại tốc độ này, đã vượt qua Bạch Tiền Bối dẫn hắn bay thời gian tốc độ. Đã không sai biệt lắm đến cực hạn, siêu tốc độ nhanh, lại để cho hắn cảm giác thân thể có chút phát lạnh. May mà trên người có Bạch Tiền Bối mượn cái mền, lại để cho hắn tại thân thể rét run thời gian, còn có thể cảm giác được một tia ấm áp. Mặt khác, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác mình cánh tay chỗ truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía cánh tay. Tiếp đó hắn phát hiện, sương mù hình dáng cánh tay như hoa một đoá nở rộ, trống rỗng xuất hiện vài đạo vết thương. Kỳ quái, làm sao bị thương? Chờ, không phải thân thể của ta đến cực hạn, muốn sinh ra tự bạo. Tâm tính thiện lương nhét, sẽ không chết đi, sương mù hình thức có thể chống đỡ được sao? Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng lại phát hiện mình giám định bí pháp bị kích hoạt. Kim sắc phù văn theo trong mắt của hắn hiển hiện, lại rất mau trở về. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không phải tự bạo, trên cánh tay thương thế là giám định bí pháp đại giới. Lần này giám định bí pháp ngoài ý muốn giám định cái gì? Theo Tống Thư Hàng giám định bí pháp thuần thục giá trị càng ngày càng cao, hiện tại hắn đã sẽ rất ít xuất hiện giám định bí pháp đột nhiên tự chủ kích hoạt, giám định nào đó vật phẩm chuyện. Bất quá, hắn một ngày không có triệt để nắm giữ giám định bí pháp loại này chuyện sẽ phải có nhất định được tỷ lệ phát sinh. Lúc nào, hắn có thể tháo xuống một đôi thủ sáo cái bao tay cũng không cần lo lắng giám định bí pháp đột nhiên kích hoạt lúc, hắn mới xem như thần công đại thành. Chắc là đoán chừng, muốn triệt để nắm giữ giám định bí pháp chỉ sợ phải đợi Tống Thư Hàng tấn thăng đến cửu phẩm. Bởi vì này bí pháp nguyên hình, vốn chính là cửu phẩm cảnh giới pháp thuật. Lúc này, Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một đoạn tin tức. Chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa, chư thiên vạn giới tốc độ phi hành nhanh nhất pháp khí. Có được lấy tiếp cận bước nhảy không gian tốc độ phi hành, chính là thứ sáu thiên đạo thành đạo phía trước luyện chế pháp khí. Thứ sáu thiên đạo thành đạo về sau, pháp khí này bị thiên đạo lực lượng gia trì, chỉnh thể thuộc tính nhận đến củng cố, tốc độ nâng cao một bước. Hôm nay là vật vô chủ, muốn nhận đến hắn sao? Nói muốn liền đuổi theo hắn, chỉ cần đuổi theo hắn, hắn có thể để cho ngươi hì hì hì. Năm thảo, Tống Thư Hàng nói. Khôi lỗi tiên tử, cái gì? Cái này tiên toa là thứ sáu thiên đạo tác phẩm, Tống Thư Hàng nói. Khó trách như vậy sâu nổ trời. Hơn nữa, giám định bí pháp cho bình luận của nó là chư thiên vạn giới tốc độ phi hành nhanh nhất pháp khí. Chú ý là nhanh nhất, mà không phải nhanh nhất một trong. Nói cách khác, chỉ xét tốc độ mà nói, chư thiên vạn giới không có có thể tìm ra tốc độ so với hắn nhanh hơn pháp khí. Tuy rằng hắn bây giờ là vật vô chủ, đuổi theo hắn. Tựa hồ thì có cơ hội bị hắn thừa nhận. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này đặc biệt mã chính là chư thiên vạn giới tốc độ nhanh nhất a, người nào đuổi theo kịp hắn. Ngươi nhận thức hắn, khôi lỗi tiên tử hiếu kỳ nói. Ta vừa rồi ngoài ý muốn giám định đã nhận được tin tức của nó, tên là chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa. Nó là thứ sáu thiên đạo thành đạo phía trước tác phẩm. Là chư thiên vạn giới tốc độ nhanh nhất pháp khí, hơn nữa thứ sáu thiên đạo thành đạo về sau. Pháp khí này còn chiếm được thiên đạo lực lượng gia trì củng cố. Tống Thư Hàng nói. Khôi lỗi tiên tử, là ảo giác sao? Vì sao gần nhất nàng cảm giác thiên đạo tác phẩm tựa hồ thành phổ thông, tùy ý có thể thấy được? Bởi vì một mực ngốc ở Tống Thư Hàng bên người nguyên nhân, nàng đã biết rõ Tống Thư Hàng trên người có vài cái thiên đạo tác phẩm. Cái kia thần bí hạch tâm thế giới, cửu tu phượng hoàng đao, còn có thường xuyên sẽ nhảy ra đánh Tống Thư Hàng cái kia mở to mắt con ngươi tinh cầu. Còn có Tống Thư Hàng quen biết một vị tóc màu lam tiên tử trong cơ thể bất hủ cốt. Lại thêm cái này đầu tiên toa. Trước kia nàng tại viễn cổ thiên đình, mấy trăm năm đều nhìn không tới thiên đạo tác phẩm hiện tại từng cái một không thể chờ đợi được xuất hiện. Điều này làm cho khôi lỗi tiên tử sinh ra một loại tùy tiện ném khối gạch hướng trong đám người một đập, có thể đập ra thiên đạo tác phẩm cảm giác. Cái này đầu chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa, bây giờ là vật vô chủ. Như vậy xem ra. Thứ sáu thiên đạo tại sau khi về hưu, là biến mất. Tống Thư Hàng suy tư nói.
thiên đạo nhóm tại sau khi về hưu, đến cùng đi đâu? Rõ ràng là bất hủ tồn tại, bất tử bất diệt, thậm chí không cách nào phá hư, bọn họ là làm sao biến mất? Vật vô chủ, Khôi Lỗi tiên tử nghi ngờ nói. Ừ, hơn nữa nếu là có thể đuổi kịp tên này, sẽ có cơ hội hàng phục hắn. Nhưng người nào đuổi theo kịp a, gia hỏa này là chư thiên vạn giới tốc độ đệ nhất. Tống Thư Hằng nói. Đuổi theo hắn, liền có cơ hội lấy được hắn. Khôi Lỗi tiên tử trong mắt màu cam hào quang, biến chói mắt, Thư Hằng, người còn có thể chịu đựng sao? Tống Thư Hằng, Khôi Lỗi tiên tử cái này ánh mắt sáng ngời. Nàng không phải là muốn đuổi theo chiếc này tiên toa đi. Chúng ta có cơ hội, ta còn có một môn trung cực độn pháp còn không có thi triển. Khôi Lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hằng nghi hoặc lên tiếng hỏi, có thể đuổi theo hắn. Phía trước, cái kia chiếc tiên toa đã nhìn không thấy cái bóng. Không thể, thế nhưng, chúng ta có thể dùng những biện pháp khác, chúng ta có thể cho đối phương giảm tốc độ. Đối phương là chư thiên vạn giới tốc độ nhanh nhất lời nói, chúng ta đây liền nghĩ biện pháp lại để cho tốc độ của nó yếu bớt đi xuống. Tiếp đó chúng ta lại vượt qua hắn, tỉ như, một lát hắn nếu như lại lẻn đến bên người chúng ta lời nói, chúng ta liền đánh hắn. Khôi Lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hằng, không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới trận kia tàn khốc xe đẩy giải thi đấu. Rõ ràng chỉ là một trận đua xe so tài, thế nhưng các loại vô địch kim cương toàn sửa đổi tên lửa đạn đạo cự Phật chi quyền diệt phượng số máy kéo biến hình kim đan các loại công kích, sẽ xen lẫn tại so tài hiện trường, lại để cho hòa bình đua xe giải thi đấu triệt để tan vỡ. Đang khi nói chuyện, cái kia chiếc tiên toa xuất hiện lần nữa tại Tôm Hùm Thần Chiến Xa bên cạnh. Tiếp đó lại ngừng lại, cùng Tôm Hùm Thần Chiến Xa song song mà đi. Hắn bay càng lúc càng nhanh. Tiếp đó đến khiêu khích tần suất cũng nhanh hơn không ít. Chơi đùa hắn, Khôi Lỗi tiên tử truyền âm nói. Ta đến chơi đùa, Tống Thư Hằng sững sờ. Ta tại toàn lực lái xe A, phân chia không ra tay tới đây chơi đùa hắn. Khôi Lỗi tiên tử truyền âm nói, đừng lãng phí thời gian, có hay không có giảm xuống tốc độ nó thủ đoạn, chỉ để ý bên trên. Tống Thư Hằng trong đầu nhanh chóng đem bản thân sẽ kỹ năng lọc một lần, tuyệt vọng nói, không có A. Ta không có giảm xuống tốc độ pháp thuật hoặc thủ đoạn. Thực xin lỗi, ta cho ngũ phẩm linh hoàng mất thể diện. Rõ ràng là 5 hạt ngũ phẩm linh hoàng, ta liền cái giảm tốc độ pháp thuật cũng sẽ không. Trợn trừng hắn, dùng thánh nhân chi nhãn trợn trừng hắn. Khôi Lỗi tiên tử nói, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước trợn trừng hắn liếc thử xem. Thánh nhân chi nhãn liền thạch cự nhân đều có thể khôi phục, nói không chừng có thể làm cho cái này tiên toa cũng chịu ảnh hưởng. Làm sao có thể sẽ hữu dụng a? Tống Thư Hằng cười khổ nói. Thạch cự nhân đó là tu luyện thành tinh, là vật sống. Mà tiên toa là pháp khí làm sao mang thai? Bất quá, hắn còn là dùng thánh nhân chi nhãn chừng tiên toa liếc, thử xem lại không cần tiền hắn nho ra thánh nhân chi nhãn còn chưa tới kịp gỡ xuống. Bất quá dạng này cũng tốt, giảm đi còn muốn lắp con mắt thời gian. Tất một phát nhìn là mang thai. Đưa cho thân ái chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa đạo hữu. Mặc kệ ngươi có hay không có mang thai chức năng này, dù sao nhìn là mang thai trước đưa ngươi, xin không cần cự tuyệt. Nhìn là mang thai phóng ra tốc độ nhanh đến không có độ trễ, hơn nữa thánh nhân chi nhãn còn kèm theo dự phán công năng. Vì vậy, trừ phi là tại thánh nhân chi nhãn kích hoạt phía trước liền tránh đi. Nếu không, chờ nhìn là mang thai phát động thời gian, liền hầu như không cách nào nữa tránh né. Chỉ có ngồi đợi mang thai một cái kết cục. Tống Thư Hằng mắt trái một mực tập trung chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa, sau một khắc, nhìn là mang thai kích hoạt. Thành, Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp liền nhìn là mang thai có thể hay không đối với tiên toa sinh ra tác dụng đương nhiên, hắn cũng không hy vọng nhìn là mang thai thật để tiên toa 10 tháng hoài thai, loại cảm giác này quá quỷ xúc. Tống Thư Hằng trong lòng hy vọng nhìn là mang thai có thể tạo được giảm xuống tiên toa tốc độ hiệu quả. Nói như thế nào cũng là nho gia thánh nhân nghiên cứu ra tới đây bí thuật, ngoại trừ làm cho người ta mang thai bên ngoài, có lẽ còn có khác che giấu hiệu quả đi. Ngay tại nhìn là mang thai kích hoạt, sắp đánh chúng chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa trong nháy mắt. Cái kia tiên toa đột nhiên dừng lại. Hơn nữa tại một cái khoảnh khắc thời gian, hắn lấy tốc độ cực nhanh rút lui một khoảng cách. Một cái hô hấp ở giữa có 900 niệm. Một ý niệm có 900 khoảnh khắc. Trong một khoảnh khắc có 900 sinh tử. Mà chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa tại một cái khoảnh khắc trong thời gian,
hoàn thành một lần tựa như sách giáo khoa tiêu chuẩn tránh né động tác cho ngươi biết ha, ta không chỉ tốc độ nhanh, ta tránh né cũng vô cùng trượt. Chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa mặc dù là thứ 6 thiên đạo thành đạo phía trước tác phẩm. Nhưng thứ 6 thiên đạo chứng đạo về sau, hắn đã nhận được thiên đạo lực lượng gia trì. Bây giờ hắn, không chỉ có được thế giới đệ nhất tốc độ, còn có xuất sắc vô cùng năng lực né tránh. Sự thật chứng minh, khôi lỗi tiên tử muốn thông qua yếu bớt đối phương tốc độ phương diện tới đây giành được so tài, không thực tế. Tống Thư Hàng, lại bị tránh thoát đi rồi. Cái này còn là lần đầu tiên, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn đã tập trung vào địch nhân, cùng kích hoạt lên nhìn là mang thai về sau, còn bị người thành công tránh thoát. Cách đó không xa, chư thiên vạn giới đâm xuyên phi toa phần đuôi đèn tín hiệu lại từng vòng lóe lên, tràn đầy khiêu khích hương vị. Mà đạo kia bị hắn tránh né qua mang thai mắt cũng không có biến mất, hắn hiện lên thẳng tắp hình dáng, hướng xa xa một đường phóng ra đi ra ngoài. Oanh 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 xa xa, cái kia tôn màu xám Phật tượng, chẳng biết lúc nào lại đuổi theo. Lần nữa xuất hiện hắn, như trước kẹp lấy thiên tai hủy diệt lực lượng. Phật trưởng không ngừng rơi xuống, tại biển xám trên thân lưu lại một cái vòng xoáy, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Màu xám Phật tượng chơi rất sung bộ dạng. Đúng lúc này, đột nhiên, có một loại lực lượng thần bí buông xuống tại hắn trên thân. Tất nhìn là mang thai hào quang, vượt qua ngàn dặm, cuối cùng dính tại màu xám Phật tượng trên thân lúc trước có đoạn khoảng cách, khôi lỗi tiên tử là bay xéo tránh né, vì vậy màu xám Phật tượng lúc này vị trí, vừa vặn kẹt tại Tống Thư Hàng nhìn là mang thai đang đối diện. Chính diện đánh chúng, một phát nhìn là mang thai, đưa cho thân ái màu xám Phật tượng. Còn là câu nói kia, mặc kệ ngươi có hay không có mang thai chức năng này, dù sao nhìn là mang thai trước đưa ngươi, xin không cần cự tuyệt. Tuy rằng cái này phát nhìn là mang thai vốn là muốn tặng cho tiên toa, nhưng người ta không muốn, đành phải đưa ngươi rồi. Bị Nho Thánh nhìn là mang thai đánh chúng về sau, cái kia tôn màu xám Phật tượng cuồng đập biển xám động tác, lập tức dừng lại. Tại Tống Thư Hàng đám người trong ánh mắt, màu xám Phật tượng bụng dưới, nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản, cái này màu xám Phật tượng liền là mặt tròn, tai to, phình bụng hình thể. Hiện tại đã chúng nhìn là mang thai về sau, bụng của hắn bành trướng càng lớn nhìn qua giống như là mang thai 6 bào thai. Năm thảo, Tống Thư Hàng nói. Phật tượng đại lão, nếu như ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin sao? Màu xám Phật tượng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn cúi đầu đang nhìn mình lớn cường điệu hóa phần bụng. Loại cảm giác này, nhìn là mang thai, một lát sau. Màu xám Phật tượng mạnh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu xa xôi khoảng cách, nhìn thẳng Tống Thư Hàng cùng tôm hùm thần chiến xa. Sau đó, hắn khí vận đan điền, phát ra gầm lên giận dữ, bá Tống huyền thánh, người mã bức. Tống Thư Hàng, giọng điệu này, còn có cái này lời kịch. Cái này màu xám Phật tượng đại lão, tựa hồ không phải lần đầu tiên mang thai. Có lẽ hắn tại hiện thế thời gian, thưởng thức qua bản thân ma phía trước hiển thánh, chịu qua một phát nhìn là mang thai. Nếu thật như thế, vị này màu xám Phật tượng đại lão cũng không phải là phong bế thế giới bản thổ sinh vật, mà là giống như Điền Thiên đảo chủ, bị cuốn vào đến nơi này phong bế trong thế giới. Ngắn ngủn một câu bên trong, Tống Thư Hàng liền suy luận ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Ừ, rất hữu dụng tin tức. Thông qua những thứ này manh mối, hắn có thể suy đoán ra. Màu xám Phật tượng điểm nộ khí, khẳng định đã tăng vọt. O-O-N-G lúc này, bên người tiên toa phát ra một hồi chói tai tiếng kêu to, sau một khắc hắn cấp tốc bộc phát, nhanh chóng bỏ chạy. Chúng ta cũng đi mau, Tống Thư Hàng kêu lên. Tạm thời là tốc độ nhanh nhất, kế tiếp cho ta một chút thời gian, ta cũng cần tích góp năng lượng, mở ra mạnh nhất độn pháp. Khôi lỗi tiên tử lên tiếng nói. Bá Tống huyền thánh, chạy đâu? Cái kia màu xám Phật tượng lớn tiếng nói, thanh âm của hắn giống như là chuông khổng lồ tại nổ vang. Sau đó, Phật tượng lại không đánh biển xám, mà là tốc độ cao nhất hướng Tống Thư Hàng lao đến. Màu xám Phật tượng rõ ràng cho thấy cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, đã nắm giữ không gian thông đạo tồn tại. Thế nhưng truy kích Tống Thư Hàng lúc, hắn không có sử dụng không gian năng lực. Không phải là không muốn, mà là không thể. Tại đây quỷ dị trong không gian. Không gian lực lượng của hắn bị áp chế, căn bản không cách nào sử dụng. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào lấy bản thân tốc độ cao nhất truy kích. Tại truy kích trong quá trình, cái kia cái giống như mang thai 6 bào thai phình bụng, thỉnh thoảng truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức.
Loại này chết tiệt kịch liệt đau nhức, căn bản không cách nào miễn dịch, chỉ có thể nghiến răng gượng chống. Tiên tử, nhanh nhanh nhanh, Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, hắn móc ra một mai tử sư đan, thân hình trong nháy mắt giải trừ sương mù trạng thái, đem đan dược nuốt xuống dưới, khôi phục linh lực tiêu hao. Ngay sau đó, lại lập tức rất nhanh hoán đổi đến sương mù hình thức. Tới, tiên thú độn pháp kiếm tiên thú. Khôi lỗi tiên tử dùng sức run lên dây cương. Quấn quanh tại tôm hùm thần chiến xa bên cạnh hình rồng độn thuật hào quang tản đi, chuyển hóa làm một chuôi tiên kiếm bộ dáng. Tại độn thuật gia trì xuống, tôm hùm thần chiến xa tốc độ lần nữa tăng lên, đạt đến một loại cực hạn. Tống Thư Hàng cảm giác được tôm hùm thần chiến xa đều tại run rẩy, có loại muốn mệt dã rời ảo giác. Muốn biết rõ, đây chính là dùng bát phẩm tài liệu chế tạo pháp khí. Khôi lỗi tiên tử chiêu này độn pháp, đã đạt đến bát phẩm cực hạn, tiếp cận cửu phẩm mức độ. Độn pháp vừa mở ra, sau lưng màu xám Phật tượng lại bị một lần nữa kéo ra một khoảng cách. Màu xám Phật tượng thấy thế, tưởng như là muốn nổ bình thường. Dừng lại cho ta, người mang 10 tháng hoài thai cộng sinh nở đau khổ hình thức màu xám Phật tượng, huy trưởng cách không đối với Tống Thư Hàng đám người oanh tới đây. Một trường này chém ra thời gian, màu xám Phật tượng sau lưng phảng phất có hơn trăm tôn loại nhỏ Phật tượng hiện ra. Rất nhiều loại nhỏ Phật tượng như vạn Phật hướng tông, bảo vệ xung quanh lấy màu xám Phật tượng. Một trường đánh ra, liền có ngàn vạn tấm Phật ấn ngưng tụ. Ngàn vạn tấm Phật ấn ngưng tụ là một che thiên lấp địa đại thủ, từ sau chụp vào tôm hùm thần chiến xa. Che thiên lấp địa cây Phật thủ bên trên, tản ra một tầng màu xám sương mù. Không có chính thống Phật môn khí tức. Ngược lại càng giống là tà ma chi đạo, cây Phật thủ bên trên ẩn chứa giết chóc cùng hỗn loạn. Cây Phật thủ không thể bắt được chiến xa, nhưng cây Phật thủ bên trên sương mù rồi lại trước một bước bao phủ đến. Sương mù này bên trong có độc, chính ngươi cẩn thận. Đối phương là ma Phật đạo kiếp tiên, khôi lỗi tiên tử nói. Cây Phật thủ bên trên sương mù bao phủ xuống tới đây, kịch độc, dơ bẩn, hỗn loạn, huyễn pháp, ma âm, tập các loại sinh hóa uy lực tại nhất thể. Tống Thư Hàng, Như Lai thần trưởng hóa học bản, khôi lỗi tiên tử, đến lúc nào rồi, tư duy có thể hay không đừng như vậy nhảy. Lúc này, công đức xà mỹ nhân theo Tống Thư Hàng trên thân hiển hiện. Thân hình của nàng biến to lớn, đem chọn chiếc tôm hùm thần chiến xa bảo hộ ở bên trong. Công đức ánh sáng, chuyên phá các loại kịch độc, ma khí, tà khí cùng dơ bẩn đồ vật. Có công đức xà mỹ nhân tại, những thứ này hóa học thủ đoạn công kích không có tác dụng. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân đem xích tiêu kiếm đưa tới Tống Thư Hàng trong tay. Xích tiêu kiếm tiền bối, tới đây một phát cửu phẩm cấp hỏa diễm đao, có thể làm sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm, ta có thể đi, nhưng ngươi có thể chống đỡ được sao? Thời điểm mấu chốt, ta vĩnh viễn đều có thể đi. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Tại hắn trong cơ thể, 5 hạt kim đan linh lực, tuy rằng tiêu hao rất lớn. Thế nhưng hắn còn có linh quỷ, tuy rằng không biết vì sao, gần nhất luôn cảm giác mình linh quỷ tồn tại cảm giác thật thấp. Nhưng hắn linh quỷ thế nhưng là thượng giai linh quỷ, trong cơ thể dự trữ lấy một phần. Năm thảo, lục phẩm cấp linh lực, ta linh quỷ dĩ nhiên là lục phẩm, ta tại sao mình cũng không có ấn tượng. Kỳ quái, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Hơn nữa, vì sao ta linh quỷ sức mạnh có thể so với ta còn muốn cao. Hơn nữa liên quan tới linh quỷ trí nhớ. Luôn cảm giác có chỗ thiếu hụt. Nhưng hiện tại, không phải cân nhắc nhiều như vậy lúc. Tống Thư Hàng điều động linh quỷ lực lượng, thúc giục xích tiêu kiếm tiền bối. Cổ tay hắn một chuyến, trên thân kiếm, cái kia phần thiên hỏa diễm bốc cháy lên. Công đức xà mỹ nhân che chở chiến xa, đồng thời đưa tay hỗ trợ bao lại sở sở thân hình. Cửu phẩm cấp phần thiên hỏa diễm đao, hiện tại tình trạng của chúng ta chỉ có thể chém ra một đao, chú ý. Xích tiêu kiếm trầm giọng nói. Tống Thư Hàng, ta minh bạch, bạch tiền bối cùng bạch tiền bối đều tại phụ cận, hy vọng hai vị bạch tiền bối bên trong một vị, có thể cảm ứng được tình trạng của hắn. Phần thiên hỏa diễm đao, Tống Thư Hàng hai tay cầm kiếm, một đao chém ra. Có lẽ là nhập mộng Tô Hiển nhân sinh về sau, nắm giữ cái kia cuốn tam thiên đao kinh nguyên nhân, lúc này đây Tống Thư Hàng huy động xích tiêu kiếm tiền bối thời gian, cảm giác đặc biệt thuận tay. Vung kiếm thời điểm, hắn cùng xích tiêu kiếm tiền bối ở giữa, vây mà có loại tâm ý tương thông ăn ý. Vậy là, thu kiếm thời gian,
Tống Thư Hàng lại nhịn không được đưa Xích Tiêu kiếm tiền bối một cái dưỡng kiếm thuật. Không đúng, là dưỡng đao thuật. Oanh cửu phẩm cấp phần thiên hỏa diễm đao cùng cái kia màu xám Phật tượng Như Lai thần trưởng hóa học bản chính diện đối kháng. Tôm hùm thần chiến xa bị hai đại cửu phẩm cấp công kích ảnh hưởng quét chúng, ngang bay ra ngoài. A, không tốt, muốn lật xe. Khôi lỗi tiên tử kêu lên. Tôm hùm thần chiến xa tại trong hư không lăn mình. Phía trước, tiên toa tạm dừng tại nguyên chỗ, tựa hồ đang chờ Tống Thư Hàng một đoàn người. Làm chiến xa lăn mình đến trước mặt nó thời gian, hắn nhanh chóng mở ra một cái cửa không gian. Tôm hùm thần chiến xa cùng trên xe nhân viên, đều lăn vào đến không gian ở trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.